Bạn chuẩn bị xem xuyên qua thế giới song song, ta có hệ thống. Tập 41. Tư tưởng chấn bân trong phòng thẩm vấn đi ra, Từ Lân thật sâu thở dài một hơi. Đây thao đản bản án. Hắn lắc đầu, cảm giác thực vẫn là trực tiếp đi đường phố bên trên bắt người thoải mái, phá loại án này đều có thể cho mình cả uất ức. Hoàng Vĩ Hàm vỗ vỗ hắn bả vai, nói, chúng ta làm cảnh sát hình sự, vụ án gì đều có thể gặp gỡ. Đây tính là gì, ngươi đều không có gặp qua tự tay đem mình hài tử giết. Từ lân nghe vậy, đôi mắt ngừng tụ. Hoàng chi, thế giới bên trên còn có dạng này xúc sinh. Hổ dữ còn còn không ăn thịt con à. Có, ta liền tự mình trải qua. Hoàng vĩ hàm thần sắc trầm trọng gật đầu. Hoàng chi, ta đột nhiên có chút muốn về đội cảnh sát giao thông. Trinh sát, quá mẹ nó chán nản. Từ lân nói. Cái kia không có khả năng, lấy ngươi năng lực, về sau chỉ biết tiếp xúc càng thêm không thể tưởng tượng nổi bản án. Tiểu tử, ta phải học được kiên cường, ngươi cũng đừng quên tốt nghiệp tuyên thệ, còn có chúng ta tín ngưỡng. Được thôi." Từ Lân cười khổ. Bản án chính thức bị phá, nguyên bản định ra 10 ngày thời gian tổ chuyên án, trực tiếp liền tại chỗ giải tán. Từ Lân cùng Hoàng Vĩ Hàm cùng một chỗ đi tới cục trưởng văn phòng, gặp được đang tại bận rộn Hạ Duy Hải. "Hạ cục." Hoàng Vĩ Hàm mở miệng hô một tiếng. Hạ Duy Hải ra hiệu Từ Lân cùng Hoàng Vĩ Hàm ngồi xuống trước, mình tiếp tục xem trong tay văn kiện, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói, "Ngồi trước." Ta xem xong phần văn kiện này. Chỉ chốc lát sau, hắn cuối cùng xem hết. Sau đó cầm lấy ly trà, tự mình cho hai người bọn hắn cái rót một chén trà. Thế nào, bản án tiến triển như thế nào? Tại hai người bọn họ trước mặt ngồi xuống, Hạ Duy Hải mở miệng liền hỏi lên. Tổ chuyên án là hôm qua thành lập, hắn bên này còn có không ít chuyện, cũng không đoái hoài tới qua bên kia. Hoàng Vĩ Hàm nói, Hạ cục, bản án đã phá. Phá? Hạ Duy Hải nghe vậy mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn về phía Từ Lân, thấy người sau gật đầu sau đó, lúc này mới dám tin tưởng. Dơ cổ tay lên liếc nhìn thời gian, khá lắm, vẻn vẹn 21 giờ, đây là một ngày cũng chưa tới à. Đây phá án tốc độ, cũng quá nhanh đi. Đến, nói một chút đi qua. Hắn đè xuống trong lòng khiếp sợ, mở miệng để Từ Lân bọn hắn báo cáo tình huống. Từ Lân, người đến. Hoàng Vĩ Hàm đẩy một cái Từ Lân. Hắn sắc thực tức giận lườm hắn một cái, nói: "Tự ngươi nói đi, ta sợ nhịn không được nói thô tục." Được thôi. Hoàng Vĩ Hàm nhẹ gật đầu, lập tức đem chọn cái chân tướng đều toàn bộ đỡ ra. Khi Hạ Duy Hải hiểu rõ đến toàn bộ tình tiết vụ án đi qua về sau, một mực trầm mặc không nói. Nhưng là cái kia chập trùng lồng ngực, còn có dần dần giận đỏ mặt nói cho bọn hắn, lúc này vị này đại lão chính đầy ngập phẫn nộ, muốn phát tiết lại tìm không thấy đối tượng. Bành, cuối cùng hắn bỗng nhiên một phát bắt được ly trà hung hăng đập xuống đất. Thế giới bên trên tại sao có thể có ác độc như vậy người, đáng chết, đích xác là nên chết. Hắn có chút thất thố. Trên thực tế chỉ cần là hiểu qua vụ án này người, không có một cái nào không phải như thế. Từ Lân nói, "Hạ cục, ta cảm thấy chúng ta tại nhắc lên công tố thời điểm, hẳn là vừa khi cho nhân tình bên trên cân nhắc. Người thành thật bị buộc đến nhất định tình huống dưới, là thật sẽ bị bức điên." "Ta hiểu." Hạ Duy Hải nhẹ gật đầu, nói, "Nhưng với tư cách chấp pháp giả, chúng ta chỉ có thể trần thuật sự thật, cho ra ý kiến. Về phần hái không tiếp thu, đó là kiểm phương sự tình. Từ lân nhẹ gật đầu, cũng không có cưỡng cầu nữa. Bản án cuối cùng kết thúc, Hoàng Vĩ Hàm lái xe, đem hắn đưa về nhà. Một ngày một đêm qua đích xác là mệt đến ngất ngư, được thật tốt nghỉ ngơi một chút. Sau khi về nhà, hắn ngã đầu liền ngủ. trọn vẹn ngủ tiếp cận 13 giờ, mãi cho đến sáng ngày thứ hai 8 giờ mới tỉnh lại. Hắn vội vàng rời giường, mặc vào đồng phục, sau khi rửa mặt liền xuống lâu ăn điểm tâm, sau đó liền đón xe đi tới cục thành phố trinh sát chi đội. Triệu Quốc đóng cùng hắn nói, hắn chỉ là mượn tạm tới 7 ngày, 7 ngày sau đó vẫn là muốn về đội cảnh sát giao thông. Mặc dù mệt hai ngày, nhưng hôm nay đầy máu phục sinh, hôm qua u ám cũng là quét sạch sành xanh. Ngồi ở trong xe, từ lân kéo ra khỏi hệ thống, nhìn thấy hôm qua bởi vì bắt tưởng chấn bân cùng Văn Kỳ mà thu được 800 điểm tích lũy, tăng thêm trước đó lại qua ngàn, có thể lần nữa rút ra kỹ năng hắn không do dự, trực tiếp điểm xuống rút thưởng giao diện. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được kỹ năng đặc thù đặc thù đánh dấu. Đặc thù đánh dấu, cao cấp kỹ năng, có thể tại bất luận cái gì mục tiêu bên trên tiến hành đánh dấu, đánh dấu qua đi, ký chủ có thể rõ ràng mà biết đối phương vị trí. Nhắc nhở, nhiều nhất có thể đánh dấu 5 cái mục tiêu, xa nhất đánh dấu khoảng cách 10 mét. Từ lân hai mắt trợn lên, vui mừng lộ rõ trên mặt. Đặc thù đánh dấu, đây không phải là cùng thiết bị truy tìm một cái đạo lý sao. Ngưu bức, quá ngưu bức, quả thực là đại sát khí à. đè xuống trong lòng hưng phấn, hắn chuẩn bị tìm một người thử nghiệm một cái, đương nhiên mục tiêu khẳng định là tội phạm. Mới vừa tới đến cục thành phố dưới lầu, hắn từ trên xe taxi xuống tới, liền thấy Hạ Duy Hải tự mình tặng một cái nữ nhân đi xuống lầu, trên mặt còn mang theo nụ cười. Từ lân nhìn thấy nữ nhân kia, lập tức trừng mắt. Nữ nhân này còn dám tới, chơi miễn phí sổ sách còn không có tính đâu. Từ lân, tới. Đúng lúc lúc này, Hạ Duy Hải thấy được Từ Lân, lúc này hướng hắn vẫy vẫy tay. Từ Lân đi lên trước, liếc nhìn cái kia như hoa tươi kiều diễm ướt át nữ nhân, cùng Hạ Duy Hải chào một cái, sau đó nói ra: "Hạ cục, ta còn có chuyện, đi lên trước." "Tiểu tử ngươi, đầu tiên chờ chút đã." Hạ Duy Hải vội vàng kéo lại hắn: "Người ta là tới tìm ngươi, ngươi gấp cái gì?" Xung quanh có mấy cái vừa vặn đi ngang qua trinh sát huynh đệ nghe nói như thế, cũng nhịn không được ngừng chân quan sát phải biết từ lân bây giờ tại bọn hắn tâm lý đó là như thần tồn tại thần dưa đó là thần dưa không chừng ăn một miếng đều có thể biến cường từ lân nói nàng tìm ta nhan giao đôi mắt đẹp mang theo một tia phẫn uất oán trách nói làm sao ta liền không thể tới tìm ngươi ngươi có chuyện gì không từ lân cảm nhận được cái kia cường đại dụ hoặc trực tiếp mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm thầm nói kiên quyết không thể lại để cho nữ nhân này chiếm mình tiện nghi ta là tới xin lỗi ngươi lần trước là ta không đúng, quên các ngươi đã đã cho ta phí sửa xe. Nhan Giao mặt mỉm cười, trong đôi mắt lại mang theo xảo trá. Từ lân, cố ý, nàng tuyệt bích là cố ý. Con mẹ nó, trả bất cứ giá nào. Hắn thu hồi đen kịt mặt, lộ ra một vệt nụ cười, nói, đã dạng này, vậy ta cho ngươi bồi thường có phải hay không đến trả lại cho ta. Ta nhớ được, lần trước thế nhưng là đem ta y phục đều thoát tới. Hôm nay, có phải hay không đến làm cho ta cũng qua xem qua Phúc. Cái gì? Hạ Duy Hải bối rối, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn Từ Lân. Lại chỉ thấy ra hỏa này cười như không cười nhìn Nhan Dao, phảng phất đã chiếm cứ thượng phong. Càng không có nghĩ tới là, Nhan Dao mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn hắn, qua vài giây đồng hồ sau khẽ gật đầu, đưa tay liền kéo lại Từ Lân cánh tay, nói: "Đi, chúng ta đi trên xe, ta cho ngươi thoát." "Ngươi, ngươi ngươi nói cái gì? Làm sao?" không chơi nổi. Nhan Giao một mặt trêu tức. Từ lân nghiến răng nghiến lợi. Đi, xem như người lợi hại. Ta không chơi nổi. Đi, tạm biệt. Nữ nhân không biết xấu hổ, thật có thể vô địch à. Là một cái chấp pháp giả, bên cạnh còn có nhiều người như vậy đâu. Muốn thật sự là lên xe, dù là cái gì đều không có nhìn, mình cũng không cách nào giải thích. Nữ nhân này tuyệt không phải người lương thiện, hắn sợ mình bị hố chết cũng không biết. Bất quá, tại lâm thượng lâu trước đó, Khóe miệng của hắn lộ ra một vệt cười xấu xa, cách không quăng một cái đặc thù đánh dấu đi qua. Đặc thù đánh dấu, bị đánh dấu giả nhan dao, đánh dấu thời hạn 72 giờ. Nhìn ta cả không ngay ngắn ngươi liền xong việc. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, biến mất tại trong hành lang. Nhìn từ lân như một làn khói chạy lên lâu, nhan dao nở nụ cười xinh đẹp, gương mặt có chút phiếm hồng. Tiểu đệ đệ, cùng ta đấu, ngươi còn non lắm. Hạ Duy hải một mặt kinh ngạc nhìn mình cái này chiến hữu nữ nhi, khá lắm Bình thường cái kia một cỗ nhu thuận kình đi nơi nào, làm sao? Hiện tại liền biến thành nữ lưu manh nữa nha. Xung quanh những người kia, nhưng là đối với chạy lên lâu từ lân cực độ hâm mộ. Nếu là đổi thành bọn hắn, trên vách đá dựng đứng xe, dù là cắt ngang chân cũng muốn leo đi lên. Từ lân đi vào văn phòng, đem mới vừa dưới lầu nữ nhân kia không hề để tâm, cùng hoàng vĩ hàm đám người lên tiếng chào, hắn liền không có việc gì đi dạo lên. Trinh sát chi đội, không có bản án thời điểm, vẫn là rất thanh nhàn nhất là hắn một cái mượn tạm cảnh sát giao thông kia liền càng nhàn hoàng vĩ hàm cho dù lại không muốn mặt cũng không có khả năng vụ án gì đều tìm hắn từ lân lảo đảo đi tới một cái cảnh sát hình sự trên cương vị chợt phát hiện tiểu tử kia đang tại soát máy tính trên máy vi tính rõ ràng là từng tấm hình huynh đệ đây là cái gì tới hắn nhịn không được hiếu kỳ hỏi từ ca đây đều là tội phạm truy nã cái kia cảnh sát hình sự ngẩng đầu nhìn thấy là từ lân lập tức cười trở về đáp bạn chuẩn bị xem xuyên qua thế giới song song, ta có hệ thống. Tập 42, từ ca, đây đều là tội phạm truy nã. Cảnh sát hình sự tiểu lục nhìn thấy là từ lân, lúc này mở miệng cười giải thích. Từ lân, đại ca, ngươi đều nhanh 30, gọi ta ca thích hợp sao. Hắn không biết là, mình qua tay hai cái bản án, lại thêm hắn tại đội cảnh sát giao thông thời điểm làm mỏ cát bản án, đã tại toàn bộ trinh sát chi đội tuyên dương ra. Một đám lão cảnh sát hình sự, đều bị cái này mới vừa tốt nghiệp không lâu người trẻ tuổi triệt để chinh phục từ ca ngươi có muốn hay không đến xem tiểu lục vừa cười vừa nói đi từ lân cũng không có lại xoắn suýt sưng hô khi tiểu lục tránh ra sau đó hắn liền ngồi vào vị trí bên trên cẩn thận nhìn lên tính danh vương đồng b cấp đang lẩn trốn tội phạm truy nã số thẻ căn cước dính líu nhiều tông cố ý tổn thương cố ý giết người án tính danh lý phong a cấp đang lẩn trốn tội phạm truy nã số thẻ căn cước, dính líu ba lên bắt cóc giết người, cùng một chỗ cướp bóc giết người. Tính danh, Hồ Vĩnh Hoa, B cấp đang lẩn trốn tội phạm truy nã. Số thẻ căn cước, dính líu phi pháp góp vốn, kim ngạch đạt đến 3, Năm ức. Tính danh, Trịnh Quốc Lực, B cấp đang lẩn trốn tội phạm truy nã. Số thẻ căn cước, vay nặng lãi tập đoàn thủ phạm chính, phi pháp cho vay tiền thu lợi vượt qua 4.000 vạn, cũng dính líu cố ý tổn thương, gây hấn gây chuyện, gây nên nhiều người tàn tật. Tính danh, Cao Vũ, A cấp đang lẩn trốn tội phạm truy nã. Số thẻ căn cước, dính líu nhiều lên giết người toái thi án, người bị hại nhiều đến 8 người. Từng đầu lệnh truy nã nhìn qua, từ lân chợt phát hiện mình đầu giống như Linh Quang không ít, nhìn qua mỗi người thân phận tin tức cùng bọn hắn sở phạm bản án, đều rõ ràng ghi tạc trong đầu. Nhất là bọn hắn tướng mạo, phảng phất đều lạc ấn tại ký ức bên trong. Khóe miệng của hắn mỉm cười, có chút kinh hỉ, nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc. Từ khi hệ thống kích hoạt, hắn năng lực tựa hồ liền tăng lên không ít về sau lại sử dụng thể chất nâng cao thẻ các phương diện năng lực đều so trước kia mạnh hơn nhanh chóng đảo qua từng đầu tin tức đồng thời đem tội phạm truy nã tướng mạo cùng tin tức ghi tạc trong đầu từ lân cam đoan nếu để cho mình tại đường phố bên trên gặp phải bọn hắn dù là không sử dụng thiện ác chi nhãn đều có thể nhận ra liền xem như đối phương tiến hành ngụy trang cũng chạy không thoát mình hai mắt cho dù là chỉnh dung con mắt giữa khoảng cách là không có cách nào cải biến còn có một người ánh mắt cũng không có biện pháp cải biến hắn đồng dạng có thể nhận ra truy tung kỹ năng trong đó có một cái năng lực đó là phóng đại bất kỳ dấu vết để lại từ hiện trường đến kẻ tình nghi phạm tội hình dáng đặc thù chờ một chút đều có thể ứng dụng sau lưng tiểu lục nhìn thấy từ lân phi tốc đọc qua hồ sơ mặt mũi tràn đầy hoài nghi hắn vốn cho rằng từ lân đối với cái này không có hứng thú gì cho nên đọc qua đến nhanh như vậy thế nhưng là dần dần hắn phát hiện từ lân thấy phi thường nhập thần ngay cả mình gọi hắn ăn cơm đều không có phản ứng. Ngồi xuống đó là tiếp cận ba tiếng, nếu như nói hắn không có hứng thú, vậy làm sao khả năng? Nhất thời hắn có chút hoài nghi, sẽ không phải vị này đại thần thật đem trong lệnh truy nã tất cả mọi người đều nhớ kỹ à. Từ ca, từ ca. Hắn lại hô vài tiếng. Từ lân cuối cùng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Thế nào? Tiểu lục nói. Từ ca, nên ăn cơm đi không phải điểm tâm đều mới vừa ăn xong, ăn cái gì cơm. Từ lân đích nói thầm một câu, khi thấy máy tính dưới góc phải thời gian sau đó, trong nháy mắt liền giải ra. 11 giờ 50 phút. Khá lắm, mình đây trong bất trí bất giác ăn vị gần 3 tiếng. Hàn liếc nhìn mình nhìn qua tất cả đang lẩn trốn tội phạm truy nã số lượng, khoảng chừng 1.000 nhiều cái, còn lại chỉ ít còn có tiếp cận 2.000 người. 3.000 nhiều đang lẩn trốn tội phạm truy nã, những người này bên trong có tiềm ẩn ở trong nước, có có lẽ đã chết, còn có không ít người đều chạy tới nước ngoài ung dung ngoài vòng pháp luật. Bất kể nói thế nào, chỉ cần là bị mình gặp, vậy khẳng định là muốn đem hắn đem ra công lý. Ân, còn thừa lại 2.000 cái khoảng, buổi chiều tiếp tục. Từ lân nhẹ gật đầu, đứng dậy liền hướng tiểu lục chào hỏi. Đi, đi ăn cơm. Tiểu lục có chút mộng bức, chừng to mắt nhìn từ lân, hỏi. Từ ca, ngươi sẽ không phải nói cho ta biết, mới vừa xem hết 1.000 nhiều người, ngươi toàn bộ đều nhớ kỹ à. Từ lân nhìn hắn, chuyện đương nhiên nói. Nhìn qua đương nhiên phải nhớ kỹ, cái kia bằng không ta hoa thời gian này làm gì. Tiểu lục. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nói ra, ca, đây chính là hơn một ngàn người. Không phải mười mấy cái, càng không phải là mười cái tám cái, ngươi làm sao có thể nhớ kỹ xuống tới. Từ lân nghe vậy, vừa cười vừa nói, tính danh, vương đồng, bê cấp đang lẩn trốn tội phạm truy nã. Số thẻ căn cước, dính líu nhiều tông cố ý tổn thương, cố ý giết người án. Tính danh, Lý Phong, A cấp đang lẩn trốn tội phạm truy nã. Số thẻ căn cước, dính líu ba lên bắt cóc giết người, cùng một chỗ cướp bóc giết người. Tính danh, Hồ Vĩnh Hoa, B cấp đang lẩn trốn tội phạm truy nã. Tính danh, Trịnh Quốc Lực. Khi Tiểu Lục nghe được từ lân bắt đầu lại từ đầu báo danh tự, liên cung báo tên món ăn giống như. Từng cái tư liệu tin tức nói hết ra, trên mặt hốt nhiên nhưng ở giữa lộ ra khó nói lên lời biểu lộ. Tốt à, hắn thừa nhận chính mình là cái cạn bã. Không, cùng vị này so với đến bọn hắn trinh sát chi đội không có một cái nào dám nói mình không phải cặn bã thiên tài không đúng vị này hoàn toàn đó là cái yêu nghiệt hơn nữa còn là thần cấp đi đi ăn cơm đột nhiên có chút đói bụng từ lân vỗ vỗ hắn bả vai đi tới cục thành phố nhà ăn vừa đi vào liền phát hiện các bộ môn cảnh sát tốt 5 tốt 3 ngồi trên bàn đang ăn cơm còn có mấy cái trinh sát huynh đệ nhìn thấy hắn đều ánh mắt hừng hực thỉnh mời hắn đi qua bọn hắn trên mặt bàn từ Lân cười gật đầu, lại đột nhiên phát hiện mình giống như không có thân phận, cũng không có phiếu ăn loại hình. Cơm này có vẻ như còn ăn không thành. Tiểu Lục thấy, lập tức liền lấy ra mình phiếu ăn, nhưng lại tại lúc này, một thanh âm từ trong phòng ăn vang lên. "Ngươi chính là tiểu Từ à? Hạ cục đã phân phó, ngươi mua cơm không cần trả tiền, tùy tiện ăn." Đó là một người trung niên nam nhân, chỉ có một cánh tay, một cái chân cũng là quẻ, nhưng trên thân cái kia một cỗ tinh khí thần lại là khiến người vô cùng kinh ngạc. Tạ ơn lão ca. Từ lân lập tức nhếch miệng cười lên. Mà sau lưng tiểu lục nhìn thấy cái kia trung niên, lại là nổi lòng tôn kính, hô một câu. Tào đội. Cái gì tào đội, ta hiện tại đó là cái mua cơm đại thúc. Trung niên nam nhân sụ mặt mắng một câu, sau đó cho có chút kinh ngạc từ lân mua cơm. Thịt kho tàu, dầu muộn quả cà, dưa leo trứng tráng, cá chiên bé. Món ăn không thể nói tốt, nhưng tại dạng này cơ quan nhà ăn cũng coi là không tệ. Từ lân, mới vừa đánh tốt cơm liền nghe đến có người đang gọi mình hắn quay đầu nhìn lại phát hiện là hoàng vĩ hàm cùng hạ cục người sau chính nở nụ cười hướng từ lân ngoác bọn hắn hai cái ngồi tại trên một cái bàn toàn bộ cái bàn liền hai người bọn họ từ lân thấy liền bưng đĩa đi tới toàn bộ trong phòng ăn tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn từ lân biết thân phận của hắn cũng không hiếu kỳ nhưng nơi này đại đa số người cũng không biết hắn thân phận mọi người tại hoài nghi cái này mặc đội cảnh sát giao thông chế phục thanh niên đến cùng là ai hạ cục thế nhưng là toàn bộ cục thành phố người đứng đầu nhìn hắn cái kia khách khí biểu lộ để đám người cảm giác mình quả thực là như là thấy quỷ thế nào thức ăn này vẫn được không so với các ngươi đội cảnh sát giao thông cũng không tính kém à đợi đến từ lân ngồi xuống hạ duy hải vừa cười vừa nói cái kia so với chúng ta muốn biết bao thiếu từ lân gật đầu tiếp lấy hắn mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi hạ cục hoàng chi bên trong cái kia mua cơm lão ca lai lịch gì Ta nghe tiểu lục gọi hắn tào đội, chỗ nào lui ra đến. Hạ Duy Hải nghe vậy, liếc nhìn trong phòng ăn tay của trung niên, thở dài. Cục thành phố đặc công đội, tiền nhiệm đội trưởng Tào Vân Hoa. Chấp hành lần một sắp xếp bạo nhiệm vụ, bị tạc rơi mất một cánh tay cùng một cái chân. Nhất đảng công thần, đồng dạng là anh hùng điển hình. T. Từ lân hít vào một ngụm khí lạnh. Trách không được hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương cái kia cỗ tinh khí thần, đích xác rất mạnh. Bạn chuẩn bị xem xuyên qua thế giới song song, ta có hệ thống. Tập 43, nhìn phía xa tàu đội, từ lân trong lòng sinh ra một cỗ kinh ý. Mà tàu đội đó nhận hắn ánh mắt, nhếch miệng cười cười, cho hắn dựng lên một cây ngón tay cái. Từ lân cũng cười. Giữa hai người tựa hồ sinh ra một loại ăn ý, một loại đặc thù truyền thừa. Là lần trước thay mặt cảnh sát, hướng một đời mới cảnh sát, truyền lại mình tín ngưỡng cùng vinh dự. Vội vàng cơm nước xong xuôi, từ lân lần nữa trở lại văn phòng bên trong, bắt đầu tiếp tục càn quét máy tính bên trong tội phạm truy nã nương tựa theo hắn gần như biến thái đại não, từng cái người chỉ cần là tiến vào hắn đầu óc, liền trên cơ bản sẽ không lại lãng quên. Mãi cho đến đêm khuya, thẳng đến xem hết tất cả đang lẩn trốn tội phạm truy nã hồ sơ, hắn mới về nhà nghỉ ngơi. Trên thực tế, những vật này hắn căn bản cũng không cần đi nhớ. Nương tựa theo thiện ác chi nhãn, liền có thể trực tiếp thẩm định ra tội phạm truy nã. Bất quá hắn cũng không phải là bất cứ lúc nào đều mở ra thiện ác chi nhãn, món đầu kia thời gian lâu dài đầu liền tăng, hai mắt chua xót, trợn đều không mở ra được. Lúc trước hắn làm qua một chút thí nghiệm, thiện ác chi nhãn mỗi ngày tối đa cũng liền sử dụng cái 4 giờ khoảng, vượt qua thời gian này sẽ xuất hiện rất nhỏ khó chịu. Thời gian càng dài, cảm giác khó chịu liền càng mạnh. Cho nên lý do an toàn, không tất yếu tình huống dưới, vẫn là không cần sử dụng cho thỏa đáng. Nắm trong tay những này tội phạm truy nã tin tức, lấy hắn năng lực, liền tính không mở ra thiện ác chi nhãn, cũng có thể nhận ra. Với lại, cùng trước đó điều tra tưởng chấn bân vụ án đồng dạng, Thiện ác chi nhãn lớn nhất tai hại còn tại đó. Người ở trước mặt ngươi ngươi mới có thể nhìn ra người ta là hung thủ, người không ở trước mặt ngươi, ngươi chính là cái mù loà. Cho nên về sau phá án, vẫn là muốn lấy nó kỹ năng làm chủ, thí dụ như truy tung, thí dụ như thí ngữ giả, lại hoặc là đặc thù đánh dấu. Nghĩ đến đặc thù đánh dấu, từ lân nhịn không được trong lòng hơi động, nghĩ đến mình một con kia chuột bạch. Hắn nằm ở trên giường, kéo ra khỏi hệ thống bảng, sau đó mở ra đặc thù đánh dấu mục tiêu tin tức bảng bên trên xuất hiện một cái to lớn đồ án nhìn kỹ rõ ràng là toàn bộ giang vân thành phố không gian ba chiều bản đồ đợi đến hắn lại nhìn kỹ một chút bản đồ bên trên tất hiện ra đối phương vị trí còn có một cái thu nhỏ mục tiêu hình ảnh từ lân có chút hiếu kỳ ấn mở hình ảnh sau một khắc một cái có thể câu phạm nhân tội tràng cảnh xuất hiện ở hắn trước mắt phốc từ lân kém chút máu mũi tiêu xạ chỉ thấy tại một cái to lớn trong bồn tắm một cái trắng bóng người đang tại ngâm trong bồn tắm trên mặt nước nổi lơ lửng một chút cánh hoa hồng cái kia hoàn mỹ thân thể tại sóng nước dập dờn bên dưới như ẩn như hiện từ lân vội vàng đóng lại hình ảnh nói thầm một tiếng hệ thống nguy như bức phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn trong miệng hắn nói thầm nửa ngày trong đầu những cái kia không thích hợp thiếu nhi hình ảnh mới biến mất đợi đến khôi phục bình tĩnh về sau hắn sờ lên nóng lên hai gò má nữ nhân này đều nhanh một điểm thế mà còn tại ngâm trong bồn tắm hắn trong lòng nói lấy Đột nhiên lóe lên một cái chơi ác suy nghĩ, lấy điện thoại di động ra, bấm nhan giao số điện thoại. Điện thoại vang lên 3 tiếng, liền được kết nối, một cái lời biếng tràn ngập sức hấp dẫn âm thanh vang lên, "Uy, tiểu đệ đệ, làm sao, nửa đêm nhớ tỷ tỷ ta." Nhan giao cười chế nhạo một câu. Từ Lân nghe vậy, ngữ khí rất là trịnh trọng nói, "Tiểu tỷ tỷ, qua 12 giờ đó là nửa đêm giờ tí, trong một ngày âm khí nặng nhất thời điểm. Ta chính là muốn nói cho ngươi một tiếng." chuyện này sau ngàn vạn không thể tắm rửa hoặc là ngâm trong bồn tắm, nếu không sẽ dẫn tới mấy thứ bẩn thỉu. Về phần đến cùng là cái gì, ngươi hiểu? A. À. chói tai tiếng thét chói tai trong nháy mắt từ trong điện thoại di động vang lên, tiếp lấy liền truyền đến nhan giao tức hồn hển chửi rủa. Từ Lân, ngươi hỗn đản. A. À. ngươi làm ta sợ, Vương Bát Đản, cái tên Vương Bát Đản ngươi. Nhan giao lúc này cầm điện thoại, cả người núp ở bồn tắm lớn một góc, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Sau đó rầm rầm một tiếng từ trong nước đi ra, vội vội vàng vàng mặc lên áo ngủ, đem trong nhà toàn bộ đều mở ra, cái kia thất kinh trên mặt lúc này mới thoáng an định mấy phần. Nữ nhân, liên tính bình thường là cái nữ cường nhân, tại một chút đặc biệt đồ vật trước mặt, tổng hội sợ hãi. Từ Lân, ngươi. Nhan dao vừa định lần nữa quát mắng, lại đột nhiên giật mình. Không đúng, Từ Lân, làm sao ngươi biết ta tại ngâm trong bồn tắm? Ngươi ngươi, ngươi tại nhà ta lắp đặt giám sát? nhan dao sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm lên mặt như hàn xương âm thanh cũng vô cùng băng lãnh cái gì tiểu tỷ tỷ ngươi thật đang tắm ha 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 đùa chết ta rồi bị ta nói chúng ha 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 từ lân không phải lúng túng cười to lấy cớ phi thường hợp lý nội tâm lại cực kỳ không có ý tứ vương bát đản ngươi chờ đó cho ta nhan dao trong ánh mắt lóe ra hung hiểm quang mang từ lân nói ngươi uy hiếp ta hừ tiểu tỷ tỷ Ta nghe nói nửa đêm tắm rửa thời điểm, liền sẽ có đồ vật ở một bên nhìn ngươi. Nó nếu là coi trọng ngươi, ban đêm liền sẽ đem ngươi trở thành tân nương tiếp đi, chờ ngươi tỉnh lại, ngươi sẽ phát hiện. A, à, im miệng, Từ Lân, ta sai rồi, đừng nói nữa, tỉ sai. Tiếng thét trói tai vang lên lần nữa. Từ Lân mặt mũi tràn đầy đạt được nụ cười, nói ra, tốt à, đã ngươi không muốn nghe, ta không nói, ngủ ngon. Lạch cạch. Ha ha ha. Điện thoại cúp máy. Đây tang lương tâm ra hỏa lập tức cười ha ha. Giai đoạn này tính thắng lợi thật sự là đáng giá chúc mừng. Kết quả hàng xóm trực tiếp tại tường cái kia đầu hung hăng đến hai quyền quát, còn có để hay không cho người người nào hơn nửa đêm ngươi nổi điên à? Từ Lân vội vàng im tiếng, sau đó mang theo mỉm cười nằm ở trên giường, nhắm mắt lại ngủ thật say. Ở trong mơ hắn thấy được một cái bồn tắm lớn, trong bồn tắm còn có một cái nữ nhân, cái kia hoàn mỹ dáng người trắng như tuyết như ngọc da thịt trong suốt sáng long lanh ầm ầm ngoạ tào một chậu nước vào đầu dội xuống từ lân trực tiếp từ trên giường nhảy lên hắn mở to hai mắt nhìn trong nháy mắt phát hiện bản thân đèn là mở ra một cái nữ nhân chính khí thế rào rạt đứng ở trước mặt hắn trong tay còn bưng một cái chậu rửa mặt tại nữ nhân bên cạnh còn có một cái mang theo túi công cụ mở khóa sư phó trên mặt chính mang theo một cỗ vẻ mờ mịt không phải làm sao ngươi tới nhà ta nổi điên làm gì từ lân sắc mặt triệt để đen. Thật sao? Giết địch một nghìn tự tổn tám trăm. Mở khóa sư phó nhìn thấy quả nhiên cùng nữ nhân nói đồng dạng. Hai người bọn họ nhận thức, thế là ngượng ngùng nói ra. Cái kia, mỹ nữ tiền giao một cái. Tốt, tạ ơn sư phó. Nhan giao nở nụ cười xinh đẹp, quét mã thanh toán. Nụ cười kia đem sư phó đều thấy kém chút chảy nước miếng. Hắn nhìn từ lân, ngữ trọng tâm trường nói: Tiểu tử có xinh đẹp như vậy bạn gái, có thể nhất định phải chân quý à. Đây là ta danh thiếp, lần sau tìm ta mở khóa bớt 20%. Từ lân nắm danh thiếp, đặt mông ngồi ở trên giường, khóc không ra nước mắt. Tự mình đưa mở khóa sư phó đi ra ngoài, nhan dao đóng cửa lại trở lại bên giường, xinh đẹp cười nói. Đến, đệ đệ, nói tiếp cố sự, tỷ tỷ muốn nghe. Từ lân trực tiếp liếc nàng một cái, đứng dậy đến phòng tắm cầm lên khăn tắm, xoa xoa trên thân thủy, sau đó trở về trên ghế salon nằm xuống. Không tâm tình, xin cứ tự nhiên ta nổi đâu nhan giao đứng dậy đi tìm chậu nước từ lân nói ngươi vẫn chưa xong đúng không ta đầu hàng đầu hàng được đi không được hống ta đi ngủ nhan giao nghiêm trang nói ngươi là tiểu hài tử sao không phải nhưng ta bị ngươi dọa đến ngủ không được ta làm sao hống từ lân trong lòng phát thề về sau tuyệt đối không còn trêu chọc nữ nhân này ta muốn nghe ca nghe ngươi muội không ca hát cũng được ôm lấy ta ngủ Nhan Giao khóe miệng mang theo một vệt cười xấu xa. Từ lần mừng rỡ, ngươi xác định. Đúng, nhưng tư thế cho ta tới chọn. Nhan Giao gật đầu, tiếp tục hỏi. Cũng không biết ngươi được hay không. Yên tâm, tuyệt đối đi. Tới đi. Bạn chuẩn bị xem xuyên qua thế giới song song, ta có hệ thống. Tập 44, sáng sớm hôm sau, từ lân đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo, đi tới trinh sát chỉ đội. Mới vừa đi vào văn phòng, đúng lúc đụng phải Hoàng Vĩ Hàm cũng tại. Người sau nhìn thấy hắn một đôi mắt quầng thâm, một mặt chưa tỉnh ngủ bộ dáng, nhất thời nhị không được mở miệng hỏi. Tiểu tử, đêm qua muốn đi ôm cô nương đi? Từ Lân tức giận nhìn hắn một cái, ra hỏa này là thần toán sao? Hắn hậm hực nói, cô nương không tốt ôm à? Nha, xem ra thật đúng là Hoàng Vĩ hàm tựa hồ có chút bát quái thể chất. Tiến lên trước nháy mắt ra hiệu nói, nói đi, ôm mấy lần. Từ Lân nói, một lần, một lần, sức chiến đấu kém như vậy. Người trẻ tuổi, xem ra ngươi cỡ nào bổ một chút à? Hoàng Vĩ Hàm cười ha hả nói lấy, lại hỏi một câu. Bao lâu thời gian biến thành quỷ này bộ dáng? Từ lân nói, ha ha, ngươi cười cái gì? Hoàng Vĩ Hàm tiếp tục một mặt hiếu kỳ. Sau đó liền nghe từ lân miệng bên trong tung ra mấy chữ. Sáu giờ. Rắc. Hoàng Vĩ Hàm cái cầm đều nhanh kinh sợ xuống, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chấn động vô cùng. Một lần sáu giờ, liền tính đập thuốc cũng không có mạnh như vậy à. Mấu chốt, ngươi mẹ nó còn có thể tới làm. Từ lân lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Hoàng chi, 90 cân nữ hài tử, ôm công chúa ngươi có thể kiên trì bao lâu. Phốc, hoàng vĩ hàm đang chuẩn bị uống miếng nước ăn ủi một chút, trong nháy mắt trực tiếp phun tới. Hắn trên dưới đánh giá từ lân, chỉ thấy ra hỏa này tay có chút run rẩy thỉnh thoảng còn vịn eo, hai chân cũng có chút run lên. Ngươi, Ngươi ôm lấy con gái người ta, đứng 6 giờ. Từ lân ủy khuất ba ba, ta lần đầu tiên gặp phải, muốn người ôm lấy dỗ ngủ cảm giác. Nữ nhân kia, đơn giản đó là cái cự trẻ sơ sinh. Ta eo, ta tay. Ôi, ha ha. Nhìn thấy tiểu tử này cái kia một bộ sinh không thể luyến thần sắc. Hoàng Vĩ Hàm mừng rỡ đập bắp đùi cười ha ha. Toàn bộ văn phòng bên trong đều quanh quẩn hắn tiếng cười. Hoàng Chi, sự tình gì cười đến vui vẻ như vậy. Cửa ra vào đi tới một người, rõ ràng là Trần Hoa. Hắn nhìn một chút từ lân quỷ bộ dáng, lại nhìn một chút Hoàng Vĩ Hàm, cảm thấy nhất định là có chuyện phát sinh. Hoàng Vĩ Hàm trực tiếp đem hắn kéo đến một bên, nhỏ giọng nói lên. Sau ba phút, lại là một cái tiếng cười to vang lên. Một truyền mười, mười truyền trăm. Rất nhanh toàn bộ trinh sát chi đội người đều biết, từ lân bị một cái nữ nhân gây khó dễ. Từ đó, sáu giờ truyền thuyết lưu truyền rộng rãi. Đương nhiên, đến cùng là ai, bọn hắn cũng không biết. Từ Lân cũng lười đi lý đám gia hỏa này, tìm cái thoải mái vị trí, nằm xuống liền ngủ. Trong đầu đột nhiên nhớ tới một bài nhạc thiếu nhi. Tiểu Hòa thượng xuống núi đi khất thực, lão hòa thượng có khai báo, dưới núi nữ nhân là lão hổ. Mơ mơ màng màng ở giữa, cũng không biết ngủ bao lâu, Từ Lân bị người đánh thức. Ngẩng đầu một cái, phát hiện đứng ở trước mặt mình là Trần Hoa. "Tiểu tử, chớ ngủ, lên, ta tuần tra đi." Hắn mở miệng nói ra. "Tuần tra?" Từ lân trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần, chờ hiểu được sau lập tức một mặt không thể tưởng tượng nổi. Trần đội, chúng ta là cảnh sát hình sự, còn muốn đi tuần tra sao? Đồng dạng không dùng được chúng ta, nhưng là gần đây Nam Hoa tiểu khu bên kia phát sinh hơn 10 lên trộm cướp án, kim ngạch đạt đến hơn 100 vạn. Còn đều là ban ngày gây án, cái kia tặc oa tử huyên áo lòng người bàng hoàng, khiếu nại điện thoại đều đánh tới cục trưởng nơi đó. Hạ cục trực tiếp đem điện thoại gọi cho Hoàng Chi, một chầu thoá mạng, Hoàng Chi để cho chúng ta đi trước nhìn xem tình huống. Tốt. Từ lân ngồi dậy đến, vuốt vuốt mặt, liền cùng Trần Hoa cùng đi ra môn. Nhưng bọn hắn cũng không có trước tiên ra ngoài, mà là đi tới chi đội kho trang bị. Khi từ lân nhìn thấy Trần Hoa lĩnh xuất đến một thanh 54 súng ngắn cùng hai cái băng đạn thì, ánh mắt trở nên có chút hừng hực. Chỉ cần là nam nhân, cái nào không yêu súng. Hắn tại trường cảnh sát thời điểm, xã kích khảo hạch thế nhưng là lâu dài đều bảo trì đệ nhất. Nhìn thấy súng, ngón tay đều tựa hồ có cảm giác. Thất thần làm gì, cầm lên à. Trần Hoa nói lấy, lại cho hắn một bộ còng tay. Cho ta. Từ lân có chút giật mình, mình đều còn không phải trinh sát chi đội người, đây đều có thể phối súng. Trần Hoa, Hoàng Chi khai báo, tiểu tử ngươi tình huống đặc thù. Đều nghe các ngươi đại đội trưởng nói, chí ít hai lần ngươi kém chút liền không có mệnh. Xứng khẩu súng, điểm an toàn. Bất quá ngươi nhưng phải cho ta chú ý, không tất yếu không nên rút thương hắn ở phía sau dặn dò một câu từ lân nhếch miệng cười vội vàng cầm qua súng ngắn một bên gật đầu vừa nói hiểu được hiểu được bên hông cài lấy súng từ lân cảm giác mình lưng đều cứng rắn rất nhiều giống đêm qua ôm công chúa lại đến hai tiếng đều có thể chịu đựng được rất nhanh hai người liền lái xe đi tới nam hoa tiểu khu Đây nam hoa tiểu khu bản thân liền là một cái cao đoan tiểu khu ở chỗ này người trên cơ bản đều là có chút vốn liếng cho tới nay nơi này bảo an đều rất không tệ từ khi chủ hộ vào ở bắt đầu liền không có đi ra sự tình gì nhưng từ khi sát vách quả vặt một con đường kiến thành sau đó tam giáo cửu lưu người cũng nhiều thế là nam hoa tiểu khu liền được một chút tặc oa tử cho để mắt tới ba ngày hai đầu đều sẽ ném đồ vật tiểu khu bên trong mặc dù hiện đầy giám sát nhưng cuối cùng sẽ có điểm mù những cái kia tạc oa tử còn đều che mặt liền xem như bị giám sát đập tới cũng không sợ hai người lái một chiếc phổ thông màu đen đại chúng xe đi tới tiểu khu cửa ra vào quan sát một cái cửa ra vào phải chăng có khả nghi nhân viên. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Hoa cùng Từ Lân hai người xuống xe, Từ Lân ánh mắt nhìn về phía khoảng cách tiểu khu cửa ra vào vẻn vẹn không đến 300 m quả vặt một con đường. Dù là lúc này chính vào giữa trưa, cũng đã phi thường náo nhiệt. Hắn quan sát mấy lần, quay người chuẩn bị đuổi theo Trần Hoa. Nhưng đột nhiên hơi nhíu nhíu mày, hắn mới vừa tại quay đầu thời điểm bị kiếng chiếu hậu lung lay một chút, tựa hồ giống như là kính viễn vọng phản quang, bởi vì món đồ kia có hai cái điểm sáng nếu như là thường nhân bị như vậy lắc một chút có lẽ căn bản liền sẽ không chú ý nhưng từ lân là ai hắn trong nháy mắt đã cảm thấy có chút không bình thường ngươi không có việc gì dùng kính viễn vọng nhìn phía bên mình làm gì muốn nhìn trộm ngươi còn nhìn trộm đại mã đường trong lòng trong nháy mắt cảnh giác hắn hướng phía đang muốn qua đường trần hoa hô to lão trần chờ ta một chút ta đi mua một ít ăn trần hoa nghe xong kinh ngạc quay đầu sau đó chỉ thấy từ lân tự lo hướng phía trước quả vặt phố đi đến đi tới quả vặt phố cửa vào vị trí hắn nghênh ngang đi đi vào đi ra thời điểm trần hoa đổi thường phục mà từ lân nhưng là vẫn như cũ mặc một thân cảnh sát giao thông đại đội phản quang phục mê hoặc tính cực mạnh bất quá coi hắn đi vào quả vặt phố thời điểm vẫn là có không ít người hướng hắn quang tới không giống nhau ánh mắt dù sao cảnh sát giao thông cũng là cảnh sát đương nhiên cái này cũng có thể làm cho không ít người buông lỏng cảnh giác cũng tỉ như một cái đang từ cửa sổ thò đầu ra, hướng xuống mặt nhìn ra hỏa. Từ lân ngẩng đầu nhìn lướt qua, sau đó vẻn vẹn một giây đồng hồ liền cúi đầu xuống, hai con người bỗng nhiên co vào, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một người tin tức. Đinh Văn Võ, bê cấp tội phạm truy nã, số thẻ căn cước. Dính lưu cướp bóc, trộm cướp, gây hấn gây chuyện, cố ý đả thương người. Tội danh không ít, mười mấy hai mươi năm đều đủ phán loại kia. Bất quá trước lúc này, Từ Lân vẫn là mở ra thiện ác chi nhãn ứng chứng một cái. Đinh Văn Võ. Tốt, đằng sau đã không cần nhìn. Bạn chuẩn bị xem xuyên qua thế giới song song, ta có hệ thống. Tập 45, xác định đối phương thân phận, từ lân đi tới một cái trước gian hàng, đối với lão bản nói ra. Lão bản, đến một bát bún xào. Nói lấy, hắn còn lấy điện thoại cầm tay ra, quét mã trả tiền. Được rồi, vị này cảnh sát giao thông thúc thúc, ngài chờ một lát. Lão bản kia 30 nhiều tuổi niên kỷ, cười hô một tiếng cảnh sát giao thông thúc thúc, để từ lân lập tức có chút cạn lời. Hắn giả bộ như có chút khó chịu nói. Lão bản, kề bên này nơi nào có nhà vệ sinh. Lão bản nghe vậy, cười nói. Đằng sau đây phòng thuê trong lâu đạo chỉ có, lầu hai chỗ ngoặt. Cảm ơn lão bản. Từ lân nghe vậy, lập tức liền hướng hành lang chạy chậm đi lên. Nhìn thấy một màn này, lầu ba thăm dò nhìn ra phía ngoài đến người trẻ tuổi kia lập tức liền rút về cổ. Đối với đang nằm trên giường một người trung niên nam tử nói ra. Lão đại, có cái cảnh sát giao thông đi lên, nói là cho mượn nhà vệ sinh. Cái kia trung niên bỗng nhiên ngồi dậy đến, hắn từ đầu giường phía dưới lấy ra một thanh 30cm dài ngắn dao găm, sắc mặt âm trầm liếc nhìn cửa phòng. Tiểu võ, đi xem một chút. Lục tử, chuẩn bị giết ra ngoài. Hắn đối với Đinh Văn Võ phân phó một câu, tiếp lấy đối với một bên khác một cái gầy gò thanh niên nói ra. Người sau nhẹ gật đầu, trong tay cũng xuất hiện một thanh đoàn đao. Gia hỏa này nói ra, lão đại, nơi này không thể ở nữa. Chờ nhóm hàng này xuất thủ, chúng ta lập tức rời đi. Ân, ta biết. Trung niên nhân nhẹ gật đầu. Đinh Văn Võ nhìn bọn hắn một chút, sau đó đi vào cửa phòng trước. Đầu tiên là dán cánh cửa nghe vài giây đồng hồ, sau đó từ từ mở ra một cánh cửa vá, hướng mặt ngoài nhìn lại. Đó là cái nhìn này, hắn thấy được một cái bốn mươi ba mã chân to. Oanh, một tiếng vang trầm, môn trực tiếp bị gạt ngã, đi theo bay ra ngoài còn có Đinh Văn Võ. Hắn cái chán một mảnh vết máu cả người đã nằm trên mặt đất không động đậy được nữa thảo cam trong phòng vang lên hai âm thanh vang lên trung niên nam nhân kia cùng gầy gò thanh niên trong nháy mắt nhảy lên cầm trong tay dao nhìn chăm chặp từ đi vào cửa cái kia cảnh sát giao thông từ lân nhìn thấy hai người này con mắt khẽ híp một cái vương nhị hà a cấp đang lẩn trốn tội phạm truy nã số thẻ căn cước dinh lưu cố ý giết người cố ý tổn thương cường kiện trộm cướp chờ nhiều lên trọng đại hình sự vụ án thiệu tử thông B cấp đang lẩn trốn tội phạm truy nã, số thẻ căn cước. Dính líu tổ chức buôn bán nhân khẩu, bắt cóc tống tiền, trộm cướp. Hai người, toàn bộ đều là tội phạm truy nã. Dù là không cần mở ra thiện ác chi nhãn, từ lân cũng một chút liền có thể xác nhận. Lại thêm trong tay bọn họ cầm ra hỏa, cái gì đều không cần nói, trực tiếp bắt lấy chính là. Hắn phảng phất thấy được điểm tích lũy đang hướng về mình ngoác. Không được nhúc nhích. Ngay tại hắn chuẩn bị đi vào động thủ thời điểm, bỗng nhiên sau lưng vang lên âm thanh chính là trần hoa tại từ lân hướng bên này đi hắn liền đã phát giác không thích hợp thế là theo sau quả nhiên tiểu tử này phát hiện mục tiêu lúc này trần hoa cầm trong tay súng lạnh lùng nhìn trong phòng hai cái cầm trong tay hung khí lưu manh hắn khoe mắt dư quang thấy được trên giường đối với tiền mặt cùng đủ loại cấp cao thủ thế thậm chí là vàng thỏi gạch vàng chờ một chút lập tức liền minh bạch đây là gặp phải trộm cướp án chính chủ bất quá từ lân tiểu tử này cũng là thật dũng không cùng mình chào hỏi liền lên đến, vạn nhất ra một ít chuyện làm sao bây giờ. Cam, liều mạng. Ngay lúc này, cái kia Vương Nhị Hà gầm lên giận dữ, trực tiếp nhào về phía Từ Lân, đồng thời mượn Từ Lân thân thể chặn lại Trần Hoa họng súng. Cái kia gầy gò thanh niên tốc độ càng nhanh, lăn mình một cái liền đi tới Từ Lân trước người. Hai người trực tiếp lúc lên lúc xuống đối diện trước cái này cảnh sát giao thông triển khai công kích, Vương Nhị Hà còn muốn dãy dụ một cái, tựa hồ áp chế cầm Từ Lân làm con tin. Ngay tại lúc bọn hắn giao sắp tới cảnh sát giao thông trước mặt thời điểm, chỉ thấy trước mắt nhoáng một cái, sau đó sắc bén kình phong vang lên. Từ lần đầu tiên là một bàn tay vung lên đến, hung hăng quét vào Vương Nhị Hà trên mặt, tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. 3. Khi tiếng bạt tai vang lên một khắc này, hắn chân cũng hung hăng thăm dò tại xoay người thiệu tử thông trên mặt, khủng bố lực lượng trực tiếp cho hắn đạp bay ra ngoài hơn một mét. Sau đó hắn một bộ bước ra, bắt lấy Vương Nhị Hà cầm đao cánh tay, eo dùng sức một cái ném qua vai, thật vừa đúng lúc đập vào thiệu tử thông trên thân. Đông, gào, a, à. nặng nề tiếng vang sau đó đó là hai tiếng hét thảm, vẻn vẹn ba giây đồng hồ, hai người triệt để mất đi sức chống cự. Trần Hoa chừng trong mắt, khó có thể tin nhìn trước mặt một màn này. Mới vừa hắn đã bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hiện tại những này mồ hôi lạnh trực tiếp bị ép trở về. Ngọa tào, mạnh như vậy. Hắn cảm giác, liền xem như mình gặp từ lân, chỉ sợ cũng phải bị miểu sát à. Thế này sao lại là cảnh sát, quả thực là một chiếc tiến công máy, khi đó cơ nắm giữ được quá hoàn mỹ. Không phải nói hắn hai lần kém chút bị lưu manh cho đâm chết sao. Liền đây năng lực chiến đấu, cái kia lưu manh đến mạnh bao nhiêu. Từ lân chế phục hai người sau đó, lập tức đem hung khí đá mở, sau đó từ bên hông móc ra còng tay, cho Vương Nhị Hà đeo lên. Lúc này Trần Hoa cũng cuối cùng kịp phản ứng, nhanh chóng cho thiệu tử thông mang lên trên còng tay. Về phần cái kia đinh văn võ, từ lân nhưng là trực tiếp tìm một sợi dây thừng, đem buộc lên. Làm xong đây hết thảy, từ lân tìm một cái bao, đem trên giường tăng vật toàn bộ đều đặt đi vào, mà Trần Hoa nhưng là bắt đầu gọi điện thoại cho Hoàng Vĩ Hàm. Chúc mừng ký chủ, bắt A cấp tội phạm truy nã, thu hoạch được 780 điểm tích lũy. Chúc mừng ký chủ, bắt B cấp tội phạm truy nã, thu hoạch được 460 điểm tích lũy. Chúc mừng ký chủ, bắt B cấp tội phạm truy nã, thu hoạch được 390 điểm tích lũy. Thoải mái, xuất thủ một lần, lại là 1.500 nhiều điểm tích lũy, tăng thêm trước kia còn lại 600 nhiều điểm tích lũy, có thể trực tiếp tới hai phát rút thưởng. Bất quá từ lân cũng không nóng này, chờ về đi thời điểm lại quất. Vẹn vẹn không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Hoàng Vĩ Hàm mang người liền chạy tới. Hắn nhìn thấy từ lân cùng Trần Hoa áp lấy ba cái mặt mũi bầm dập, toàn thân vết máu ra hỏa ngồi xổm ở qua vặt phố giao lộ, lập tức dẫn người tới. Khi hắn phát hiện từ lân tiểu tử này đang tại ngụm lớn ăn bún xào thời điểm, sắc mặt tối sầm. Lão Trần, bọn hắn đó là tội phạm trộm cướp. Hoàng Vĩ Hàm cũng lười đi quản tiểu tử này, đối với Trần Hoa hỏi lên. Trần Hoa gật đầu, dương lên trong tay túi du lịch, nói, tăng vật đều ở bên trong, đoán sơ qua đại khái tại 200 vạn trên dưới. Không chỉ, từ lân ăn tới nuốt sống giống như nuốt xuống cuối cùng một ngụm bún xào, còn ở một cái. Hoàng Vĩ Hàm nói, không chỉ 200 vạn. Từ lân lắc đầu, ta nói là bọn hắn không chỉ là tội phạm trộm cướp, cái này, vương nhị hà, a cấp tội phạm truy nã, cái này thiệu tử thông, cái này đinh văn võ, đều là bê thông trên bảng nhân vật. a, à, đúng, cái này đinh văn võ đã nhận. hắn nói là vương nhị hà bức hiếp hắn làm, hắn nguyện ý lập công trục tội. t, nghe được gia hỏa này nói, trần hoa run một cái. người mẹ nó nói sớm à? nguy hiểm như vậy nhân vật, làm sao cũng phải đợi đến đại bộ đội tới mới động thủ, mới vừa nhiều nguy hiểm. hoàng vĩ hàm nhưng là mí mắt nhảy lên khó có thể tin nhìn ngồi trồm hổm trên mặt đất ba người. Ba cái tội phạm truy nã. Hắn nhìn từ lân, tiểu tử này cũng không giống là đang nói đùa à. Hồ Cương, Trương Công, trước mang theo hai người kia quay về trong đội, trên đường cẩn thận một chút. Nếu là ba cái tội phạm truy nã, vậy liền tuyệt đối không thể xem nhẹ, hắn ra lệnh hai cái tiểu đội áp giải hai người. Vâng, minh bạch. Hai người lập tức phất tay, các đội viên ba bốn người cùng tiến lên, án lấy hai người đi tới xe. Hoàng Vĩ Hàm nhìn về phía Đinh Văn Võ, nói, đã ngươi nguyện ý lập công trục tội, vậy trước tiên mang bọn ta xác nhận hiện trường. Tốt, tốt, cảnh sát thúc thúc, ta nhất định toàn bộ khai báo. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến vào Nam Hoa Tiểu Khu, sau đó tìm được vật nghiệp, bắt đầu xác nhận hiện trường. Lúc đầu một bước này là muốn thẩm vấn xong mới tiến hành, bất quá đã Đinh Văn Võ nguyện ý khai báo. Vậy thì thật là tốt cũng là nghiệm chứng một chút những tài vật kia người mất có hay không báo cáo sai vật bị mất hơn 10 hộ bị trộm gia đình, rất nhanh liền bị liên hệ với, có đã hướng trở về, có nhưng là có người ở nhà, rất phối hợp ủng hộ trinh sát chi đội công tác. Một đường đi qua, bọn hắn rất nhanh liền xác nhận mười mấy hộ bị trộm người ta. Liền tại bọn hắn đi vào cuối cùng một hộ thời điểm, chủ hộ ra đón, Hoàng Vĩ Hàm tiến lên cùng đối phương nói chuyện với nhau lên. Mà từ lân nhưng là nhìn về phía bên cạnh cái kia một tòa biệt thự, chân mày hơi nhíu lại. Hắn dùng sức hít mũi một cái, sắc mặt dần dần trở nên ngương trọng tiến lên một bước, cắt ngang Hoàng Vĩ Hàm nói, hắn chỉ vào bên cạnh biệt thự, hướng chủ hộ hỏi. Tiên sinh, xin hỏi cái kia một tòa biệt thự có người ở sao? a à, ngươi nói số 6 biệt thự à? Có người ở, trước đó là một đôi tuổi trẻ phu thê ở chỗ này. Bất quá về sau bọn hắn dọn đi rồi, cách hai ngày lại chuyển đến một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Làm sao vậy? Cảnh quan, có phải hay không có vấn đề gì? Cái kia chủ hộ có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Từ lân sắc mặt nghiêm túc, nói ra, Tiên sinh, xin ngài lập tức về nhà, đóng cửa xong đừng đi ra." Nói lấy, hắn rút ra bên hông súng ngắn. Hoàng Vĩ Hàm đám người còn tại buồn bực, tiểu tử này làm gì? Nhìn thấy Từ Lân rút súng lục ra, bọn hắn trong nháy mắt tóc gáy dựng lên, cả đội người trong nháy mắt vô ý thức toàn bộ đều rút súng. Bạn chuẩn bị xem xuyên qua thế giới song song, ta có hệ thống. Tập 46. Hoàng Vĩ Hàm đôi tay cầm súng, họng súng hướng xuống, mấy bước liền đi tới Từ Lân sau lưng. "Tiểu tử, tình huống như thế nào?" hắn thần sắc vô cùng trịnh trọng. Hắn mới vừa nghe Trần Hoa báo cáo, Từ Lân tại sông vào Vương Nhị Hà ba người phòng cho thuê thời điểm, nhìn thấy đối phương cầm trong tay hung khí, vẫn không có rút súng. Nhưng là bây giờ, gia hỏa này tại không có nhìn thấy người tình huống dưới trực tiếp rút súng, đây đủ để thấy tình thế tính nghiêm trọng. Từ Lân ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước cái kia một tòa biệt thự, hai mắt vi vi nheo lại, chỉ chỉ biệt thự lầu hai bệ cửa sổ vị trí. Hắn không có mở miệng, thậm chí liền động tác đều rất cẩn thận. Hoàng Vĩ Hàm thuận theo hắn ánh mắt nhìn qua, ngay từ đầu còn không có nhìn ra cái gì đến, thế nhưng là đợi đến hắn sau khi nhìn thấy, hai con người bỗng nhiên kịch liệt co vào. Bọn hắn chỗ vị trí cách ngôi biệt thự kia thẳng tắp khoảng cách mặc dù vượt qua 20 mét, nhưng chỉ cần là nhìn lực tốt người. Đều có thể nhìn thấy tại cái kia một gia đình lầu hai ban công nơi hẻo lánh vị trí dựa vào một mặt thủy tinh tầm kính. Từ lân nhìn thấy đồ vật, ngay tại cái kia một chiếc gương bên trong. Nếu như nói không phải tận lực đi tìm nói, có lẽ liền xem như chăm chú nhìn nửa ngày, đều chưa hẳn có thể phát hiện trong gương chiếu dọi đi ra đồ vật. Thi thể, hai cỗ thi thể, không tệ, tại cái kia lầu hai trong sân thượng, màn cửa che chắn hậu phương, có hai cỗ bị trói trên ghế, miệng cũng bị băng dán phong kín thi thể. Hai người đều là đầu dựa vào sau, trên cổ có một đạo đáng sợ mặt sẹo, một đao chí mạng. Hoàng Vĩ Hàm nhìn thấy, qua vài giây đồng hồ, Trần Hoa cũng nhìn thấy. Sau đó từng cái nỗ lực tìm kiếm mục tiêu đội cảnh sát hình sự viên, cũng lục tục thấy được thi thể. Mọi người sắc mặt, trong nháy mắt liền trở nên ngưng trọng lên. Hoàng Vĩ Hàm nhìn về phía Từ Lân, trầm giọng nói, ngươi là làm sao phát hiện. Từ Lân nói, người thấy máu tanh cùng nhà nhạt xác thối. Ta đoán chừng, tử vong thời gian không cao hơn 36 giờ. Lại khoác lác không phải. Hoàng Vĩ Hàm nhịn không được một tiếng nói thầm. Ngươi chỉ dựa vào nghe, liền có thể đoán được thi thể tử vong thời gian. Từ lân không có giải thích cái gì, hướng phía sau người ép ép tay, sau đó thu hồi súng ngắn lui về phía sau mấy bước kéo dài khoảng cách đi theo bước nhanh hướng biệt thự chạy tới ngươi làm gì hoàng vĩ hàm nhìn thấy hắn cử động sắc mặt đại biến trần hoa đám người cũng vô cùng khẩn trương cầm thương trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh nhưng mà sau một khắc bọn hắn liền thấy để người cả đời khó quên một màn chỉ thấy từ lân vọt tới biệt thự góc tường cả người bỗng nhiên nhảy lên thật cao một chân đạp tại mặt tường thân thể cất cao chân trái lần nữa đạp ở trên tường mượn lực Siêu một tiếng, gia hỏa này thân thể liền treo ở độ cao chỉ ít có 4 mét nhiều ban công rãnh thoát nước bên trên. Tiếp lấy hai tay dùng sức, một cái xoay người liền lên ban công. Hai chân mới vừa rơi xuống đất, hắn súng liền đã lần nữa đi tới trong tay. Ánh mắt lạnh lùng thông qua thủy tinh kính liếc nhìn trong phòng hoàn cảnh, bởi vì là góc độ nguyên nhân, hắn đã có thể thấy rõ trong phòng tất cả. Nhưng mà cũng chính bởi vì vậy, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải hai cỗ thi thể, mà là bốn cỗ thi thể ngoại trừ ngồi hai người bên ngoài, còn có hai cái nằm. Bốn người, đều là một đao mất mạng, hung thủ xuất thủ cực nhanh, vết cắt phi thường vuông vức, phẳng phất là một đường thẳng đồng dạng. Hắn đi vào phòng, nhanh chóng quét mắt một vòng, xác nhận không ai sau đó liền ngồi xổm xuống, nhìn trước mặt thi thể. Người chết là ba nam một nữ, nhìn qua đều còn rất trẻ, cũng không vượt qua 30 tuổi bộ dáng. Trên thi thể đều xuất hiện thi ban, dựa theo hiện tại nhiệt độ, như hắn suy đoán, chí ít đã tử vong 24 giờ trở lên, nhưng không cao hơn 36 giờ. Nói cách khác, người là hôm qua chết. Với lại rất rõ ràng, bị trói một nam một nữ tại tử vong trước đó đều từng chịu đựng cùng loại với cha tấn bức cung đồng dạng thủ đoạn. Trên người bọn họ hiện đầy vết thương, móng tay cơ hồ toàn bộ đều bị nhổ, răng cũng bị nhổ mấy khỏa. Đồng thời phân biệt bị cắt mất một lỗ tai, liền nhét vào bên cạnh thi thể. Bạch bạch bạch, dưới lầu vang lên tiếng bước chân, hoàng vĩ hàm mang người từ cửa chính tiến vào, rốt cục đi lên lầu. Khi cửa gian phòng bị mở ra một khắc này, cho dù là có chuẩn bị tâm lý, đám người cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bốn cỗ thi thể. Hoàng Vĩ Hàm một tiếng kinh hô, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây tuyệt đối lại là một kiện đặc biệt lớn vụ án, làm không tốt tỉnh thính bên kia đều sẽ treo biển hành nghề bản án. Hắn trầm mặt, đang muốn đi vào trong, Từ Lân lại trực tiếp đưa tay ngăn lại, trước không muốn vào đến, ta nhìn một lần hiện trường. Hoàng Vĩ Hàm nghe, sắc mặt tối sầm. Mây cay y tứ? thăm dò hiện trường không cho chúng ta bên trên. Tiểu tử ngươi, sợ không phải quên thân phận của mình đi. Bất quá hắn cũng chính là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, đối với Từ Lân năng lực, hắn vẫn là rất bội phục. Lại thêm cả phòng cơ hồ đều là đã khô cạn huyết dịch, sơ ý một chút thật đúng là dễ dàng phá hư hiện trường, cho nên hắn liền dẫn người đứng ở trước cửa, không tiếp tục đi vào. Từ Lân nằm trên mặt đất, nghiêng mặt hướng có tia sáng ban công bên kia nhìn qua, trong lúc mơ hồ có thể phát hiện trên mặt đất mấy cái dấu chân trong đó một chút dấu chân rất rõ ràng đó là bị trói lấy hai cái trên người người chết mặc dép lê, mặt khác một nhóm dấu chân, nhưng là nằm cái kia hai cỗ thi thể mặc giày ra. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn có một người dấu chân. Một cái nữ sĩ giày ra dấu chân, 38 mã kích thước, căn cứ mấy cái lưu tại khô cạn huyết dịch bên trong dấu chân để phán đoán. Là một cái trưởng thành phái nữ, lại bước chân lực lượng bình ổn, đều đều, không giống như là vội vàng lưu lại. Người thứ năm, hắn trong lòng âm thầm nói một câu, cái mũi động đậy khay khẽ, trong không khí lưu lại khí tức bên trong, đích xác là có 5 người. Bất quá bởi vì xác thối cùng mùi máu tươi duyên cớ, đây năm cái khí tức bị va đập phai nhạt rất nhiều, cơ hồ đã rất khó phân rõ hương vị. Từ lân xác định tồn tại người thứ năm sau đó, liền hướng Hoàng Vĩ Hàm bọn hắn nhẹ gật đầu, lập tức một nhóm lớn đội cảnh sát hình sự viên đều tiến đến, bắt đầu tiến hành hiện trường thăm dò. Từ lân như là đứng ở một bên, cẩn thận nhìn thi thể, mỗi một bộ thi thể trên thân ngoại trừ trên cổ một đao bên ngoài, liền không có khác vết thương chí mạng. Ba nam nhân cùng một cái nữ nhân, nhất là cái kia hai cái nằm ra hỏa, nhân cao mã đại, còn không có bị trói, thế mà cũng là một kích mất mạng. Hung thủ tuyệt đối là cao thủ, giết người không chớp mắt loại kia. Với lại căn cứ từ lân phán định, cái kia cái thứ năm giấu chân chủ nhân, cũng chính là cái kia mặc 38 mã giày nữ nhân, đó là hung thủ. Bởi vì hắn tại hai cái ngồi trên ghế thi thể trước mặt, còn có cái kia hai cỗ nằm thi thể hậu phương, đều thấy được cái dấu chân kia cùng đi đường không giống nhau, dấu chân kia hơi thiếu thiếu một khối, đồng thời có kéo ngân, hiển nhiên là tại cước bộ uốn lượn dùng sức tình huống dưới mới có thể dẫm ra đến như thế dấu chân. Giết người về sau, hoàn toàn không che giấu vết tích, cái này cũng đã chứng minh hung thủ cực kỳ tự phụ, thậm chí là căn bản không nhìn Giang Vân thành phố trinh sát chi đội. Từ Lân sắc mặt có chút âm trầm, đây mẹ nó có chút càn rỡ à? Nếu là không đem hung thủ bắt lấy, trinh sát chi đội mất mặt hay không hắn không xen vào, nhưng mình một cửa ải này là không qua được. Hoàng Chi. Từ Lân ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Hoàng Vĩ Hàm đã tại an bài công tác, liền cũng không có lại nói cái gì. Vẹn vẹn không đến nửa giờ thời gian, toàn bộ trong biệt thự đều thăm dò hoàn tất, trong biệt thự tài vật đều vẫn còn, tiền mặt, đồ trang sức chờ một chút, đều không có mất đi. Tình huống này nói cho bọn hắn, hẳn không phải là một lần nhập thất trộm cướp giết người. Như vậy, hung thủ đến cùng tại sao phải giết người? Rất nhanh, pháp y bên kia người cũng đến đây đang tiến hành hiện trường thu thập mẫu sau đó, bọn hắn liền đem thi thể xếp lên xe mang đi. Bọn hắn sẽ đối với thi thể tiến hành giải phẫu, xuất cụ kỹ càng giải phẫu báo cáo. Tiểu lục, tần đại lực, các ngươi hai cái canh gác hiện trường, những người khác quay về trong đội hội họp. Hoàng Vĩ Hàm nhìn thấy đã không sai biệt lắm, lưu lại hai cái trinh sát huynh đệ canh gác hiện trường, dẫn đội chuẩn bị trở về chi đội. Trọng đại như thế bản án, thiết yếu muốn lập tức hội họp nghiên cứu phá án mạch suy nghĩ, sau đó hướng lên phía trên làm văn bản báo cáo mới được. Từ Lân thấy Lưu lại cũng không có gì ý tứ, cũng đi theo Hoàng Vĩ Hàm rời đi. Ngồi ở trong xe, hắn một mực đều cau mày đang suy nghĩ bản án. Hung thủ rất chuyên nghiệp, giống như vậy người là tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Ở trong đó, tất nhiên là liên lụy đến một ít lợi ích, mà đổi thành bên ngoài cái kia hai cỗ nam tính thi thể, rõ ràng không phải cùng cái kia đôi nam nữ là một đám. Nếu như là báo thủ, cái kia hai cỗ thi thể không có cách nào giải thích hắn hai mắt nhắm lại, trong đầu không ngừng mà hiện lên từng cái khả năng. Bọn hắn còn chịu đựng nghiêm hình bức cung, hung thủ là đang tìm đồ vật. Như vậy đổi thành ta là bọn hắn, sẽ đem đồ vật giấu ở địa phương nào? Còn có một vấn đề, đó chính là bọn họ tại biệt thự bên trong phát hiện gây án vết tích, nhưng tại bên ngoài biệt thự, nhưng không có bất kỳ hung thủ lưu lại vết tích, liền hắn truy tung kỹ năng đều không có phát hiện. Cái kia người, đến tổ cùng là làm sao rời đi? Bạn chuẩn bị xem xuyên qua thế giới song song, ta có hệ thống. Tập 47. Lão Phương, người này các ngươi nhất định phải thả. Ta biết các ngươi là nghĩ như thế nào, không phải liền là muốn đem hắn lưu tại đội cảnh sát giao thông, lại dựa vào hắn nhiều vớt mấy cái công lao sao. Các ngươi đám ra hỏa này, mất mặt hay không? Ta cho ngươi biết, cái này căn bản liền không thực tế. Hình sự vụ án, công lao rơi xuống một hai lần các ngươi bên kia liền đã thắp nhang cầu nguyện, nhiều ngươi cho rằng khả năng sao. Cảnh sát giao thông bên kia lên trước chế độ dựa vào cái gì, ngươi sao ta càng tin tưởng Từ lân là một nhân tài, ngươi cảm thấy đối với hắn như vậy đến nói công bằng sao. Khác không nói, lấy hắn năng lực, ta can đoan một năm sau đó, hắn cảnh hàm là cảnh đốc. Hạ Duy Hải ngồi ở trong phòng làm việc, cầm trong tay điện thoại, mang trên mặt phẫn nộ. Đầu bên kia điện thoại là cục giao thông lãnh đạo, hiển nhiên lưu canh tại ra ngoài trước đó là cùng cục giao thông câu thông qua, cho nên bọn hắn kiên trì không thả người. Mắt thấy từ lân mượn tạm thời gian đều đi qua ba ngày, nếu là lại không giải quyết được, ngươi liền được đội cảnh sát giao thông thu hồi đi à. Lão Phương, ngươi đừng ép ta trở mặt. Dù nói thế nào, các ngươi đều là về chúng ta hệ thống công an quản hạt. Ép ta, ta trực tiếp đi tỉnh thính tìm cục trưởng đi. Lời này vừa ra tới, đầu bên kia điện thoại hiển nhiên là có chút niềm tin không đủ. Lão Hạ, ngươi nhìn ngươi còn gấp. Được được được, chúng ta họp thảo luận một chút. Cứ như vậy, ta cúp trước. Ba, nghe được trong điện thoại âm thanh bận, Hạ Duy Hải mặt sạm lại. Họp thảo luận, còn thảo luận cái rắm. Hắn cắn răng, rất muốn cầm điện thoại lên hướng tỉnh thính báo cáo, thế nhưng là ngẫm lại vẫn là nhịn được. Hắn sợ tỉnh thính cũng cùng bọn hắn cướp người hà. Đến lúc đó, quan hơn một cấp đè chết người, điều từ lân đến cục thành phố liền thật bị nhỡ. Đông đông đông, ngay lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, Hạ Duy Hải để điện thoại xuống. Hoàng Vĩ Hàm đi vào văn phòng, cầm trong tay một phần văn kiện, vẻ mặt nghiêm túc nói, hạ cục, lại là cùng một chỗ đại án. Hắn nói lấy đem văn kiện đặt ở Hạ Duy Hải trên bàn công tác. Chính là buổi chiều phát hiện vụ án kia văn bản báo cáo, cùng có quan hệ hiện trường cùng pháp y kiểm nghiệm báo cáo chờ chút. Hỗn đản, những này đáng chết hung thủ, bọn hắn đem người mệnh trở thành cái gì? Nhìn bị cắt vỡ ít hầu thi thể, Hạ Duy Hải sắc mặt tái xanh, hắn nói, Hoàng Vĩ Hàm, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, ngay quy định một tháng, nhất định cho ta đem hung thủ tìm ra, đem ra công lý. Vâng. Hoàng Vĩ Hàm đứng nghiêm hô một câu, lại nói tiếp. Hạ cục, còn có cái sự tình, từ lân tiểu tử kia buổi chiều hôm nay lại bắt được xong ba cái tội phạm truy nã, một cái A cấp, hai cái B cấp, bọn hắn thân phận đều đã xác nhận. Ngươi nói cái gì? Hạ Duy Hải bỗng nhiên đứng thẳng lên, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin. Khá lắm, đây tội phạm truy nã làm sao lại cùng ven đường rau cải trắng đồng dạng, chờ lấy tiểu tử kia đi nhổ giống như. Hắn nhìn Hoàng Vĩ Hàm, sắc mặt có chút đen, nói ra, tiểu hoàng à, cùng tiểu tử kia so với đến, các ngươi chi đội trong khoảng thời gian này đến đều là ăn cơm khô à. Hoàng vĩ hàm, hắn thật muốn đậu đen rau muống vài câu, thế nhưng là nghĩ không ra bất kỳ tìm từ. Người hạ cục nói đúng, bọn hắn tựa như là bất tài. Đừng nói là đối tượng truy nã, liền ngay cả mới vừa cái này đại án hiện trường, đều là từ lần phát hiện. Đi, đây ba cái tội phạm truy nã ta sẽ lập tức báo cáo, đoán chừng chúng ta năm nay tiền thưởng lại sẽ thêm không ít ân thuận tiện cho tiểu tử kia thành công ngươi đi về trước đi nhớ kỹ phải tất yếu cam đoan người tốt dân sinh mệnh tài sản an toàn vâng hạ cục vậy ta đi trước hoàng vĩ hàm gật đầu cười khổ rời đi hạ duy hải văn phòng đợi đến hắn rời đi hạ duy hải lập tức cầm điện thoại lên lần nữa bấm cục giao thông lãnh đạo điện thoại uy lão phương người thiết yếu phải cho ta ta gọi ngay bây giờ điện thoại cho tỉnh thính Đầu bên kia điện thoại người bối rối, hắn từ hạ Duy Hải trong giọng nói nghe được không thể nghi ngờ. Bất quá gọi điện thoại cho Tỉnh Thính nói, vấn đề này liền làm lớn chuyện, đến lúc đó Tỉnh Thính bên kia một đạo mệnh lệnh xuống tới, hắn đoán chừng còn phải bị phê bình à. "Lão hạ, chuyện gì cũng từ từ. Mới vừa chúng ta đã họp thảo luận, người có thể cho các ngươi, nhưng là à. Chúng ta năm nay giống như ít đi hai chiếc xe, a à đúng, xe gắn máy cũng kém 10 chiếc. Còn có từng cái đại đội trung đội nhân thủ đều không đủ." ngươi xem một chút có phải hay không xin thượng cấp bộ ngành giúp chúng ta giải quyết một cái đầu bên kia điện thoại một người giáng dấp nhã nhặn đeo mắt kính gọng đen trung niên nhân mở miệng nói một chàng hạ duy hải nghe sắc mặt tái xanh lừa đảo đều gõ đến hắn cái này cục thành phố cục trưởng trên đầu đến thế nhưng là nghĩ đến từ lân khối này bảo bối quý giá hắn liền cắn răng gắt gao nhịn xuống không có bạo phát đi lão phương ngươi điên rồi xe xe gắn máy người ta đều cho ngươi nghĩ biện pháp Ngươi lập tức cho ta ra điều lệnh. Không được, đồ vật đến ta thả người. Đầu bên kia điện thoại truyền đến cường ngạnh âm thanh. Hạ Duy Hải nghiến răng nghiến lợi, "Đi, lão tử cái này cho ngươi đi làm." Từ Lân bên này tan việc, cúi đầu đang từ trinh sát chi tri đội đi tới, bỗng nhiên đối diện kém chút đụng vào một người. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tấm cười nhẹ nhàng quyến rũ gương mặt xinh đẹp chủ nhân đang dùng cặp kia như nước trong veo con ngươi, ngắm nhìn mình. "Ngươi?" Từ Lân lập tức mặt tối sầm bản án sự tình trong nháy mắt ném ra sau đầu. Tỷ, đại tỷ, cô nãi nãi, ta sai rồi. Ta về sau liền xem như ai cũng không nhận ra ai, ngài đừng giày vò ta được không. Hắn lập tức giơ tay đầu hàng. Nhan dao mắt phượng lườm hắn một cái, phong tình vạn trùng trêu chọc một cái tóc, nói ra, không được. Ngươi trêu chọc ta, liền phải trả giá đắt. Trong nội tâm nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, luôn cảm thấy cùng từ lân cùng một chỗ rất nhẹ nhàng, thỉnh thoảng khi dễ một cái người tiểu đệ đệ này cũng rất tốt lại thêm cái kia một thân khối cơ thịt hoàn mỹ cường tráng dáng người có thể mang đến cho mình đầy đủ cảm giác an toàn đương nhiên chính yếu nhất vẫn là chơi vui vui vẻ những vật này đều là nàng bình thường công tác cùng trong sinh hoạt không có cảm nhận được qua trước đó gặp phải nam nhân hoặc là đối với mình là dụng ý khó dò dối trá phượng hoàng nam hoặc là một chút chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ phú nhị đại hoặc là đó là khúm núm nam cấp dưới nàng còn là lần đầu tiên gặp phải chủ động cùng mình kéo dài khoảng cách nam nhân không thể không nói, tiểu tử này để nàng cảm thấy hứng thú. Từ lân nhìn cái kia kiều mị nữ nhân, cắn răng, nói, ngươi đến cùng muốn thế nào, nói đi. Cũng không phải hắn già mồm, thật sự là hắn hiện tại một lòng nhào vào phá án bắt người kiếm lời điểm tích lũy phía trên, nữ nhân, chỉ biết ảnh hưởng mình rút thương tốc độ. Nhà ta ống nước lọt, tiểu đệ đệ, hỗ trợ sửa một cái ống nước thôi. Còn có cống thoát nước, cũng hỗ trợ thông một cái. Nhan dao hơi có chút đỏ mặt mở miệng lời này khiến cho mình cùng một ít màn ảnh nhỏ vai nữ chính đồng dạng thế nhưng là nhà mình ống nước cùng cống thoát nước là thật chặn lại sửa ống nước cống thoát nước từ lân thần sắc ngưng tụ trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một vệt khiếp sợ thần sắc ống nước cống thoát nước hắn bỗng nhiên bừng tỉnh rốt cuộc biết vì cái gì ngoại trừ hiện trường bên ngoài không có bất kỳ cái gì hung thủ lưu lại vết tích bên ngoài biệt thự video giám sát bọn hắn đều nhìn một hình bóng đều không có giải thích thế nào hung thủ hoặc là chính là không có rời đi, hoặc là đó là từ địa phương khác rời đi. Chính là như vậy, chính là như vậy. Hắn hưng phấn mà hô hai câu, suy tính một cái buổi chiều sự tình rốt cục nghĩ thông suốt. Thế là không nói hai lời, tại nhan giao thất kinh dưới con mắt, hắn xong đi lên ôm nàng một cái. Thông, đều thông. Tiếp lấy ra hỏa này quay đầu liền hướng ra phía ngoài chạy tới, một bên chạy vừa hướng nhan giao nói ra. Ân, ngươi về trước đi, ta xong xuôi bản án tới giúp ngươi. Tiểu hỗn đản, ngươi nhan dao vừa thẹn vừa giận có thể trong nháy mắt từ lần đã mất tung ảnh nàng có một ít tức giận gấp bại hoại bất quá dần dần trên mặt thần sắc bị nụ cười thay thế lên xe nàng hướng lái xe tài xế nói ra thanh tỷ đi phong lâm đường còn có cho hôm qua mở khóa sư phó lại gọi điện thoại phiền phức hắn đi một chuyến nữa tốt nhan tổng nữ tài xế liếc nhìn kính chiếu hậu trong lòng không nhịn được cô bản thân vị này nữ tổng giám đốc Tựa hồ là coi trọng cái kia tiểu cảnh sát giao thông. Từ Lân bên này, hắn vội vã chạy ra cục thành phố Đại Lâu, đón một chiếc xe liền thẳng đến hiện trường phát hiện án chỗ Nam Hoa tiểu khu. Sư phó, lái nhanh một chút, Nam Hoa tiểu khu. Hắn liếc nhìn trời bên ngoài sắc, mang trên mặt vẻ lo lắng. Lập tức liền trời tối, hắn sợ xảy ra chuyện. Bạn chuẩn bị xem xuyên qua thế giới song song, ta có hệ thống, tập 48. Từ Lân trong lòng hơi có chút sốt ruột. Nếu như mình đoán được nói không sai hung thủ chỉ sợ cũng không hề rời đi nam hoa tiểu khu thậm chí rất có thể không hề rời đi cái kia một tòa biệt thự có đôi khi nguy hiểm nhất địa phương đó là an toàn nhất địa phương đây không phải không có đạo lý bởi vì là cao điểm buổi tối thời kỳ dòng xe cộ khá lớn xe taxi tốc độ cũng không nhanh với lại đằng sau an vị cái cảnh sát giao thông hắn tâm lý càng căng thẳng hơn vốn là hơn nửa giờ lộ trình trọn vẹn bỏ ra gần một tiếng xe mới tại nam hoa tiểu khu ngoài cửa lớn dừng lại từ lân trả tiền, sau khi xuống xe liền vội vàng đi tới tiểu khu bên ngoài chị An chạm gác. Chạm gác ngoài có hai cái bảo an phòng thủ, ở bên trong còn có một cái bảo an. Bọn hắn tại nhìn thấy từ lân chạy tới thời điểm, đều là có chút ngẩn người, có chút không rõ cái này cảnh sát giao thông sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới có chuyện gì. Cảnh quan, có chuyện gì sao? Một cái bảo an mở miệng hỏi. Từ lân nói, mở cửa, ta muốn đi vào. Bảo an sững sờ, sau đó nói ra, thật có lỗi, cảnh quan chúng ta nơi này là cao đoan tiểu khu ngoại trừ chủ xí nghiệp bên ngoài muốn đi vào liền phải bằng vào chủ hộ bản nhân hoặc là người nhà dẫn đầu mới có thể đi vào hoặc là ngươi cần nắm giữ chấp hành nhiệm vụ công hàm mới được nói đùa hai ngày này nam hoa tiểu khu liên tiếp mất trộm chủ xí nghiệp nhóm đều đã nổi giận ở bên trong đều là kẻ có tiền hoặc là có quyền thế người công ty vật nghiệp đều sắp bị làm khóc không thể không tăng cường phòng thủ ngoại trừ chạm gác ba cái bảo an bên ngoài bên trong trí ít còn có hai đội 12 người bảo an tại 24 giờ tuần tra. Từ lân nghe được bảo an nói, lông mày lập tức nhăn lại. Hắn nghĩ tới xuống buổi trưa bị Hoàng Chi lưu lại hai cái huynh đệ, một cái đó là tiểu lục, một cái khác nhưng là một đội trưng công thủ hạ, tên là Tần Đại Lực. Lấy điện thoại ra, lập tức liền bấm tiểu lục điện thoại. Uy, tiểu lục. Từ lân mở miệng, nhưng là đầu bên kia điện thoại cũng không trở về phục, với lại hắn còn nghe được vật nặng rơi xuống đất ném vụn âm thanh. Nguy rồi, từ lân biến sắc. Hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, trực tiếp đối với người an ninh kia quát. Ta là buổi chiều phát hiện số 6 biệt thự thi thể cảnh quan. Để cho các ngươi giám đốc gọi điện thoại cho trinh sát chi tri đội Hoàng Vĩ Hàm chi đội trưởng, thỉnh cầu trợ giúp, nhanh. Hắn xảy ra bất ngờ giống to, trực tiếp chấn nhiếp rồi người an ninh kia, ngay sau đó trực tiếp đẩy ra bảo an phóng tới đại môn, một cái nhẹ nhõm vượt qua, bay thẳng qua độ cao gần 2 mét đại môn. Ngoạ tào, siêu nhân. Nhân viên an ninh kia vừa trừng mắt, tiếp lấy lấy lại tinh thần vội vàng chuẩn bị đè xuống cảnh báo. Nhưng lại tại lúc này, hắn nghĩ tới Từ Lân mới vừa câu nói kia, sốt ruột bận bịu hoảng xông vào trạm gác. Trần đội trưởng mới vừa cái kia cảnh sát giao thông nói. Trạm gác bên trong cái kia Trần đội trưởng trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, đợi đến cái bảo an này nói xong, lập tức liền từ nhìn về phía trên mặt bàn một tấm danh thiếp, sau đó bấm điện thoại. "Uy, là Hoàng Chi đội trưởng sao?" Chúng ta nơi này là Nam Hoa tiểu khu bảo an đội. Là như thế này, mới vừa có một người xâm nhập chúng ta tiểu khu, nói để cho chúng ta cho ngài thông báo một tiếng, còn muốn thỉnh cầu trợ giúp. Điện thoại đầu này, Hoàng Vĩ Hàm đang tại nhìn hồ sơ, nhìn thấy lạ lẫm điện thoại, hắn vốn đang không muốn tiếp. Thế nhưng là ngẫm lại vẫn là tiếp lên. Kết quả vừa nghe đến đối phương nói về sau, cọ một tiếng liền đứng lên đến. Ngươi nói cái gì? Ai, ai bảo ngươi thỉnh cầu trợ giúp? Hắn vội vàng hỏi. Ta chúng ta cũng không biết, hắn mặc cảnh sát giao thông chế phục. Trần đội trưởng lập tức trả lời. Ngoạ tào Hoàng Vĩ Hàm nghe, làm sao không biết là ai. Hắn trực tiếp cúp điện thoại, mở cửa ra đối với bên ngoài văn phòng quát. Tất cả mọi người, theo ta đi, trợ giúp Nam Hoa tiểu khu, nhanh nhanh nhanh. Dầm rầm toàn bộ trinh sát chi đội trong nháy mắt vỡ tổ, từng cái người cũng bắt đầu cầm trang bị, sau đó ở ngoài cửa tập kết, lên từng chiếc xe. Xe khởi động, tiếng còi cảnh sát từng trận, thẳng đến Nam Hoa tiểu khu. Từ lân bên này mới vừa tiến vào tiểu khu, liền nhanh chóng hướng lấy số 6 biệt thự phương hướng tiến lên. Ước chừng hơn 10 phút, hắn cuối cùng đi tới trước biệt thự. Ánh mắt ngưng tụ, hắn ánh mắt khóa chặt lại một cái đang từ trong biệt thự đi ra, toàn thân vết bẩn, hai mắt lại là sắc bén như đau nữ nhân. Là ngươi. Từ lân sắc mặt trong nháy mắt hoảng hốt. Nữ nhân kia không phải người khác, chính là cùng hắn từng có gặp mặt một lần Kim Bân Côi. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, ban đầu ở mỏ cát bị nữ nhân này chạy, nữ nhân này thế mà còn không có rời đi Giang Vân thành phố, mà là tiếp tục gây án giết người. Xoát, hắn trong nháy mắt rút thương, mà Kim Mân Côi tốc độ cũng không chậm. Hai người gần như đồng thời dùng súng chỉ hướng đối phương, sau đó tiếng súng trong nháy mắt vang lên. Bành, 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 nặng nề tiếng súng, vang vọng toàn bộ tiểu khu, từ lân cùng Kim Mân Côi hai người một bên né tránh, một bên lẫn nhau xạ kích. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, hai người băng đạn đồng thời trống rỗng. Răng rắc, Từ Lân nhanh chóng đổi lại băng đạn, hắn trốn ở một mảnh xanh hóa đằng sau, hít sâu một hơi, không có nhô ra thân thể, mà là trực tiếp nhảy lên thật cao hơn một mét. Bởi vì cái kia xanh hóa độ cao có tiếp cận 3 mét, hắn nhảy lên đến hơn một mét, mới khó khăn lắm nhìn thấy xanh hóa hậu phương tràng cảnh. Chỉ thấy Kim Mân Côi nắm chặt súng ngắn, họng súng đối diện xanh hóa bên giới vị trí, chỉ cần từ lân nhô ra thân thể nháy mắt, liền có thể trong nháy mắt nổ súng đem xử lý như là nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, từ lân thế mà lại trực tiếp nhảy lên đến, đầu tư xanh hóa ở giữa sông ra. Đồng thời xuất hiện, còn có một cái tối om họng súng. Bành, bành, liên tục lảo đảo, kim mân côi phần bụng bỗng nhiên tuôn ra một cỗ máu bắn tung tóe nàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể dựa thế lui lại. Từ lân như là trong nháy mắt này, cho hệ thống ra lệnh. Đặc thù đánh dấu. Đặc thù đánh dấu, bị đánh dấu giả kim mân côi, thời gian hiệu lực 72 giờ một vệt quang mang tiến vào kim mân côi trên thân, chính nàng bản nhân lại là căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Lúc này kim mân côi đã thụ thương, phía bên phải phần bụng trúng đạn. Nàng ngẩng đầu, mang trên mặt một vệt đáng sợ, cắn răng quay người hướng về sau mặt chạy tới. Từ lân lúc này đã mở ra hệ thống bảng, sau đó hắn lập tức phát hiện kim mân côi muốn thoát đi cử động, đang muốn đuổi theo, chờ thấy được biệt thự trước cổng chính nằm một người, rõ ràng là tiểu lục. Biến sắc, hắn không lo được truy kích, vô luận như thế nào mình chiến hữu an toàn quan trọng. Kim Mân Côi chạy liền chạy, dù sao có đặc thù đánh dấu, chỉ cần nàng còn tại đại hạ cảnh nội, liền tuyệt đối chạy không thoát. Tiểu Lục, Tiểu Lục. Từ Lân ôm lấy Tiểu Lục, nhất thời phát hiện tiểu tử này phần bụng còn có bả vai vị trí đều trúng vết đau, hiển nhiên cùng Kim Mân Côi chiến đấu qua. Lúc này hắn đã bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt trở nên trắng bệch. Từ Lân lấy điện thoại di động ra, trực tiếp cho Hoàng Vĩ Hàm gọi điện thoại. Uy, từ Lân, thế nào? Hoàng Chi, xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương. Tốt. Hoàng Vĩ Hàm nghe được Từ Lân cái kia lo lắng ngữ khí, trực tiếp cúp điện thoại, bấm 120 cấp cứu. Từ Lân đem Tiểu Lục thả xuống, tiến vào biệt thự bên trong, rất nhanh liền tại biệt thự trong chính sảnh phát hiện một cái khác Trinh sát huynh đệ. Khi hắn nhìn thấy huynh đệ kia bộ dáng sau đó, ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Chết, cái kia gọi là Tần Đại Lực huynh đệ, hy sinh. Một cây chủy thủ xuyên qua hắn cổ, máu tươi chảy đầy đất, nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Nhìn cái kia chết không nhắm mắt con mắt, từ lân tâm giống như là bị dao hung hăng nhói một cái. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy bên người huynh đệ hy sinh, ngập trời lửa giận ở trong lòng cơ hồ muốn bạo tạc đồng dạng. Bắt lấy nàng, trong lòng gào thét, từ lân chỉ còn lại có đây một cái ý niệm trong đầu. Bạn chuẩn bị xem xuyên qua thế giới song song, ta có hệ thống. Tập 49, xảy ra bất ngờ tiếng súng, làm cho cả Nam Hoa tiểu khu đều vỡ tổ. Từng cái chủ xí nghiệp nhau nhau gọi điện thoại cho vật nghiệp, vật nghiệp bảo an đội ngũ đã là vò tới số 6 biệt thự bên ngoài. Chờ bọn hắn nhìn thấy Từ Lân mặt âm trầm từ biệt thự đi tới, đám người sắc mặt cũng thay đổi. Từ Lân ánh mắt rất lạnh, ánh mắt như là dã thú. Những an ninh kia bất quá đều là người bình thường, tối đa cũng đó là huấn luyện một đoạn thời gian, chỗ nào nhìn thấy qua dạng này ánh mắt, từng cái nhất thời toàn bộ đều lui lại. Chiêu cố tốt huynh đệ của ta, hắn trầm giọng mở miệng quay người liền hướng phía phía trước hắc ám bên trong tiến lên vài giây đồng hồ liền biến mất tại một đám người trước mắt vương đội trưởng làm sao bây giờ lý đội trưởng ta thế nào biết làm nhưng sao bây giờ hai cái bảo an đội trưởng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều là một mặt mộng bức bọn hắn nhìn ngã trong vũng máu tiểu lục cả gan đi qua tra xét một phen tình huống sau đó hai cái đội trưởng đều sắc mặt ngương trọng tổn thương rất nặng nguy hiểm cho sinh mệnh tích ô tích ô tích ô ngay lúc này sau lưng ánh đèn lấp lóe xe cảnh sát cùng xe cứu thương gần như đồng thời vào sân rầm rầm trên xe cảnh sát lao xuống từng cái mạnh mẽ thân ảnh toàn bộ đều là cầm trong tay súng hỏa tốc vọt tới biệt thự trước mặt đằng sau trên xe cứu thương cũng xuống hai cái bác sĩ cùng ba cái y tá bước nhanh đi vào biệt thự trước cửa hoàng vĩ hàm nhìn thấy ở đây hai cái đội cảnh sát ngũ thấy không có từ lân tung tích lập tức hỏi chúng ta người đâu hoàng chi ngài nói là vị kia cảnh sát giao thông đồng chí sao một cái bảo an đội trưởng hỏi đúng 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 hắn ở đâu hoàng vĩ hàm có chút vội vàng đi hắn nói để cho chúng ta chiếu cố tốt hắn huynh đệ hắn liền hướng bên kia chạy bảo an đội trưởng vội vàng chỉ một cái phương hướng rõ ràng là tiểu khu cửa đông tiểu tử này điên rồi hoàng vĩ hàm biến sắc hoàng chi phát hiện vỏ đạn ngay lúc này trần hoa đi tới hoàng vĩ hàm trước mặt mở ra bàn tay bên trong có bốn cái vỏ đạn mới vừa có người nổ súng hoàng vĩ hàm sắc mặt ngưng tụ nhìn về phía cái kia hai cái bảo an đội trưởng đúng vậy à. hoàng chi đội trưởng mới vừa lốp bốp một trận bắn nhau các ngươi đồng chí trong tay liền cầm lấy súng bên trong một cái gật đầu nói cỏ hoàng vĩ hàm sổ một câu nói tục đúng vào lúc này trương công từ trong biệt thự đi ra hốc mắt đỏ bừng sát khí trùng thiên a à. lão tử muốn làm thịt tên xúc sinh kia mẹ hắn xảy ra bất ngờ bạo phát, làm cho tất cả mọi người đều vừa quay đầu. Đại lực, đại lực. Tiếp lấy thế lương tiếng gào thét từ trong biệt thự vang lên. Hoàng Vĩ Hàm đám người toàn bộ sắc mặt đại biến, nhanh chóng vọt vào bên trong. Khi nhìn thấy nằm tại huynh đệ trong ngực thi thể thời điểm, mỗi người hốc mắt đều trở nên đỏ bừng. Hoàng Vĩ Hàm hô hấp trở nên cực kỳ thô trọng, qua trọn vẹn hơn 10 giây, hắn bỗng nhiên rít lên một tiếng, "Ta muốn toàn thành phố tất cả giám sát, cha, cho lão tử cha." Thảo hắn à trần hoa ngươi lưu tại nơi này trợ giúp bác sĩ cứu giúp thương binh chiêu cố tốt hy sinh huynh đệ một đội hai đội theo ta đi ra lệnh một tiếng hoàng vĩ hàm lập tức lên xe sau đó lấy ra mình điện thoại điện thoại gọi thông cái kia đầu truyền đến thở hồng hộc âm thanh uy hoàng chi từ lân mở ra hệ thống bảng nhanh chóng hướng phía bảng nâng lên bày ra cái kia điểm sáng đuổi tới mới vừa vào đêm hiện tại chính là dòng người dày đặc thời điểm hắn cũng không dám cắn quá gấp nếu như bị kim mân côi phát hiện xung quanh dân chúng liền sẽ có nguy hiểm từ lân ngươi ở đâu uy uy từ lân điện thoại đột nhiên gãy mất từ lân hô vài tiếng phát hiện cái kia đầu không có động tĩnh vội vàng để điện thoại di động xuống nhìn thoáng qua không có điện lúc này hắn cũng không quản được như vậy nhiều căn cứ đặc thù đánh dấu chỉ dẫn tiếp tục hướng phía kim mân côi chỗ vị trí đuổi theo trong đầu phản phục xuất hiện tần đại lực mặt cái kia một chỗ máu tươi phảng phất đem hắn hai tròng mắt đều nhuộm đỏ đồng dạng phẫn nộ cưu hận sát ý lấp kín hắn não hải hiện tại từ lân vô cùng nguy hiểm cả người đều đứng tại cực độ táo bạo trạng thái chỉ cần một cây diêm quẹt liền có thể nhóm lửa trong nháy mắt bạo tạc loại kia ra khỏi thành truy kích hơn phân nửa giờ từ lân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi hắn phát hiện kim mân côi tốc độ trong nháy mắt tăng lên rất nhiều sau đó thẳng đến vùng ngoại ô phương hướng mà đi hắn lúc này chuẩn bị ngăn một chiếc xe Bất quá coi hắn nhìn thấy cái kia từng chiếc từ bên cạnh nhanh như tên bắn mà vụt qua xe cá nhân thời điểm. Tại ánh đèn chiếu xuống, đầu óc lập tức thanh tỉnh một chút. Kết. Một cỗ xe bỗng nhiên đứng tại hắn trước mặt, trên xe xuống một người, rõ ràng là triệu quốc đống. Từ lân, ngươi tình huống như thế nào? Triệu quốc đống hạ xuống cửa sổ xe, mở miệng hỏi lên. Nhưng sau một khắc, hắn thấy được tiểu tử này trong tay súng, trên mặt thần sắc trong nháy mắt ngưng tụ. Từ lân nhìn thấy là lão lãnh đạo, cũng không có nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói ra. Triệu đội, xe trước cho ta mượn. Triệu quốc đống không hai lời, cấp tốc xuống xe. Hắn mở ra chỗ ngồi phía sau môn, bên trong xuống một cái 30 nhiều tuổi nữ nhân cùng một cái 8 chín tuổi tiểu hài tử. Xin lỗi, triệu đội, tẩu tử, ta có việc gấp, quay đầu cho các ngươi đem chiếc xe đưa trở về. Từ lân nói xong, lên xe một cước chân ga liền liền xông ra ngoài. Vì sao Á nhìn thấy bản thân xe đi xa, nhịn không được đẩy một cái triệu quốc đống, hỏi, lão công, đây ai vậy triệu quốc đống chúng ta đại đội đi ra ngoài ngưu nhân ngươi không phải hỏi ta trước đó chúng ta đại đội vinh dự làm sao tới tiền thưởng làm sao lại tốt bao nhiêu mấy ngàn sao đây tiểu tử kia cho chúng ta tranh thủ đến vì sao á hắn đó là ngươi nói cái kia trời sinh đó là làm cảnh sát hình sự liệu cảnh sát giao thông triệu quốc đống đúng đó là hắn đi nha đầu ba ba ôm ngươi hai vợ chồng liếc nhìn đi xa xe thẳng đến không nhìn thấy đèn sau về sau lúc này mới mang theo nữ nhi rời đi. Giang Vân thành phố Đông Giao kết nối lấy Đại Sơn, đừng nói là một người, liền xem như 10 cái 100 người đi vào, cũng căn bản liền không tìm được. Từ lân lại không vội, đặc thù đánh dấu có thể cho hắn chuẩn xác định vị. Hắn không chỉ muốn tự tay bắt lấy Kim Mân Côi, còn muốn để cho nữ nhân này triệt để tuyệt vọng, hối hận đến đại hạ. Muốn đem người đùa chơi chết, phương pháp có rất nhiều loại. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền đi qua hơn một giờ. Kim Mân Côi tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, Từ Lân cũng không chậm, hai người một trước một sau đã đi tới Nam Lâm thành phố cùng Giang Vân thành phố giao giới khu vực. Vùng này là đồi núi phong mạo, liên miên gò núi khoảng chừng trên trăm km. Đừng nói là một hai người, liền xem như kéo một cái tập đoàn quân đi vào, người ta muốn thật nhớ dấu đến, đều rất khó tìm được. Với lại Nam Lâm thành phố bởi vì tới gần biên cảnh cái này địa vực nguyên nhân, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp, phạm tội hung hăng ngang ngược, nhất là đi độc người cùng nhập cư trái phép người, càng là nhiều vô số kể. Từ lân thấy được Kim Mân Côi mục đích sau đó, lông mày có chút nâng lên, cảm thấy hẳn là để Hoàng Chi liên lạc một chút nam lâm thành phố trinh sát huynh đệ. Không cầu bọn hắn chặn đường, đó là cùng bọn hắn chào hỏi nói một tiếng, đừng đến lúc đó đem mình cũng xem như tội phạm. Lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn cái kia đen kịt màn hình mới nhớ lại đến điện thoại, không có điện. Đến, đơn đấu à. Lắc đầu, từ lân ánh mắt ngoại trừ cừu hận quang mang, còn có hưng phấn hỏa diễm. Từ khi hệ thống rút thưởng như vậy nhiều kỹ năng về sau, hắn cho tới bây giờ cũng không có đụng tới mình toàn bộ thực lực. Lần này vừa vặn có thể thử một chút mình toàn lực phát huy, nhìn xem rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chờ một chút, ta còn giống như có hai lần rút thưởng. Bạn chuẩn bị xem xuyên qua thế giới song song, ta có hệ thống. Tập 50, chờ một chút, ta còn giống như có hai lần rút thưởng. Từ lân bỗng nhiên nghĩ đến, mới vừa bắt hai cái B cấp tội phạm truy nã, một cái A cấp tội phạm truy nã, mình điểm tích lũy tiến tới hơn 2000, còn có thể quất hai lần. Cái gọi là nghệ nhiều không ép thân, và nhất Kim Mân Côi có giúp đỡ, mình tốt xấu cũng có thể nhiều một ít bảo mệnh thủ đoạn. Hệ thống, rút thưởng. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được vua súng thời gian hiệu lực thẻ, thời gian hiệu lực 3 giờ. Vua súng thời gian hiệu lực thẻ, thời gian hiệu lực bên trong, đề thăng đến cấp thế giới vua súng trình độ, không phát nào trượt. Ghi chú, nên thời gian hiệu lực thẻ có thể để ký chủ trong nháy mắt nắm giữ các loại súng ống tri thức, thời gian hiệu lực qua đi có xác suất nâng cao ký chủ súng ống kỹ năng. Từ lân sững sờ, thời gian hiệu lực thẻ, vẻn vẹn chỉ có 3 giờ. Nói thật, đây là hắn lần đầu tiên rút đến có thời gian hiệu lực đồ vật. Bất quá, căn cứ hệ thống giải thích, nó tuyệt đối là phi thường ngưu bức tồn tại. Cấp thế giới vua súng, cái kia chính là toàn bộ thế giới dùng súng cao cấp nhất tồn tại một trong. Còn có đó là ghi chú cái kia một hàng chữ, cho dù là thời gian hiệu lực quá khứ, cũng còn có thể có xác suất nâng cao súng ống kỹ năng, hai điểm này liền rất nhiều bức. So với mãi mãi duy nhất một lần thể chất tăng cường thẻ, đều không thua bao nhiêu. Hệ thống, tiếp tục. Từ lân có chút hưng phấn, cái đồ chơi này đối với mình đến nói tuyệt đối hữu dụng. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được hoàn toàn mới kỹ năng, mắt ưng. Mắt ưng, trung cấp kỹ năng, ký chủ thị lực nâng cao 3 lần, ban đêm thị lực nâng cao 3 lần. Chú, có thể tiến hành thăng cấp. Trong đầu xuất hiện lần nữa nhắc nhở, từ Lân chỉ cảm thấy hai mắt một trận mát mẻ, sau đó toàn bộ thế giới phảng phất cũng thay đổi nhan sắc. Vốn là hắc ám sắc trời, trong mắt hắn trở nên không còn hắc ám, không sai biệt lắm liền cùng mặt trời xuống núi. Hoàng hôn hàng lâm không sai biệt lắm, hoàn toàn không cần ánh đèn cũng có thể thấy rất rõ ràng. Với lại hắn ánh mắt khoảng cách cũng tăng cường, đồng dạng tình huống dưới, người bình thường 20 mét khoảng chừng liền không cách nào thấy rõ một người trưởng thành bộ mặt hình dáng. Khoảng cách 100 mét, trên cơ bản tựa như nhìn con kiến đồng dạng, phân biệt không rõ. Mà bây giờ hắn cho dù là tại 60 mét bên ngoài, cũng có thể thấy rõ hình dáng. Ánh mắt khoảng cách có thể tăng mạnh đến 300 mét trở lên. 300 mét có thể chuẩn xác xem thanh đối phương hình dáng, cái này rất biến thái. Từ lân đột nhiên cảm thấy vua súng thời gian hiệu lực thể cùng mắt ưng kỹ năng này, đơn giản đó là tuyệt xứng. Nếu như trong tay hắn có một chi thần súng nói, hai 300 trăm mét tuyệt đối là một tôn sát thần, xuất thủ liền có thể muốn mạng người loại kia. Đây một đợt, ổn nếu như nói từ lân trước đó còn lo lắng cho mình một người có thể hay không thật đem kim mân côi đùa chơi chết như vậy hiện tại hắn liền có tuyệt đối tự tin có thể đem đối phương chơi đến không muốn không muốn hắn đè xuống trong lòng hưng phấn lúc này kéo ra khỏi đặc thù đánh dấu giao diện bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ bỗng nhiên thắng gấp ngay tại hắn rút thưởng công phu kim mân côi thế mà dừng lại không đúng không phải nàng dừng lại mà là nàng từ bỏ xe lựa chọn đi bộ xuyên thấu qua đặc thù đánh dấu giám sát hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy Kim Mân Côi đang tại trong rừng ghé qua. Ngươi chạy không thoát. Từ lân cười lạnh, liếc nhìn song phương khoảng cách, chỉ có không đến 5 km. Chỉ chốc lát sau, hắn liền thấy một cỗ bị ném vứt bỏ tại ven đường xe Việt dã. Từ lân nhưng không có dừng xe ý tứ, ngược lại tăng thêm tốc độ hướng phía phía trước chạy. Hắn trong đầu đã sớm tính toán tốt lộ tuyến, hắn chuẩn bị vây quanh Kim Mân Côi phía trước đi. Ngay tại từ lân bên này kiên nhẫn truy kích thời điểm, trong rừng, một đội ngũ đang tại nhanh chóng hướng rừng cây chỗ sâu sen kẽ. Hồng đội, phía trước 3 km đó là Oa Lâm Trại, căn cứ chúng ta điều tra, mục tiêu sẽ ở Oa Lâm Trại bên cạnh hắc cốc chỉnh đốn, chờ đợi bọn hắn người liên hệ. Một cái thở hồng hộc âm thanh vang lên. Chi đội ngũ này từ bọn hắn trang bị bên trên, có thể chia hai nhóm người, một nhóm người hết thảy 12 cái, mỗi một cái đều người mặc đại hạ lục quân đồ dần di, nguyên bộ đặc chủng tác chiến trang bị. Những người này từng cái tinh thần sung mãn, ánh mắt sắc bén, phảng phất sói hoang đồng dạng. Mà đổi thành bên ngoài một nhóm người nhưng là có hơn 10 cái, bọn hắn đều mặc lấy thường phục, bên ngoài phủ lấy một kiện áo chống đạn, cầm trong tay súng hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, những người này là trinh sát hoặc là chống ma túy cảnh sát. Mở miệng nói chuyện, đó là cảnh sát bên trong đội trưởng. Thiệu đội, trước nghỉ ngơi một chút. Cái kia hồng đội nghe được người cảnh sát kia đội trưởng nói, mở miệng nói một câu. Kỳ thực hắn đó là chiếu cố một chút đối phương, lấy bọn hắn đặc chủng huấn luyện. Vũ trang Việt dã 10 km đều là thao tác cơ bản, liền bọn hắn chạy vội đoạn này khoảng cách, căn bản không tính là cái gì. Nhưng thiệu đội liền không đồng dạng. Bọn hắn như không có như vậy nhiều thời gian đến huấn luyện, bình thường cha án cha lúc ngủ ở giữa đều ít đến thương cảm, thể năng tự nhiên cũng cùng hồng đội không thể so sánh. Đi, nghỉ ngơi một chút. Thiệu trường thanh nhẹ gật đầu, trong lòng thở dài một hơi. Hắn liếc nhìn dưới tay mình người, từng cái đều gần giống như hắn, thậm chí có bờ môi cũng bắt đầu trắng bệch. Liên tục chạy tiếp cận 5 km, vẫn là rừng cây Việt xã, bọn hắn sao có thể cùng bộ đội đặc chủng so sánh. Đừng đến lúc đó gặp phải địch nhân, bọn hắn liền súng đều nâng không nổi đến. Hồng Văn Hàn nhìn thấy Thiệu Trường Thanh đặt mông ngồi dưới đất, ngụm lớn thở hào hển, khẽ lắc đầu. Hắn không có xem thường Thiệu Trường Thanh y tứ, bất quá giống như vậy đến trễ chiến cơ tình huống là hắn không thích nhất. Bọn hắn đặc chủng tác chiến, am hiểu nhất đó là sớm thẩm thấu đến địch hậu, sau đó làm tốt bố trí, tại mấu chốt thời điểm cho địch nhân một kích chí mạng. Bất quá cũng không có cách, bọn hắn không có nhiệm vụ thời điểm liền mỗi ngày huấn luyện, có thể cảnh sát huynh đệ nhưng không có như vậy nhiều thời gian. Một cái là quân đội, một cái là tại địa phương giữ gìn trị an, thủ vệ pháp luật tôn nghiêm. Mặc dù chức năng khác biệt, hắn đối với cảnh sát bộ đội vẫn là rất bội phục. Dù sao bọn hắn muốn đối mặt, thế nhưng là ngàn ngàn vạn vạn nhân khẩu, thời thời khác khác đều sẽ gặp phải khó giải quyết bản án. Sau 10 phút Thiệu Trường Thanh từ dưới đất đứng dậy, đối với Hồng Văn Hàn nói ra, Hồng đội, chúng ta đều nghỉ ngơi tốt, lên đường đi. Hồng Văn Hàn nghe vậy, nhẹ nhàng làm thủ thế, xuất phát. Đội ngũ lần nữa nhanh chóng hướng phía oa lâm trại phương hướng thẩm thấu đi qua. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái phương hướng, cũng có hai cái thân ảnh đang theo oa lâm chạy, chạy tới. Kim Mân Côi mặt mũi tràn đầy đại hãn, một tay che mình vết thương vị trí, một bên lảo đảo hướng mình mục đích chạy tới. Chỉ cần đến phía trước cái kia chạy, nàng liền an toàn. Bởi vì bên kia có một chi lính đánh thuê đội ngũ đang tại tiếp ứng mình. Chúng một thương còn có thể chạy xa như vậy, không thể không nói Kim Mân Côi ý chí lực cường đại đến có chút đáng sợ. Trọn vẹn tiếp cận hai tiếng, chạy mấy chục km, dù là giờ phút này nàng đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng này song hung lệ ánh mắt vẫn như cũ lộ ra không thể khinh thường khí thế. Tại Kim Mân Côi bên trái sơn lâm bên trong, từ lân như là một cái báo săn đồng dạng nhanh chóng chạy vội hắn tại 3 phút đồng hồ trước vứt bỏ xe, bắt đầu nhanh chóng quấn trước chặn đường Kim Mân Côi. Bất quá nữ nhân kia tựa hồ phát hiện hắn tồn tại, về phía tây nam phương hướng nhanh chóng chạy tới. Lúc này nếu như từ trên cao xem tiếp đi, liền có thể phát hiện trong rừng mấy đám người mục tiêu đều là giống nhau, cái kia chính là oa lâm trại. Bạn chuẩn bị xem xuyên qua thế giới song song, ta có hệ thống. Tập 51, Kim Mân Côi đi lại lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, to như hạt đậu mồ hôi không ngừng mà từ cái chán lan xuống. Còn có một nghìn mét, ta liền có thể trở lại bố tạp bên người. Còn có... một nghìn mét. Nàng ánh mắt kiên định, trong miệng nhẹ giọng tự nói. Là một cái miễn bang đỉnh tiêm sát thủ kiêm lính đánh thuê, không thể không nói kim mân côi đích xác rất cường hãn. Nếu nhân có thể đang ăn người không nhà xương địa phương sống sót, liền đã phi thường không dễ dàng, nàng lại muốn viễn siêu rất nhiều nam nhân. Từ nhỏ nhận chuyên nghiệp huấn luyện, cả ngày cùng tử vong làm bạn, đích xác đưa nàng tiềm lực phát huy đến cực hạn chỉ cần lần này có thể trở về không bao lâu lại là một cái hung danh hiển hách kim mân côi xa 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 nhưng mà lần này nàng gặp phải là kẻ khó chơi tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên từ nàng bên trái đằng trước nhanh chóng xuất hiện một đạo mạnh mẽ thân ảnh cái kia một thân giải phản quang càng trướng mắt đáng chết lại là hắn kim mân côi mặt mũi tràn đầy đều là đáng sợ cơ hồ không chút do dự dừng bước lại rút thương xạ kích bành 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 tiếng súng trong nháy mắt vang vọng toàn bộ sơn lâm vô số phi điểu hù dọa chạy từ tán từ lân thân hình như là báo săn không ngừng mà trong rừng xuyên qua mượn những cây to kia che giấu mình tung tích cầm trong tay hắn súng nhưng không có sốt ruột nổ súng bởi vì giờ khác này hắn súng bên trong chỉ còn lại có hai phát đạn trừ phi có tuyệt đối nắm chắc bằng không hắn không dám tùy tiện nổ súng kim mân côi đánh hết một cái băng đạn nhanh chóng đổi lại một cái khác tiếp lấy bước đến rất nhỏ bước chân nhanh chóng hướng phía phía bên phải phương hướng thối lui. Dưới một cây đại thụ, Từ Lân thông qua đặc thù đánh dấu giao diện bên trên bản đồ, nhìn đang tại rời xa mình một cái kia thân ảnh, khóe miệng lộ ra một vệt cười lạnh. "Chạy, ngươi suy nghĩ nhiều." Hắn lạnh lùng mở miệng, thân hình chợt lóe liền hướng Kim Mân Côi phương hướng đuổi theo. Xảy ra bất ngờ tiếng súng không chỉ có dọa sợ trong rừng điều, còn dọa hỏng nằm ở Oa Lâm trại hậu phương một cái 10 người tiểu đội. Đây 10 người đội ngũ, trang bị là thuần một sắc ưng tương trang bị, liền ngay cả chiến thuật sau lưng cùng áo chống đạn đều là thế giới bên trên tốt nhất. Bọn hắn có một cái thống nhất danh tự, bố tạp lính đánh thuê. Khi nghe được tiếng súng một khắc này, 10 người trong đội ngũ một cái dẫn đầu thanh niên lập tức ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm ngụy trang mặt. Hắn trên mặt kinh hãi, nói ra, không tốt, mân côi khả năng bị người cuốn lên. Đáng chết, những này đại hạ cảnh sát, thật sự là muốn chết. Một cái khác lính đánh thuê mắng một câu, nói tiếp, chát lỗ đội trưởng, chúng ta đi tiếp ứng mân côi à. Những cái kia đại hạ cảnh sát nếu là dám đuổi theo, vậy liền làm thịt bọn hắn. Tốt! Tất cả mọi người, chuẩn bị trước đột, tiếp ứng mân côi. Được xưng là chát lỗ nam nhân lập tức mang người hướng phía trước đột tiến. Mân côi trên thân có rất trọng yếu đồ vật, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Ngay tại lúc đó, tại mặt khác một bên, Hồng Văn Hàn cùng Thiệu Trường Thanh hai cái cũng bị một cái kia tiếng súng giật nảy mình lúc đầu đang tại hành quân gấp đội ngũ tại Hồng Văn Hàn nắm tay ngôn ngữ tay mệnh lệnh dưới, trong nháy mắt liền ngừng lại. Tiếng súng là nghiên cứu Kuro. Hồng Văn Hàn biến sắc. Bên ngoài quân chế thức trang bị, rất hiển nhiên không phải chính bọn hắn người. Nghe khoảng cách hẳn là 1.000m không đến, mọi người đều cẩn thận một chút. Hồng Văn Hàn nói lấy, tiếp tục mang người hướng trước mặt chạy tới. Giờ này khác này, tất cả mọi người đều tại hướng mới vừa phát ra súng vang lên vị trí dựa sát vào mà từ lân lúc này lại một lần ngăn tại kim mân côi tiến lên trên đường hắn giống như là một cái quỷ âm hồn bất tán quấn lấy kim mân côi a à, đi chết đi chết đi kim mân côi điên rồi nàng quả thực là có chút tuyệt vọng điên cuồng gào thét lên đồng thời giơ lên trong tay súng hắn nhắm ngay từ lân vị trí nổ súng xạ kích bành 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 kim mân côi trong lòng đang tại điên cuồng nhổ nước bọt vì cái gì tại sao phải để mình gặp phải người này hắn chỉ là một cái cảnh sát giao thông mà thôi, làm sao lại xuất hiện tại cái kia hiện trường phát hiện án, hơn nữa còn phát hiện mình. Hồi tưởng lại hai người lần đầu tiên gặp mặt, mình cũng là bị gia hỏa kia hỏng chuyện tốt. Sau đó lần thứ hai, nàng mới vừa đem bố tạp xong binh đoàn cần đồ vật nắm bắt tới tay, lại lần nữa tao ngộ từ lân cái này sao trổi. Nàng hiện tại liền muốn hỏi một chút, gia hỏa này vì sao lại biến thành cảnh sát hình sự, vẫn sướng súng. Nếu như không phải hắn, mình đã sớm cùng bố tạp người hội hợp, Tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy nhiều sự tình. Tạch tạch tạch, tiếng súng im bặt mà dừng, phóng châm không ngừng phát ra giòn vang. Kim Mân Cô liếc nhìn trong tay súng, hung hăng hướng phía rừng cây bên trong cái kia bắt mắt giải phản quang đập tới. Hô, nàng giống như nện vào đối phương, tuy nhiên lại chỉ có súng ngắn rơi xuống đất âm thanh. Tiếp lấy nàng sau lưng đột nhiên xuất hiện một lạnh lùng vô cùng âm thanh, ngươi đến đại hạ làm người tốt, lão tử không quan trọng. Ngươi mẹ nó dám đến đại hạ giết người xong còn muốn chạy? nằm mơ giết ta trinh sát huynh đệ ta nếu để cho ngươi chạy chẳng phải là để đại lực chết không nhắm mắt cho nên ngươi không chỉ chạy không được còn phải tiếp nhận đại hạ pháp luật chế tài từ lân cầm trong tay súng lạnh lùng nhìn kim mân côi ánh mắt bên trong không mang theo mảy may tình cảm đi chết kim mân côi trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một cây chủy thủ thân thể bỗng nhiên vọt tới trước một đao liền đâm hướng về phía từ lân cầm thương cánh tay phải từ lân bỗng nhiên lui lại một bước đang muốn xuất thủ đột nhiên trước mặt tựa hồ có một đạo hồng quang hiện lên, trên mặt đều là một trận nóng bỏng. Hắn phía bên phải trên cây, đột nhiên nổ tung một cái động lớn. Bành, thẳng đến đây hết thảy đều sau khi phát sinh, súng ngắm tiếng súng mới vang lên lên. Súng ngắm, từ lân sắc mặt đại biến, trực tiếp ngửa mặt ngã quỵ. Sau một khắc lại là một tiếng súng vang lên. Bành, hắn mới vừa đứng thẳng vị trí phía trước một biến điểm, tuôn ra một mảnh bùn đất. Những chuyện này đều chỉ tại trong tích tắc phát sinh, kim mân côi nhìn thấy từ lân bị ngắm bắn sau đó sắc mặt trong nháy mắt vui vẻ quay người liền hướng phía trước phi nước đại ngay tại lúc lúc này từ lân trong tay súng toát ra hỏa tinh bành bành hai phát một trái một phải trúng đích kim mân côi bắp đùi có giúp đỡ lại sao thế các ngươi một cái đều chạy không được từ lân hai mắt đỏ lên nhìn chăm chập tiếng súng truyền tới phương hướng thân hình một cái bắn vọt liền chui tiến vào trong rừng hắn như là một cái báo săn đồng dạng tốc độ nhanh đến không hợp thói thường ngắn ngủi vài phút liền xông ra vài trăm mét ngay lúc này hắn trong tầm mắt xuất hiện một chút dấu ở hắc ám bên trong thân ảnh lập tức biến sắc vội vàng lăn mình một cái tiến vào trong bụi cỏ thủ lĩnh chúng ta giống như bị kẹp ở giữa giờ này khác này từ lân phát hiện nhóm người kia chính dựa vào công sự che chắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên súng ngắm tiếng súng chuyển đến phương hướng hồng văn hàn nói lim yêu tìm tới tay súng bắn tỉa kia không có thủ lĩnh gia hỏa kia không tại ta tầm bắn bên trong, chờ ta 2 phút đồng hồ. Cái kia danh hiệu Li Miêu bộ đội đặc chủng đội viên lập tức lui về sau. Thiệu trường Thanh nhìn thấy bộ đội đặc chủng bọn hắn bắt đầu hành động, hắn lập tức liền để mình người nhìn chằm chằm mới vừa súng ngắn truyền tới phương hướng, chuẩn bị tùy thời xuất kích. Hắc ám bên trong, bầu không khí trở nên càng ngày càng kiềm chế, Phảng Phất Bão Tố liền muốn tới đồng dạng. Bạn chuẩn bị xem xuyên qua thế giới song song, ta có hệ thống, tập 52, tiếng súng qua đi trong rừng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều cảm thấy cái kia một cỗ cực độ đè nén bầu không khí. Hồng Văn Hàn cùng Thiệu Trường Thanh hai người thần sắc căng cứng. Hai người bọn họ một cái là Tây Nam Chiến Khu, thứ sáu phân khu, Hồng Ưng đặc chủng đại đội Liệp Ưng đột kích đội đội trưởng. Một cái là Nam Lâm thành phố trinh sát chi tri đội, phó chi đội trưởng. Lần này bọn hắn mục tiêu là một đám lẻn vào đến đại hạ cảnh nội lính đánh thuê. Tình báo là trinh sát chi tri đội người đạt được, bọn hắn dẫn đầu hành động, một đường căn cứ manh mối mò tới bên này. Bởi vì kiên kỵ địch nhân thân phận, mới thỉnh cầu khoảng cách gần đây Hồng Ưng đặc chủng đại đội trợ giúp. Bọn hắn đại bộ đội, đoán chừng sớm nhất đều cần hai tiếng về sau mới có thể đến đạt bên này. Bất quá vô luận những cái kia lính đánh thuê có âm mưu gì, bọn hắn đều sẽ đem những người này một mẻ hốt gọn. Hồng Văn Hàn hít sâu một hơi, tại đơn binh trong máy bộ đàm mở miệng nói ra, "Ly Miêu, nhanh chóng vào chỗ, đem đối phương tay bắn tỉa tìm cho ta đi ra." Minh Bạch Lý Miêu hồi phục. Sau đó Hồng Văn Hàn nhìn về phía Thiệu Trường Thanh, nói, Thiệu đội, liên hệ bộ chỉ huy, chúng ta có thể muốn sớm bại lộ. Ta đoán chừng, có một đội khác người đang tại hành động. Với tư cách bộ đội đặc chủng quan chỉ huy, hắn biết rõ mới vừa mấy cái kia tiếng súng đại biểu ý nghĩa. Một đội khác người. Thiệu Trường Thanh thần sắc ngưng tụ. Hắn mới vừa cũng có chỗ hoài nghi, nghe được Hồng Văn Hàn nói như vậy, trong lòng lập tức liền đã xác định. Hồng Văn Hàn nói, bắt đầu tiếng súng, đứng tại chúng ta đông nam phương hướng, bên kia là vừa vặn lên núi khu vực. Hẳn là có hai nhóm người, nhân số cụ thể không rõ. Bởi vì bọn hắn dùng hai loại khác biệt vũ khí, lần đầu tiên tiếng súng là xuất từ nghiên cứu Kuro súng ngắn. Lần thứ hai tại súng ngắm xạ kích sau đó, dùng là cảnh dụng 92 thức, hẳn là các ngươi cảnh sát người. Với tư cách đỉnh tiêm đặc chiến đội viên, Hồng Văn Hàn một lỗ tai liền nghe ra là hình hào gì súng ống. Ta đồng ý. Thiệu Trường Thanh cũng nhẹ gật đầu sau đó hắn cầm lên mình điện thoại, bấm một cái mã số. Uy, Trương Cục, chúng ta đã đạt đến oa lâm chạy vị trí, đồng thời đã bắt đầu cùng địch nhân tiếp xúc, có thể muốn sớm bại lộ. Đúng, có chúng ta người, ngài bên kia hỏi một chút đến cùng là ai? Vâng, minh bạch, nhất định cam đoan chính chúng ta người an toàn. Thiệu Trường Thanh nói xong, cúp điện thoại. Hắn hướng Hồng Văn Hàn nhẹ gật đầu, nói, chúng ta Trương Cục nói lập tức cha, đoán chừng 3 phút sau sẽ có kết quả. Tốt, Liên chờ 3 phút. Sau 3 phút, lập tức hành động. Người sau mang trên mặt một tia cường đại chiến ý. Nam Lâm thành phố, cục thành phố phòng họp lớn. Nơi này đã bị xem như lâm thời trung tâm chỉ huy, với tư cách Nam Lâm cục thành phố lão đại trưng đào, triệu tập có quan hệ đơn vị cùng từng cái ban ngành hành động. Ngồi đang chỉ huy bộ bên trong, bọn hắn trước mặt có một cái màn hình lớn, phía trên thình lình có từng cái thông qua flycam quay chụp hình ảnh. Đang ngồi có đặc công đại đội đại đội trưởng, có bộ đội đặc chủng quan chỉ huy còn có thành phố lãnh đạo, còn có trinh sát chi tri đội chi đội trưởng, bộ môn kỹ thuật người phụ trách chờ chút. Một đám người, toàn bộ đều sắc mặt ngưng trọng nhìn màn hình lớn. Trương Đào tiếp điện thoại xong, ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Mới vừa nhận được tin tức, khả năng có chúng ta mặt khác một tổ người cũng tham gia hành động. Lời này vừa ra, đám người sắc mặt đều là biến đổi. Mọi người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cũng không biết đến cùng là tổ nào người. Cấm độc đại đội, có phải hay không các ngươi người. người. Trương Đào nhìn về phía cấm độc đại đội vị đội trưởng kia. Người sau quả quyết lắc đầu, nói ra, Trương Cục, không phải chúng ta người. Chúng ta hiện tại không có hành động, tất cả mọi người đều tại đại đội chờ lệnh. Đặc công. Sau đó Trương Đào nhìn về phía đặc công đại đội đại đội trưởng, người sau lập tức biểu thị không có. Võ cảnh đồng chí. Trương Đào vừa nhìn về phía người mặc võ cảnh quân trang một vị thượng tá. Không có, chúng ta võ cảnh vẫn luôn là cùng cục thành phố liên kết, trừ phi đặc thù tình huống, nếu không sẽ không một mình làm nhiệm vụ. Vị kia thượng tá lắc đầu. Trương Đào gật đầu, vừa nhìn về phía trinh sát chi tri đội cái kia chi đội trưởng, còn có đó là một vị Hồng Ưng đặc chủng đại đội trung tá. Bọn hắn thì càng không thể nào. Bởi vì trinh sát chi tri đội cùng Hồng Ưng đặc chủng đại đội đều có người tham dự nhiệm vụ, không sẽ phái ra tổ thứ hai người. Trương Đào lập tức đối với kỹ thuật tổ người hô to, lập tức điều ra phụ cận hình ảnh theo dõi, tìm kiếm manh mối. Bởi vì là ban đêm, trong rừng đen kịt một màu cho dù là flycam kỹ thuật cho dù tốt, cũng không nhìn thấy bên trong tình huống. Trương Đào lập tức nghĩ đến từ chung quanh những cái kia đường núi tới tay, có lẽ có thể tìm tới manh mối. Quả nhiên, vẻn vẹn không tới một phút, bọn hắn liền phát hiện rừng ở đường núi bên cạnh hai chiếc xe. Lập tức tra cho ta biển số xe. Theo hắn ra lệnh một tiếng, lập tức liền có người bắt đầu công tác. Báo cáo, hai chiếc xe đều là Giang Vân thành phố biển số xe. Trong đó một cỗ, ba tiếng trước báo án mất đi mặt khác một cỗ là Giang Vân thành phố cảnh sát giao thông một đại đội đại đội trưởng Triệu Quốc đóng xe. Liên hệ Giang Vân thành phố. Được rồi, ta tự mình tới. Trương Đào nghe được báo cáo, lập tức liền cầm lên trước mặt mình điện thoại, bấm một cái mã số. Uy, lão hạ, ta là Trương Đào. Điện thoại là gọi cho Hạ Duy Hải, lúc này người sau đang chuẩn bị tan tầm về nhà. Tiếp vào Trương Đào điện thoại, Hạ Duy Hải đầu tiên là ngẩn người, tiếp lấy cười nói. Lão Trương, sự tình gì, Ngươi thế nhưng là sẽ không tùy tiện gọi điện thoại cho ta, có phải hay không có cái gì nhiệm vụ cần chúng ta phối hợp. Phối hợp cái bóng. Trương Đào mắng một câu, tiếp lấy ngữ khí bén nhọn chất vấn. Lão hạ, các ngươi có phải hay không phái người đi oa lâm trại phương hướng. Oa lâm trại, hai chúng ta thành phố giao giới khu vực, tới gần biên cảnh khu vực. Hạ Duy Hải một hồi lâu mới nhớ tới nơi này, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Lão Trương, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta ở chỗ này có hành động, nhưng là mới vừa lại phát hiện mặt khác một tổ người với lại còn phát hiện các ngươi giang vân thành phố cảnh sát giao thông một đại đội đại đội trưởng triệu quốc đồng xe trương đào trầm giọng nói chờ một lát cho người hồi phục hạ duy hải trực tiếp cúp điện thoại sau đó lập tức cầm điện thoại di động lên tìm được triệu quốc đóng điện thoại gọi tới uy hạ cục triệu quốc đóng có chút thụ sủng nhược kinh âm thanh vang lên hạ duy hải nói triệu quốc đóng ngươi ở đâu ta ở nhà à triệu quốc đống trả lời ngươi xe ở nơi nào ta xe bị từ lân lái đi đúng hạ cục tiểu tử kia có phải hay không tại thi hành nhiệm vụ ta nhìn ngài đều đã cho hắn phối súng không nên hỏi đừng hỏi hạ duy hải đạt được đáp án trực tiếp cúp điện thoại sau đó bấm từ lân điện thoại đáng tiếc từ lân điện thoại đánh không thông thế là hắn lập tức gọi hoàng vĩ hàm dãy số hoàng vĩ hàm các ngươi ở nơi nào hắn lạnh giọng hỏi hạ cục chúng ta đang chạy về oa lâm chạy phương hướng hoàng vĩ hàm đám người mới vừa thông qua giám sát đã biết kim mân côi đào vong phương hướng còn có từ lân truy kích lộ tuyến cho nên đã tại hướng oa lâm chạy phương hướng tiến đến báo cáo một cái mình vị trí sau đó hắn ngữ khí trầm thấp mang theo một tia bi thương nói hạ cục tần đại lực hy sinh ngươi nói cái gì hạ duy hải bỗng nhiên đứng lên đến thanh âm bên trong tràn đầy nổi giận bạn chuẩn bị xem xuyên qua thế giới song song ta có hệ thống Tập 53, Hạ Duy Hải đột nhiên đứng người lên, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Tần Đại Lực, hy sinh, hắn trong đầu nổi lên một tấm chất phát khuôn mặt, mỗi ngày đều mang nụ cười, thấy ai đều là trước nhất miệng, hợp làm tận tâm tận tụy, đối với tất cả đồng nghiệp đều phi thường chiếu cố. Nhà ai có khó khăn, hắn khẳng định là cái thứ nhất thân xuất viện thủ. Đại Lực, Hạ Duy Hải bờ môi run rẩy, nói ra, hắn hài tử mới 7 tuổi, a. À, hốc mắt nổi lên màu đỏ, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gầm nhẹ nói hoàng vĩ hàm không tiếc bất cứ giá nào đem hung thủ bắt lấy lão tử muốn đem hắn đem ra công lý vâng hoàng vĩ hàm lập tức lớn tiếng hồi phục chờ một chút hạ duy hải đột nhiên nghĩ đến hoặc trương đào vấn đề lúc này hỏi hoàng vĩ hàm các ngươi là tiến về oa lâm trại phương hướng có hay không sớm hành động bên kia có nam lâm thành phố đồng chí cũng đang hành động cái gì hoàng vĩ hàm ngẩn người một cái vội la lên hạ cục từ lân tiểu tử kia đã qua, ngươi nói hắn sẽ không phải cùng Nam Lâm thành phố huynh đệ lên xung đột à. Đây tối như bưng, vạn nhất va chạm gây gổ. T. Nghĩ đến cái này kết quả, hắn liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hạ Duy Hải nhưng là cái chán gân xanh trực tiếp nhảy lên lên, hắn mắng to. Hoàng Vĩ Hàm, ngươi làm gì ăn, sao có thể để tiểu tử kia đơn độc hành động, lập tức để hắn rút về đến, hồ nháo. Hoàng Vĩ Hàm phi thường ủy khuất, nói, hạ cục, ta cũng không muốn à, có thể tiểu tử kia điện thoại giống như tắt máy, chúng ta liên lạc không được. Hạ Duy Hải, đến, cái gì đều không cần nói. Cẩn thận một chút. Hắn dặn dò Hoàng Vĩ Hàm một câu, sau đó cầm điện thoại di động lên, bấm trương đào điện thoại, nói ra. Lão Trương, chúng ta đích xác có một người ở bên trong. Ngươi nói cái gì? Một người. Nam Lâm thành phố bộ chỉ huy bên này, Trương Đào nghe được Hạ Duy Hải nói, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Lão Hạ, các ngươi liền phái một người tới, là chấp hành nhiệm vụ gì sao? Hạ Duy Hải nói, không phải, hắn là truy một cái hung thủ giết người đi qua. Bởi vì người đó, chúng ta hy sinh một vị lão trinh sát. Ta hiểu được. Trương Đào nghe được hy sinh hai chữ, ngữ khí có chút trầm thấp. Hắn cũng không có trách cứ Hạ Duy Hải ý tứ, nếu là chính hắn thủ hạ trinh sát chi đội có người hy sinh. Như vậy hắn cũng biết không chút do dự mệnh lệnh dưới tay người truy hung, cho dù là chân trời góc biển cũng phải đem người bắt trở lại. Nhưng, liên phái một người, hắn cũng quá tự tin đi. Đang tại hắn đích cô ở giữa, Hạ Duy Hải tiếp tục nói, Lão Trương, chúng ta trinh sát chi đội đã tại trên đường, ước chừng nửa giờ liền có thể đến. Trương Đào nói, Lão Hạ, không còn kịp rồi. Chúng ta đi đầu động, ngươi thông trì người người, chúng ta đội ngũ phường vĩ tại. Thật có lỗi, Lão Trương, chúng ta vô pháp liên hệ hắn. Trương Đào thật nhịn không được muốn mắng lên, đây vạn nhất đánh tới người mình làm sao bây giờ. Đi, chúng ta sẽ chú ý. Hắn cúp điện thoại, nhìn thoáng qua thời gian, đúng lúc là 3 phút. Thế là lập tức cho Thiệu Trường Thanh bên kia đánh qua, đồng thời kỹ càng mà đem bọn hắn đạt được tin tức cùng Thiệu Trường Thanh thuật lại một lần. Cái gì? Trương Cục, ngươi không có đùa ta đi. Một người, ra hỏa kia lá gan cũng quá lớn. Đừng nói nhảm, hắn không biết chúng ta bên này tình huống, chỉ là đang đuổi hung thủ. Thiệu Trường Thanh nói, Trương Cục, chúng ta hiện tại cơ hồ có thể xác nhận, những cái kia lính đánh thuê mục tiêu đó là tiếp ứng bị giang vân thành phố truy cái kia hung thủ bọn hắn đã vừa mới nổ súng nghe nói như thế trương đào đột nhiên giật mình nói phải tất yếu cam đoan mình đồng chí an toàn đến lúc đó ta đi tìm hạ duy hải để hắn mời chúng ta ăn cơm vâng thiệu trường thanh cúp điện thoại hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mà nhìn xem hồng văn hàn nói hồng đội chúng ta đoán đúng là có chúng ta người mình tiến vào cánh rừng chỉ có một người Giang Vân thành phố trinh sát chi đội. Hắn cũng không biết chúng ta hành động, đợi lát nữa nếu như tao ngộ bên trên nói, nhất định phải tiểu. Thủ lĩnh, có mai phục. Ngoạ tào. Đột nhiên, tiếng kinh hô vang lên, xuất từ Hồng Văn Hàn đơn binh máy truyền tin. Trong nháy mắt cả người hắn đều nổ, quát khẽ một tiếng, đột kích tổ, nhanh, trợ giúp ngắm bắn tổ, hỏa lực trợ giúp tiểu tổ, yểm hộ yểm hộ. Điều tra tổ, bảo đảm phía sau chúng ta an toàn. Nhanh nhanh nhanh. Sáu người, gần như đồng thời lao ra hướng phía tụ tập tiểu tổ phương hướng đột kích thiệu trường thanh ngẩn người tiếp lấy lập tức cũng đi theo bọn hắn nhanh chóng trong rừng xuyên qua vẻn vẹn không đến một phút đồng hồ thời gian liền đi tới một mảnh bị áp đảo bãi cỏ bên cạnh chỉ thấy tại bãi cỏ ở giữa vị trí hai người chính ngã chồng vó nằm ở nơi đó trên người bọn họ mặc đơn binh tác chiến trang phục rõ ràng là liệp ư người hồng văn hàn sắc mặt âm trầm đi lên trước đưa tay đi đụng vào dưới tay mình cổ mạch đập vẫn còn Người chỉ là đã hôn mê. Chuyện gì xảy ra? Thiệu Trường Thanh trầm giọng hỏi. Ngay tại sau một khắc, một đạo thân ảnh như thiểm điện đi tới Hồng Văn Hàn sau lưng, khủng bố kình phong trong nháy mắt từ hắn vang lên bên tai. Với tư cách đột kích đội đội trưởng, Hồng Văn Hàn chiến đấu không thể bảo là không mạnh, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lệch một cái đầu, tránh thoát bóng đen kia một kích, sau một khắc liền rút ra dao quân dụng, một đao đâm về hắc ảnh dưới nách. Nhưng hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trên tay truyền đến kịch liệt đau nhức, dao quân dụng không biết lúc nào đã bị người đoạt đi, hơn nữa còn gác ở hắn trên cổ. Đừng nhúc nhích. Ngươi cái gì người? Chúng ta là đại hạ cảnh sát hình sự, bỏ đao xuống. Chúng ta là đại hạ bộ đội đặc chủng, bỏ vũ khí xuống. Bỏ vũ khí xuống đầu hàng, ngươi chạy bộ ra ngoài. Từng cái quát lớn tiếng vang lên, đám người đều cực độ khẩn trương. Nhất là liệp ưng đột kích đội người, từng cái đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì thần tiên sức chiến đấu? Đây chính là Hồng Văn Hàn, bọn hắn đột kích tiểu đội đội trưởng đỉnh tiêm cách đấu cao thủ như là vẻn vẹn trong nháy mắt liền được người thanh đao gác ở trên cổ với lại dùng vẫn là chính hắn dao từ lân nghe được đám gia hỏa này tự giới thiệu lập tức ngẩn người hắn trốn ở hồng văn hàn sau lưng nói ra các ngươi nói là chính là đem các ngươi giấy chứng nhận cho lấy ra ta nếu không đừng trách ta không khách khí hắn vô cùng cẩn thận dù sao mới vừa đến cùng là ai hướng mình nổ súng hắn cũng không rõ ràng nếu như là đợt này người đâu cũng không phải không có loại khả năng này à. Huynh đệ, ngươi là Giang Vân thành phố cảnh sát hình sự. Thiệu Trường Thanh kịp phản ứng, lập tức hỏi. Từ lân nghe vậy khẽ giật mình, ngay tại hắn tay có chút buông lỏng nháy mắt, Hồng Văn Hàn bỗng nhiên một phát bắt được hắn cánh tay, đem trực tiếp một cái ném qua vai té ngã trên đất. Nhưng mà từ lân eo lực lượng bạo phát, gắng gượng từ nằm nằm trạng thái bên trong bay lên, tựa như cùng cương thi đồng dạng, trực tiếp nhô lên đến loại kia. Kết, Hồng Văn Hàn chỉ cảm thấy mình trên cổ mát lạnh, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nửa điểm cũng không dám lại cử động đánh. Thiệu Trường Thanh há to mồm, nhìn Hồng Văn Hàn bị chơi đùa đồng dạng lần nữa dùng dao gác ở trên cổ, cũng nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Cái này cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông. Vừa nhìn từ lân băng tay, Thiệu Trường Thanh lập tức kinh hồ. Mẹ nó, đùa ta chơi đâu? Gia hỏa này, tại sao lại mặc đội cảnh sát giao thông chế phục? Bạn chuẩn bị xem xuyên qua thế giới song song, ta có hệ thống. Tập 54 ngươi thật biết chơi hả? À? từ lân lần nữa đem dao quân dụng gác ở hồng văn hàn trên cổ có chút hài hước nói ra mới vừa nếu không phải hắn eo lực lượng đủ cường đại không chừng thật bị ra hỏa này cho phản chế ở hồng văn hàn hắn trong lòng quất quất tiểu tử này có chút biến thái bị ném qua vai sau đó còn có thể trong nháy mắt làm ra phản ứng cùng cương thi đồng dạng nhảy lên đến đây là cái gì lực bộc phát cùng eo lực lượng cảnh sát giao thông lúc này thiệu trường thanh vừa vặn hét lên kinh ngạc Hồng Văn Hàn cái cầm đều kém chút rơi trên mặt đất. Anh em, bình tĩnh. Một cái đặc chiến đội viên tiến lên, vươn tay làm ép tay tư thế. Sau đó hắn để Thiệu Trường Thanh nói, Thiệu đội, tranh thủ thời gian, đem các ngươi giấy chứng nhận lấy ra. Thiệu Trường Thanh nghe vậy, lập tức liền phản ứng lại, lấy ra một bản giấy chứng nhận, hướng phía từ lân phương hướng ném qua đi. Trong đêm tối, lúc đầu ánh mắt cũng không phải là rất rõ ràng, tăng thêm giấy chứng nhận là màu đen, ngoại trừ phía trên huy hiệu cảnh sát còn có chút ánh sáng, kỳ thực căn bản là không nhìn thấy, ném ra bên ngoài thời điểm, thiệu trường thanh cũng có chút hối hận. có thể sau một khắc, một cái tay giống như quỷ mị bắt lấy hắn giấy chứng nhận. đây là cái gì ánh mắt? đeo đơn binh nhìn ban đêm dụng cụ một đám đặc chiến đội viên toàn bộ đều tê, không có người so với bọn hắn càng tinh tường. từ lân mới vừa động tác ý nghĩa, tối như bưng, có thể chuẩn xác tiếp được so bàn tay còn muốn nhỏ giấy chứng nhận, hắn trong bóng đêm chẳng lẽ cũng có thể thấy rõ đồ vật? bọn hắn đoán đúng. Từ lân đã mở ra mắt ưng kỹ năng, mặc dù nói cùng ban ngày không cách nào so sánh được, nhưng đối với nhìn ban đêm dụng cụ đến nói, càng thêm rõ ràng. Khoa kỹ, trung quy là không sánh bằng treo bức. Từ lân cầm lấy giấy chứng nhận, lật ra nhìn thoáng qua. Nam lâm thành phố trinh sát tri đội, phó tri đội trưởng, thiệu trường thanh. Giấy chứng nhận là thật, có thể xác nhận. Hắn lại đối chiếu một cái ảnh cùng thiệu trường thanh tướng mạo, xác định cũng là bản nhân. Thật có lỗi, ta là Giang Vân thành phố trinh sát tri đội không đúng, ta là Giang Vân thành phố cảnh sát giao thông một đại đội thực tập cảnh sát giao thông. Từ lân nói lấy, buông ra bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh dòng dòng Hồng Văn Hàn. Tiếp lấy hắn móc ra mình giấy chứng nhận, đi hướng Thiệu Trường Thanh. Thiệu Trường Thanh sau khi nhận lấy, thủ hạ đội viên lập tức đem vây vào giữa, mở ra đèn pin liếc nhìn, trên mặt thần sắc giống như là táo bón đồng dạng. Hắn đem giấy chứng nhận giao cho Hồng Văn Hàn, kết quả vị này đặc chiến đội sinh trưởng ở nhìn thấy từ lân giấy chứng nhận một khác này, cũng nhịn không được muốn mở miệng chửi mẹ các ngươi giang vân thành phố đều ngưu bức như vậy sao? Nhân vật như vậy, nhét vào đội cảnh sát giao thông khi thực tập cảnh viên. Là ta đầu không dùng được, vẫn là cái thế giới này điên rồi, lão thiên gia muốn như vậy cho tấn ta. Giữa lúc tất cả mọi người đều nhìn từ lân thời điểm, hắn lại là sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vài trăm mét có hơn một mảnh lùm cây, trầm giọng nói ra. Cẩn thận một chút, bọn hắn tới. Bọn hắn. Tận đến giờ phút này, Hồng Văn Hàn cùng Thiệu Trường Thanh mới phản ứng được, những cái kia lính đánh thuê vẫn còn kém chút liền sơ sót từ lân một cái lắc mình trong nháy mắt liền đi tới một cây đại thụ đằng sau sau đó liền thấy hắn cõng lên một cây trường thương rõ ràng là Li miêu súng ngắm mà lúc này giờ phút này Li miêu cùng một cái khác đặc chiến đội viên như cũ đứng tại trong hôn mê nhìn thấy ly miêu súng ngắm hồng văn hàn mới nhớ tới bị đánh ngất xỉu Li miêu lúc này để người đi qua đem hắn đánh thức rõ ràng là đội viên mình vũ khí bị một cái cảnh sát giao thông cầm tính chuyện gì xảy ra Ly Miêu, tỉnh lại đi. Ly Miêu. Ba ba ba. Liên tục mấy cái bàn tay nằm trên mặt đất Ly Miêu mới mơ màng tỉnh lại. Hắn ánh mắt khôi phục một chút tiêu cự, sau đó đồng tử bỗng nhiên kịch liệt co vào, cả người từ dưới đất nhảy lên. Địch tập. Sau một khắc, hắn liền thấy nửa ngồi tại bên cạnh mình Hồng Văn Hàn, còn có cái khác mấy cái đội viên. Thủ lĩnh, chúng ta gặp phải. Hắn mới vừa mở miệng báo cáo, chợt nhìn thấy mười mấy mét bên ngoài dưới cây đứng cái thân ảnh kia, lúc này một tiếng kinh hô thủ lĩnh là hắn hắn tập kích chúng ta Ly miêu thét lên phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh từ lân sắc mặt lập tức biến đổi hắn ánh mắt gắt gao nhìn 10 giờ phương hướng đối phương mấy người nghe được động tĩnh sau đó lập tức liền ẩn núp xuống tới nhìn ra khoảng cách ít nhất là 300 trăm mét trở lên hắn nhíu mày liếc nhìn Ly miêu tiếp lấy nhìn một chút trong tay mình súng ngắm trong lòng hơi động một chút hệ thống gọi hệ thống mở ra vua súng thời gian hiệu lực thẻ Ken, vua súng thời gian hiệu lực thẻ mở ra, thời gian hiệu lực 3 giờ. Trong đầu nhắc nhở xuất hiện, sau một khắc hắn ký ức bên trong liền xuất hiện vô số súng ống tri thức. Bao quát các loại hào súng ngắn, từng cái loại súng trường, súng bắn tỉa, súng máy, súng máy hạng nặng các loại. Trong nháy mắt, hắn liền từ một cái chỉ hiểu rõ súng ngắn cùng súng trường thái điểu, biến thành một cái chân chính súng ống đại sư, vua súng cấp bậc tồn tại. Đôi tay cơ bắp ký ức, trong nháy mắt liền dung nhập vào hắn thần kinh bên trong, tạo thành đáng sợ thần kinh phản xạ, nổ súng xạ kích cơ hồ trở thành đứng tại trong tiềm thức bản năng. Khẩu súng còn cho ta. Trong lúc bất chợt, Ly Miêu lần nữa bạo phát. Thân là một cái tay bắn tỉa, súng ngắm chẳng khác nào hắn cái mạng thứ hai, súng tại người tại, súng rơi xuống người vong. Cho nên khi nhìn đến Từ Lân cầm mình súng ngắm thời điểm, Ly Miêu cơ hồ vô ý thức liền xông ra ngoài, trên mặt thần sắc hiện đầy đáng sợ. Ly Miêu. Hồng Văn Hàn nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản đều đã không kịp. Hắn không khỏi giận dữ, ánh mắt nhìn chằm chằm từ lân quát, khẩu súng cho hắn. Từ lân nhưng là hoàn toàn không để ý đến hai người, thật có lỗi, hắn giờ phút này trừ mình ra, ai đều không tin. Bởi vì, hắn đã hóa thân vua súng. Bành, tiếng súng vang, chạy bên trong Lim Miêu lại một giây đồng hồ trước đó bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khủng bố sát ý đánh tới, vô ý thức cúi đầu bổ nhào, đó là động tác này cứu hắn một cái mạng. Đạn gian hắn đầu bay qua, Chúng đích phía bên phải đại thụ, sốc lên một cái động lớn. Tay bắn tỉa, khẩu súng. Hắn vô ý thức hướng từ lân hô to, nhưng mà nói mới vừa vặn lối ra, liền thấy từ lân bỗng nhiên nâng lên họng súng, nhắm chuẩn, xã kích, bành, nặng nề tiếng súng vang lên. Tiêu chuẩn động tác, lạnh lùng ánh mắt, còn có cái kia khủng bố tốc độ phản ứng, để ở đây tất cả giải ngắm bắn người đều là thần sắc biến đổi. Ly miêu càng là vô ý thức hô to, 1.7 giây. Một cái tay bắn tỉa, từ phát hiện mục tiêu đến khóa chặt, lại đến nổ súng, nhanh nhất đại khái cần 2.5 giây thời gian. Phải biết đây đã phi thường khủng bố, dù sao đang mở súng trước đó còn cần tính toán không khí mật độ cùng độ ẩm, tốc độ gió chờ một chút ảnh hưởng đường đạn nhân tố. Truyền thuyết bên trong, có ngắm bắn cao thủ có thể làm được càng nhanh, nhưng cơ hồ đều là tại 2 giây mở xong. Thời gian này mỗi nâng cao một giây, đều là khó như lên trời. Đương nhiên, nếu như là loạn đả, vậy liền coi là chuyện khác. Nhưng mà khi từ lân nổ súng sau đó, đối diện tiếp cận 300 mét bên ngoài đột nhiên liền vang lên một tiếng kinh hô. Mặc dù âm thanh truyền đến bọn hắn bên này đã rất nhẹ rất nhẹ, nhưng tất cả mọi người đều nghe được. Hai giây bên trong, Li Miu trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không, không chỉ là hai giây bên trong, vẫn là 1.7 giây, trọn vẹn trên lệch 0.3 giây. Đây 0.3 giây tại đại đa số tay bắn tỉa chức nghiệp kiếp sống bên trong, đó là vĩnh viễn đều không thể vượt qua hồng câu. Bạn chuẩn bị xem xuyên qua thế giới song song, ta có hệ thống. Tập 55 Ngay tại tất cả mọi người đều xa vào đến rung động bên trong thời điểm, khoảng cách từ lân gần đây Li miêu lần nữa phát hiện một cái khiến người sợ hãi tình huống. Ra hỏa kia, thế mà không có bất kỳ cái gì nhìn ban đêm công cụ. Không có nhìn ban đêm dụng cụ, hắn ống nhắm hệ thống đồng dạng không có nhìn ban đêm công năng. Không có nhìn ban đêm trang bị, cũng không có người quan sát. Hắn là làm sao làm được? Chẳng lẽ, trống trơn bằng vào hắn một đôi mắt, Giờ này khác này, đám người cũng đều kịp phản ứng, nhịn không được liên tục hít vào cảm lạnh khí. Biến thái. Không, biến thái đều không đủ lấy hình dung ra hỏa này khủng bố năng lực. Tiếp cận 300 mét bên ngoài trong bụi cỏ, chất lỗ sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mặt mình nằm cái kia đội viên. Chỉ thấy đây đội viên bên phải sọ não đã bị tung bay, đỏ trắng chất lỏng chảy đầy đất. Lão đại, có tay bắn tỉa, người kia có trợ giúp. Một cái thủ hạ đối với chất lỗ nói ra, thân sắc vô cùng ngưng trọng. Chát lỗ cắn răng, nói ra, bất kể như thế nào, nhất định phải đem kim mân côi mang về, nàng nắm giữ lấy rất trọng yếu đồ vật. Liên tính mang không đi nàng, cũng phải đem đồ vật mang về. Mọi người yên tâm, chúng ta trợ giúp ngay tại trên biên cảnh, chốc lát phát hiện chúng ta bị đại hạ cảnh sát cắn, bọn hắn liền sẽ lập tức trợ giúp chúng ta. Vâng, còn lại 8 người, đi theo chát lỗ chậm rãi hướng phía phía trước di động, mà chát lỗ nhưng là tự mình bưng lên súng bắn tỉa, bắt đầu quan sát phía trước hoàn cảnh. Những lính đánh thuê này trang bị so với đại hạ bộ đội đặc chủng cũng không kém chút nào. Bọn hắn sức chiến đấu, cho dù là đặt ở trên quốc tế, cũng là cực kỳ tinh nhuệ. Nhưng bọn hắn ngàn vạn lần không nên, không nên tới đến đại hạ cảnh nội. Từ lân tại bọn hắn bắt đầu di động thời điểm, liền đã phát hiện đối phương. Hắn khóe miệng lộ ra một vệt cười lạnh, thân hình chợt lóe liền biến mất tại phía sau đại thụ, mục quang lãnh lệ nhìn lướt qua phía trước, hắn ôm lấy súng ngắm di chuyển nhanh chóng lên. Đi ra ngoài tiếp cận 20 mét, bỗng nhiên nâng lên họng súng nhắm chuẩn xạ kích bành tiếng súng vang lên một cái đang tại tiến lên lính đánh thuê ứng thanh ngã xuống ngực bị viên đạn xé mở một cái đại động máu tươi cùng phún mà ra mẹ nó khi nhìn thấy mình thủ hạ lần nữa có một người ngã xuống cái kia lính đánh thuê đội trưởng một tiếng kinh hô hắn trên mặt lộ ra một vệt kinh sợ đối phương tay bắn tỉa viễn siêu hắn tưởng tượng cường đại đều dừng lại toàn bộ dừng lại đáng chết đối phương tay bắn tỉa rất mạnh với lại hắn người quan sát cũng nhất định phi thường lợi hại chất lỗ trầm mặt mệnh lệnh mình người dừng lại tất cả mọi người đều tìm tốt công sự che chắn thế nhưng là đây không có gì chứng dùng từ lân thân hình trong rừng xuyên qua ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương ước chừng một phút đồng hồ sau hắn khóa chặt lại một cái nửa cái thân thể lộ ở bên ngoài lính đánh thuê không chút do dự trực tiếp giơ súng nhắm chuẩn xạ kích bành tiếng súng vang lên lần nữa chỉ là lộ ra nửa nghiêng người thân thể lính đánh thuê bỗng nhiên bị viên đạn đánh cho bay lên đến người còn tại bay về phía trước thời điểm từ lân bỗng nhiên lần nữa bóp cỏ bành lại là một tiếng súng vang cái kia lính đánh thuê tại hét thảm bên trong bị nổ đầu ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào rãnh ly miêu đến xem thần tiên từng tiếng trầm thấp thét lên cùng kinh hô từ mới vừa bị đánh tỉnh người quan sát heo rừng miệng bên trong phát ra với tư cách ngắm bắn tổ một thành viên người quan sát trình độ trọng yếu không thể nghi ngờ, hắn đồng thời cũng là tiểu đội bên trong phó tay bắn tỉa. Thế nhưng là giờ khác này, heo rừng phát hiện mình cái này người quan sát cùng người ta so với đến quả thực là cạn bã. Li Miu một mực, mực đều đang nhìn, hắn từ nhìn ban đêm trong ống giòm thấy được cái kia lính đánh thuê bị đánh bay, sau đó lại bị nổ đầu, tâm lý hàn khí liền không ngừng mà đi lên bốc lên. Dạng này thao tác, hắn chỉ là tại truyền thuyết bên trong thấy qua, thật là đáng sợ hắn không khỏi nhìn về phía cái kia không ngừng mà trong rừng xuyên qua thanh niên đây ngắm bắn chiến thuật quả thực là miểu sát mình mười đầu phố tay bắn tỉa không mình tại trước mặt hắn đó là cái đệ đệ đối với đại hạ bên này đám người khiếp sợ bố tạp lính đánh thuê bên kia chất lỗ lại là vãi cả linh hồn quá kinh khủng dạng này thuật bắn súng bọn hắn căn bản liền không khả năng thẩm thấu qua được chạy hắn đầu tiên nghĩ đến đó là chạy trốn thế nhưng là chạy trốn được sao trừ phi xử lý tay súng bắn tỉa kia hoặc là nói đối phương từ bỏ ám sát bằng không bọn hắn những người này một cái đều chạy không được đáng chết tại sao có thể có mạnh như vậy tay bắn tỉa chất lỗ tâm chìm đến đáy cốc trong miệng mắng to lấy sau đó cùng thủ hạ người nói nói tất cả mọi người cũng không muốn ngoi đầu lên không nên phát ra cái gì động tĩnh sợ cho dù là tại miễn bang bên kia hoành hành không sợ giết người như ma thế nhưng là tại đối mặt dạng này cao thủ thời điểm trong lòng bọn họ sợ hãi đồng dạng bị vô hạn phóng đại. Người kia thuật bắn súng đã cho bọn hắn mang đến bóng ma tâm lý. Bọn hắn chỉ có thể tại chỗ chờ đợi trợ giúp. Làm rùa đen rút đầu liền không sao. Từ lân khóe miệng mang theo một vệt cười lạnh, thu hồi súng, ánh mắt nhìn mình phải phía trước. Một cái thân ảnh đang theo lấy phía trước bỏ đi, rõ ràng là Kim Mân Côi. Bị từ lân trúng đích hai chân sau đó, nữ nhân này vẫn như cũ không buông bỏ, cắn răng hướng phía trước bỏ đi. Không thể không nói, nàng cứng cỏi đích xác phi thường khủng bố. Từ lân nhanh chân đi qua, chuẩn bị đem nữ nhân này cho bắt trở lại. Nhưng lại tại lúc này, một đạo quang mang ở trên trời sáng lên lên, lóng lánh hoa lửa trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Đạn tín hiệu. Từ lân thần sắc ngưng tụ. Sau đó sau một khắc liền phát hiện đối diện lính đánh thuê bên kia, đồng dạng bắn một cái đạn tín hiệu. Theo sát phía sau, đó là một trận súng vang lên. Hoa lạp lạp lạp, lá cây lay động ma sát, nơi xa xuất hiện từng đạo bóng người, khoảng chừng hơn 10 người nhiều, bọn hắn ôm lấy thần súng, nhanh chóng hướng phía từ lân đám người bên này xông lại. Vẹn vẹn không đến 500 mét khoảng cách, 2 phút đồng hồ cũng chưa tới, song phương liền đã đánh cái đối mặt. Cộc cộc cộc, tiếng súng trong nháy mắt vang lên, Hồng Văn Hàn cùng Thiệu Trường Thanh bọn hắn đối diện với mấy cái này lính đánh thuê, trực tiếp đứng ra, thẳng hướng địch nhân. Từ lân hai mắt có chút nheo lại, một cỗ vô cùng nộ diễm tại hắn trong lòng phun trào. Vô pháp vô thiên, các ngươi mẹ nó đem chúng ta quốc cảnh dây làm cái gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, còn dám nổ súng công kích chúng ta quân cảnh. Giết, một cái cũng đừng hòng đi. Hắn hai mắt đỏ bừng, nhanh chân hướng vọt tới trước đi, giơ lên trong tay súng, nổ súng, bắn giết. Bành, răng rắc. Bành, răng rắc. Một người một súng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, thời gian trực tiếp áp xúc đến 1.5 giây, súng ngắm kém chút bị hắn hoàn thành súng tự động ngắn ngủi 20 giây, liên tục bắn giết 9 người, đánh cho đối diện lao ra lính đánh thuê không hề có lực hoàn thủ. Hồng Văn Hàn cũng mang theo mình bộ đội, hướng phía trước đột kích, xử lý 78 cái lính đánh thuê. Song phương chiến đấu bởi vì Từ Lân bạo phát, hiện ra thiên về một bên tình huống. Kim Mân Côi nhìn thấy một màn này, điên cuồng hướng phía trước bỏ đi, tấm kia bị bụi gai cào đến máu me đầy mặt ngân trên mặt, tràn đầy cừu hận cùng âm lãnh. Nàng muốn chạy trốn ra ngoài, muốn tìm cái kia cảnh sát giao thông báo thủ. Giết, giết sạch hắn người nhà cùng bằng hữu cho hắn biết cùng mình đối nghịch hạ tràng ác chiến bên trong từ lân cũng đích xác không có thời gian đi quản kim mân côi bất quá khi kim mân côi sắp leo đến đường biên giới thời điểm nàng sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đạo để nàng nhịn không được run rẩy âm thanh để ngươi chạy huynh đệ của ta thủ tính thế nào từ lân lạnh lùng tiến lên một phát bắt được kim mân côi một chân thô bạo kéo lấy nàng hướng phía trước đi đến a à, kim mân côi ngửa đầu điên cuồng gào thét nhưng vô luận nàng làm sao gào thét dãy ruộng, từ lân tay vẫn như cũ như là kìm sắt đồng dạng, kéo lấy nàng. Bất quá rất nhanh, nàng liền phát hiện từ lân đi phương hướng, rõ ràng là đường biên giới phương hướng. Hắn muốn làm gì? Thả mình rời đi. Bạn chuẩn bị xem xuyên qua thế giới song song, ta có hệ thống. Tập 56, Kim Mân Côi nhìn càng ngày càng gần đường biên giới, con mắt trợn lên, một vệt hy vọng tại nàng trong hai mắt thiếu đốt. Tới gần, rất gần. 150 mét, 100 mét, 50 m Còn có 50 m cuối cùng 50 m Chỉ cần qua đây 50 m ta đã chạy ra đi. Đại hạ quân cảnh, tuyệt đối không dám hướng ngoại cảnh nổ súng, bọn hắn không có lá gan này. Theo Kim Mân Côi trong lòng hy vọng càng lúc càng lớn, trong đầu của nàng cũng vang lên một cái thanh âm khác. Vì cái gì? Hắn tại sao phải thả ta rời đi? Chẳng lẽ nói chát lỗ bọn hắn bắt lấy bọn hắn người? Đúng, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. 30 mét, Cuối cùng 30 mét, 20 mét, còn có 20 mét ta liền tự do. Ha ha, đại hạ, lính đánh thuê cấm địa, không gì hơn cái này. Kim mân côi trên mặt đã lộ ra nụ cười. Lúc này bọn hắn đã ra khỏi rừng cây, đang mở rộng rãi bên trên bình nguyên, tại cách bọn họ ước chừng 300 mét vị trí, một đám người đang tại nhanh chóng xông lại. Cùng lúc đó, từ lân hậu phương, Hồng Văn Hàn mấy người cũng điên cuồng đuổi theo. Cái kia cảnh sát giao thông, ngươi đang làm gì? Hỗn đàn ngươi tại phản quốc sao? Đáng chết, gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Một đám người đều trợn tròn mắt, trơ mắt nhìn từ lân đem người đưa đến đầu kia thần thánh quốc cảnh dây bên cạnh, khoảng cách ngoại cảnh còn chưa đủ 10 mét vị trí. Lại hướng phía trước, đó là miễn bang. Vô luận bọn hắn hành động như thế nào trọng yếu, chỉ cần là đụng phải cái kia một tuyến đường, nhất định phải im bặt mà dừng. Tất cả mọi người tâm đều xách lên, thẳng đến tần húc tiện tay đem kim mân côi lắc tại khoảng cách quốc cảnh dây còn có 10 mét vị trí, sau đó một chân đạp tại nàng trên vết thương a à, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên kim mân côi đau đến toàn thân run rẩy nghiến răng nghiến lợi trừng mắt từ lân trong hai mắt hy vọng tại thời khắc này triệt để phá diệt nàng minh bạch nàng rốt cuộc hiểu rõ gia hỏa này tại sao phải đem mình đưa đến quốc cảnh dây bên cạnh là bởi vì hắn muốn để mình tại hy vọng trước mặt trải nghiệm loại kia đáng sợ tuyệt vọng hy vọng lân cận tại gang tắc nhưng là vô luận nàng dãy dụa như thế nào đều đụng vào không đến trên cái thế giới này đáng sợ nhất đó là hy vọng từ lân khóe miệng buộc vòng quanh một vệt cười lạnh một cước dẫm lên kim mân côi bỗng nhiên giơ tay lên bên trong súng bắn tỉa bành tiếng súng sâu không mà lên đang tại sông lại một đám người trực tiếp ngã xuống hai cái nhất tiễn xong điêu vua súng trình độ tuyệt đối là kỹ năng như thần tồn tại đáng chết dừng lại xong lại hơn hai mươi người trực tiếp ngồi xổm xuống thế nhưng là căn bản vô dụng từ lân mắt ưng kỹ năng cho hắn tăng cường mấy lần đánh đêm năng lực đen kịt ban đêm hắn thấy cũng bất quá là hoàng hôn thôi hắn kéo động thương xuyên lần nữa giơ súng nhắm chuẩn bành thổi phong máu bắn tung tóe trốn ở trong bụi cỏ một cái lính đánh thuê ứng thanh ngã xuống tiếp tục kéo động thương xuyên khiêng súng xạ kích bành 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 mỗi một tiếng súng tiếng vang đều mang đi một cái địch nhân một đám lính đánh thuê trốn ở trong bụi cỏ mỗi người trên mặt đều mang hoàng sợ đi chết. Gầm lên giận dữ, chát lỗ bỗng nhiên đứng dậy, trong tay hắn cũng ôm lấy một cây súng ngắm. Khóa chặt mục tiêu, nhắm chuẩn. Nhưng mà hắn ngón tay mới vừa khoác lên trên cò súng thời điểm, súng ngắm trong ống ngắm liền thấy một vệt ánh lửa, sau một khắc đầu trực tiếp nổ tung. Máu tươi cùng tủy não tung tóe đầy đất, tất cả lính đánh thuê đều hoảng sợ đến cực điểm mà nhìn xem cái kia màu đỏ tươi chất lỏng. Quá kinh khủng, dạo này ngắm bắn năng lực, tại loại này quy mô nhỏ chiến trường hơn mấy, đó là vô địch tồn tại, mà tại từ lân bên trái vị trí, Hồng Văn Hàn cùng Thiệu Trường Thanh một đám người như là chừng lớn hai mắt, mỗi người ánh mắt bên trong đều lộ ra khiếp sợ cùng kinh hãi thần sắc. bọn hắn phát thề cả đời này đều không thể quên một màn này. Một người một súng, dưới chân dẫm lên quân giặc, bắn giết xâm phạm cường địch. Ứng một câu kia ngạn ngữ một người giữ ải vạn người không thể qua. Đi, tất cả mọi người rút lui. Cuối cùng tại đối mặt từ lân khủng bố độ chính xác bắn nhanh phía dưới. Tiếp cận 300 mét khoảng cách bên ngoài những lính đánh thuê kia không cách nào lại bình tĩnh. Bọn hắn tay bắn tỉa đã bị xử lý, dù là súng hắm vẫn còn, nhưng căn bản cũng không dám ngẩng đầu. Mới vừa chắt lỗ phản kích còn rõ một một trước mắt, ngẩng đầu đó là chết. Mọi người cùng nhau chạy, nhanh. Một cái dẫn đầu lính đánh thuê hô to một tiếng, đứng dậy liền muốn chạy. Lúc này Hồng Văn Hàn mấy người cũng cuối cùng lấy lại tinh thần, không nói hai lời trực tiếp dẫn người nhà tới. Từ lân cự ly này làm thuê binh rất xa nhưng bọn hắn lại không xa, vẻn vẹn chỉ có 200 mét không đến. Khi phát hiện đối phương chạy trốn thời điểm, Hồng Văn Hàn lập tức liền tổ chức tiến công. Cộc cộc cộc, tiếng súng không ngừng vang lên, Liệp Ưng đột kích đội dường như một đám như ác lang, mỗi người trên thân đều mang cường đại hung hãn khí tức. Liền ngay cả Thiệu Trường Thanh chờ đội cảnh sát hình sự viên cũng đều là người điên hướng trước đột kích. Trong tay bọn họ cầm súng ngắn, cho dù là địch nhân đã vượt qua bọn hắn tầm bắn, cũng là không ngừng mà nổ súng. Dạng này có thể nhiễu loạn địch nhân nội tâm cho bộ đội đặc chủng huynh đệ sản xuất cơ hội bành bành từ lân vẫn tại nổ súng bất quá lại là tại thả bắn lén hắn hai mắt có chút đỏ lên con mắt cơ hồ đều nhanh muốn không mở ra được thân hình cũng có chút suy yếu chỉ cảm thấy trái sau lưng có chút đau đau nhất tựa hồ có máu tươi đang tuôn ra không quản được như vậy nhiều giết một cái là một cái không đến 10 phút đồng hồ thời gian chiến đấu đã kết thúc hồng văn hàn đám người đuổi tới quốc cảnh nhìn chỉ còn lại có ba cái lính đánh thuê chật vật nhảy sông thoát đi cắn răng bất đắc dĩ thở dài một hơi dưới chân đường dây này đó là bọn hắn không thể vượt qua tơ hồng tất cả mọi người quét dọn chiến trường nhìn xem còn có hay không sống đều cẩn thận một chút hồng văn hàn nói ra vâng thủ hạ đội viên lập tức liền bắt đầu hành động lên thiệu trường thanh nhìn mình sau lưng huynh đệ nói các ngươi cũng đi hỗ trợ cẩn thận một chút minh bạch một đám cảnh sát hình sự nhao nhau gật đầu. Tiếp lấy hai cái đội trưởng nhìn lẫn nhau một cái, hai người gần như đồng thời hướng Từ Lân bên kia chạy tới. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền đi tới Từ Lân chỗ vị trí. Chỉ thấy dưới chân hắn người kia đã đã hôn mê, mà Từ Lân tắc vẫn như cũ đứng nghiêm, hai mắt đỏ như máu đỏ tươi, vô cùng dọa người. Ngực cùng eo vị trí có một mảng lớn vết máu, nhưng hắn lại là không nhúc nhích, vẫn như cũ giơ súng. Huynh đệ, chiến đấu kết thúc, bỏ súng xuống à? Thiệu Trường Thanh mở miệng nói ra. Kết quả từ lân tựa hồ là làm như không nghe thấy, vẫn không có động đậy. Thẳng đến Hồng Văn Hàn tiến lên, nhẹ nhàng chạm đến hắn một cái, hắn thân thể mới một cái lảo đảo ngồi dưới đất, sau đó ngửa đầu mới ngã xuống. Huynh đệ, hai người thần sắc lập tức đại biến, liền vội vàng tiến lên xem xét. Hồng Văn Hàn kiểm tra một chút, một bên xuất ra băng vải cho từ lân băng bó vết thương, vừa nói, sườn bộ chảy ra, có chút nghiêm trọng, bất quá không có nguy hiểm tính mạng. Gia hỏa này quá mạnh, đoán chừng là mệt mỏi, tăng thêm có chút mất máu quá nhiều. Bạn chuẩn bị xem xuyên qua thế giới song song, ta có hệ thống. Tập 57, đối với Từ Lân, Hồng Văn Hàn cùng Thiệu Trường Thanh trong lòng chỉ có hai chữ, bội phục. Dù là cái trước là đặc biệt đột kích đội đội trưởng, tham gia qua nhiều lần thực chiến, chấp hành qua mấy chục lần nguy hiểm nhiệm vụ. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, trước mặt tiểu tử này là hắn gặp qua tối cử người. Muốn đem hắn lấy tới đặc chiến đội đến, cái gì khảo hạch cái gì đều không cần, trực tiếp đặc biệt nhận tội. Hắn trong lòng đã quyết định chú ý, trở về liền cùng thủ trưởng nói. Dạng người này mới, thủ trưởng nhất định sẽ phê chuẩn. Cho dù là để hắn đến khi một cái ngắm bắn huấn luyện viên, vậy tuyệt đối có thể cho bọn hắn hồng ưng bồi dưỡng được một nhóm cường đại tay bắn tỉa đến. Cảnh sát giao thông, có lẽ càng tốt hơn đảo à. Bọn hắn thế nhưng là đặc chiến đội, kỷ luật bộ đội đỉnh phong tồn tại à. Thiệu trường thanh tâm lý cũng đang đánh tính toán đồng thời cũng tại mắng to Giang Vân Cục Thành phố, dạng người này mới, các ngươi đặt ở đội cảnh sát giao thông mai một. Đã không cần, cái kia cho chúng ta à? Chờ ta trở về liền đánh báo cáo, nhất định khiến trương cục cho chúng ta đem người đào tới. Dạng này mãnh nhân, có thể cho chúng ta trinh sát chi đội mang đến không cách nào tưởng tượng năng lực tác chiến. Cái gì đặc công, cái gì đặc chiến đột kích đội, đứng sang bên cạnh. Hai người mỗi người có tâm tư riêng, bất quá đều không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là ở trong lòng đích cô. Ngay lúc này, Thiệu Trường Thanh chú ý tới Từ Lân hai mắt. Hắn con mắt, nhịn không được một tiếng kinh hô, bởi vì hắn phát hiện Từ Lân cặp kia vằn vện tia máu, cơ hồ muốn thấu máu đồng tử, vẫn như cũ là tròn mở to, phảng phất nhìn chăm chú bầu trời đồng dạng. Hồng Văn Hàn nghe được hắn nói, cũng chú ý tới tình huống này, trên mặt thần sắc khuôn mặt có chút động. Hắn đây là Sa sa sa, đột nhiên, phía sau vang lên đại lượng tiếng bước chân. Hai người gần như đồng thời quay đầu nhìn lại, liền thấy hai chi đội ngũ chính một trái một phải từ rừng cây bên kia lao ra. Trong đó một chi, rõ ràng là bọn hắn Nam Lâm thành phố đặc công đại đội, khoảng chừng hơn 10 người, mỗi một cái đều là súng ống đầy đủ. Bọn hắn võ trang đầy đủ, trên mũ giáp đèn pin chiếu sáng bốn phía. Mà đổi thành bên ngoài một nhóm người như là người mặc thường phục hoặc là cảnh phục, cầm trong tay cảnh dụng súng ngắn cùng đèn pin cảnh sát. Từ lân, từ lân, tiểu tử ngươi còn ở đó hay không? Từ lân, Hoàng Vĩ Hàm một bên tìm kiếm, một bên hô to, âm thanh trong mang theo vô cùng lo lắng cùng bối rối. Hắn như là nghe hạ cục nói, Hoa Lâm chạy bên này xuất hiện lính đánh thuê nhập cảnh, với lại nhân số đạt đến hơn 10 người, cùng đại hạ quân cảnh triển khai một trận chém giết. Từ Lân an toàn, đó là hắn hiện tại quan tâm nhất. Lão tử, lão tử. Từ ca. Từ ca. Một đám cảnh sát tới đó là la to, chưa đến cùng bọn hắn cùng một chỗ đến đặc công, còn có cái khác người cũng nhịn không được nhíu mày. Thiệu Trường Thanh nghe được âm thanh, cách màn đêm, có chút nghi ngờ hô một tiếng. Hoàng Vĩ Hàm, Lão Hoàng, ai? Thanh âm này, Thiệu Trường Thanh. Hoàng Vĩ Hàm bỗng nhiên giật mình, sau đó hô to một tiếng liền hướng phía bọn hắn bên này chạy tới, sau lưng trinh sát chi đội hai ba mươi người cũng nhanh chóng đi theo. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền đi tới Thiệu Trường Thanh cùng Hồng Văn Hàn trước người. Đèn pin hướng trên mặt đất vừa chiếu, liền thấy nằm ở nơi đó, hai mắt trợn lên từ lân. Từ lân, ngươi, Hoàng vĩ hàm trong lòng lạnh buốt, trong nháy mắt nghẹn ngào, nhiệt lệ từ hốc mắt tuôn ra. Chết không nhắm mắt a à đây là. Lão tử. Trần Hoa cũng là một tiếng bi thương kêu rên. Toàn bộ trinh sát chi tri đội tất cả mọi người, cũng đều nhao nhao đi lên trước, hô hào từ lân danh tự, nhẹ giọng nước nở lên. Khụ khụ. Gào cái gì, ta lại không chết. Ngay lúc này, nằm trên mặt đất từ lân cuối cùng nhịn không được hữu khí vô lực mắng một câu. Mới vừa một khắc này hắn tiến vào một loại phi thường kỳ quái trạng thái. Cả người linh hồn đều giống như là bị rút sạch, không có bất kỳ cái gì ý thức, con mắt mặc dù mở to nhưng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, cũng nghe không đến âm thanh. Thẳng đến Hoàng Vĩ Hàm một cuống họng mới đem hắn cho bừng tỉnh. Mệt không? Đương nhiên mệt mỏi. Cường độ cao truy kích cùng chiến đấu, cơ hồ hao tổn rỗng hắn toàn thân tinh khí thần, lúc này hắn liền đưa tay khí lực cũng không có. Hoàng Chi, là ngươi sao? Hắn nhếch miệng lộ ra một vệt cười thảm, lần này giống như khiến cho đích xác là có chút lớn, kém chút đem mình đều thua tiền. Là ta, là ta. Hoàng Vĩ Hàm vội vàng một chân quỳ gối từ lân trước mặt, bắt lấy hắn tay, có chút nghẹn ngào nói, tiểu tử ngươi, không chết à. Từ lân, Hoàng Chi, ngươi liền không thể trông mong ta điểm được không? Yên tâm, đây chừng trăm năm bên trong, Diêm Vương ra sẽ không tới thu ta. À, tê. Từ lân nhe răng, cười thời điểm liên lụy đến vết thương, đau đến hắn nhịn không được rút liên tục mấy ngụ khí lạnh tiểu tử thúi không chết liền tốt ta liền biết tiểu tử ngươi không dễ dàng như vậy vinh quang hoàng vĩ hàm thở dài một hơi có thể nói đùa liền chứng minh không có việc gì trần hoa trương công hồ cương chờ ba cái đội trưởng cũng tới trước cùng từ lân lên tiếng chào hoàng vĩ hàm chú ý tới hắn con mắt mở miệng hỏi từ lân ngươi con mắt xem ra đôi mắt này tựa hồ xảy ra vấn đề gì nếu như nói từ lân mặc dù còn sống nhưng con mắt mù nói đối với hắn như vậy đến nói tuyệt đối là một cái không thể nào tiếp thu được đà kích cho nên hoàng vĩ hàm hiện tại phi thường lo lắng tiểu tử này sẽ không tiếp thụ được từ lân nói không có việc gì đó là dùng mắt quá độ hai ngày nữa liền tốt không có người so với hắn càng tinh tường đây kỳ thực đó là mắt ưng kỹ năng tác dụng phụ nếu như là tại ban ngày cái này tác dụng phụ có thể sẽ ít một chút nhưng dù sao cũng là tại ban đêm thời gian dài cự ly xa quan sát cùng lục soát phi thường tổn hại hắn thị giác thần kinh dù là mắt ưng mạnh hơn cũng là có cực hạn cực hạn này là hai tiếng hắn mới vừa sử dụng tiếp cận hai tiếng nếu như vượt qua nói đôi mắt này chỉ sợ thật sẽ tạo thành mãi mãi tổn thương hiện tại thôi đi nghỉ ngơi một đoạn thời gian hẳn là có thể đủ khỏi hẳn hoàng vĩ hàm nghe cũng không có lại nói cái gì hắn nhìn về phía thiệu trường thanh hỏi lão thiệu các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra lớn như vậy hành động không hướng lên phía trên báo cáo sao dạo này chiến đấu các ngươi cứ như vậy mấy người thiệu trường thanh nói lão hoàng ngươi chớ đứng nói chuyện không đau eo chúng ta lúc ấy cũng không có nghĩ đến hội ngộ đến như vậy nhiều địch nhân hoàng vĩ hàm nhẹ gật đầu hỏi lại các ngươi thương vong mấy cái thiệu trường thanh nói thương vong không có à một cái đều không có cái gì các ngươi người một cái đều không có thương vong thì ra như vậy đó là đả thương từ lân một người đúng không các ngươi đám người này thật giỏi hoàng vĩ hàm có chút tức giận bất bình ngữ khí cũng bất thiện lại nói tiếp xe cứu thương đâu có tới không xe cứu thương đúng 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 ta lập tức gọi xe cứu thương mới vừa nghe được hồng văn hàn nói không có nguy hiểm tính mạng hắn đều đã quên gọi xe cứu thương lúc này nghe được hoàng vĩ hàm nhắc nhở lúc này mới nhớ tới đến thảo ngươi bây giờ gọi cọng lông hoàng vĩ hàm là thật nổi giận đám này nam lâm thành phố người làm gì ăn hắn trực tiếp xuất ra mình điện thoại liên lạc hạ duy hải điện thoại kết nối hắn mở miệng nhân tiện nói uy hạ cục từ lân thụ thương tình huống bây giờ không rõ đến lập tức đưa bệnh viện ta đề nghị để máy bay trực thăng tới chờ lấy đầu bên kia điện thoại hạ duy hải không lại nói nhảm trực tiếp liền cúp điện thoại liên hệ máy bay trực thăng thiệu trường thanh sắc mặt giờ khác này trở nên có chút khiếp sợ theo hắn biết toàn bộ Giang Vân thành phố chỉ có 3 cái cảnh dụng máy bay trực thăng, với lại tùy tiện đều sẽ không vận dụng. Ai nghĩ đến, Hoàng Vĩ Hàm một cái điện thoại, cái kia đầu đại lão liền trực tiếp đáp ứng. Hắn đột nhiên cảm thấy, đào người khả năng không có gì hy vọng. Bạn chuẩn bị xem xuyên qua thế giới song song, ta có hệ thống. Tập 58, Hoa lâm trại, nhân khẩu bất quá 2, 300 người. Tuyệt đại đa số đều là lưu thủ lão nhân. Người trẻ tuổi trên cơ bản đều đã đi thành thị bên trong công tác cùng sinh hoạt, cũng chính là ngày lễ lần trước đến xem trong nhà trưởng bối nếu như không có trưởng bối đây cũng là không trở lại theo lão nhân từng cái qua đời hoa lâm trại cũng là ngày càng cô tịch nhưng là hôm nay hoa lâm trại tại dạng sáng thời điểm liền đã phi thường náo nhiệt trên thực tế từ hôm qua ban đêm bắt đầu hoa lâm trại bách tính liền nghe đến cái kia dày đặc tiếng súng rất nhiều lão nhân đều là một đêm không ngủ một buổi sáng sớm liền dậy cũng có một số người nửa đêm lên đứng tại trại cao nhất địa phương nhìn ra xa bên cạnh phương hướng thân là biển nguyên tỉnh khoảng cách biên cảnh gần đây một cái thôn trại nơi này thường xuyên đều sẽ có biên phòng chiến sĩ tuần tra đả kích các loại phạm tội chiến đấu cũng thường xuyên đều có đường biên giới bên trên tiếng súng bọn hắn cũng đều không cảm thấy kinh ngạc đám lão nhân cái gì chưa từng gặp qua thậm chí thôn bên trong một ít trưởng bối đều tự mình tham gia qua chiến tranh bọn hắn đối với đầu này đường biên giới nhận biết đối với tổ quốc lịch sử hiểu rõ còn có tâm bên trong cái kia cỗ dân tộc cảm giác tự hào cùng vinh dự cảm giác đều viễn siêu đường đại người trẻ tuổi. Sống lớn như vậy niên kỷ, thứ gì chưa thấy qua, cho dù là trước mặt trưng bày nhiều như vậy thi thể, đám lão nhân cũng không mang theo sợ. Hồng Văn Hàn, Thiệu Trường Thanh bọn hắn đem thi thể đều làm vào thôn trại bên trong, cũng là không có cách nào sự tình. Dù sao xe phải vào đến chỉ có thể thông qua oa lâm chạy cái kia một đầu sơn thôn đường cái, luôn không khả năng khiêng đi già. Hai tử, ăn chút điểm tâm à. Đúng đúng đúng, hai tử, trong nhà của ta nấu một đại oa trứng gà, đến ăn chút cảnh sát đồng chí nơi này có một chút thổ đặc sản các ngươi mang về ăn đám lão nhân nhao nhao lấy ra trong nhà đặc sản đối với bọn hắn đến nói đây chính là chân quý nhất đồ vật hồng văn hàn cùng thiệu trường thanh bọn hắn khẳng định không thể nhận từng cái uyển chuyển cự tuyệt đồng hương tạ ơn không cần tạ ơn chúng ta không đói bụng đại gia chúng ta có kỷ luật không thể ăn đến cuối cùng thực sự không chịu nổi dân chúng nhiệt tình bọn hắn dứt khoát liền mang theo các huynh đệ đi tới trại bên ngoài một mảnh đất hoang bên trong rầm 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 qua ước chừng hơn nửa giờ trên bầu trời vang lên từng trận máy bay trực thăng xoáy cánh tiếng nổ một cái trắng xanh đan xen cảnh dụng máy bay trực thăng xuất hiện ở đám người trong tầm mắt thiệu trường thanh nhìn về phía hoàng vĩ hàm trong đôi mắt mang theo một vệt kinh hãi cho dù là biết ra hỏa này điều đến máy bay trực thăng cũng không nhịn được có chút động dung nhưng mà theo máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống từng cái đại lão từ phía trên nhảy xuống thời điểm thiệu trường thanh bỗng nhiên trợn to trong mắt nửa ngày nói không ra lời đầu tiên xuống tới đó là giang vân thành phố đông thành phân cục cục trưởng quách lượng một thân áo sơ mi trắng cảnh hàm là cấp 3 giám đốc cảnh sát tiếp lấy lại là một người nhảy xuống thiệu trường thanh khóe miệng giật một cái giang vân thành phố thành tây phân cục cục trưởng đặng trí quốc giống nhau là một thân áo sơ mi trắng cấp 3 giám đốc cảnh sát có thể tiếp lấy xuống tới người quả thực là có chút dọa người Giang Vân thành phố cục thành phố cục trưởng Hạ Duy Hải. Giang Vân thành phố cảnh giới đệ nhất đại lão, áo sơ mi trắng, trên bờ vai treo cấp hai giám đốc cảnh sát cảnh hàm. Ba vị này có thể nói là Giang Vân thành phố giới cảnh sát cao cấp nhất ba vị. Bọn hắn sau khi xuống tới, lập tức liền chạy tới dơ lên cáng cứu thương Hoàng Vĩ Hàm cùng Trần Hoa trước mặt. Nhìn thấy trên cáng cứu thương từ lân hai mắt trợn tròn, trong mắt vải bố lót trong đầy máu tơ, mặt đỏ bừng đều là đỏ tươi đỏ tươi. Ba người không khỏi một cái thịt, sắc mặt cũng thay đổi đây là hy sinh hoàng chi chiến trận rất lớn à ta nghe được máy bay trực thăng xoáy cánh thanh âm từ lân vừa cười vừa nói hắn hiện tại mặc dù trợn tròn mắt nhưng là hoàn toàn mơ hồ màu máu cái gì đều không nhìn thấy tiểu tử thúi ngươi làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng ngươi vinh quang nữa nha hạ cục nghe được hắn mở miệng trong lòng thở dài một hơi giọng nói mang vẻ vẻ run rẩy hạ cục liền ngài đều tới à từ lân sững sờ đi bớt nói nhảm, đi trước bệnh viện. Ngươi bộ dáng này, ta nhìn không chết cũng phải tàn phế. Hạ Duy Hải tức giận nói. Từ lần nói, hạ cục, ngài thật dễ nói chuyện, ta còn muốn cưới vợ đâu. Danh con. Hạ Duy Hải không tiếp tục cùng hắn nói nhảm, phất phất tay, Hoàng Vĩ Hàm cùng Trần Hoa lập tức dơ lên hắn lên máy bay. Tiếp lấy mấy vị in đại lão liền đi theo. Thiệu Trường Thanh nhìn thấy một màn này, trong lòng có chút đáng chát. Ba cái đại lão tự mình tới, còn quan tâm như vậy hắn, làm cảnh sát đến cái mức này hắn tiền đồ còn dùng sầu sao chờ chút tại sao ra hỏa này mặc cảnh sát giao thông chế phục à đây giang vân thành phố cục thành phố như vậy ngang tảng sao một cái dũng như vậy mãnh liệt người ngươi đem thả đến đội cảnh sát giao thông đi các ngươi nhân tài đều đã bên trong cuốn thành dạng này từ lân mơ màng ngủ thiếp đi hắn hai mắt cũng cuối cùng chậm rãi nhắm lại trong mơ mơ màng màng tựa hồ có người đang cấp mình khâu lại bên hông vết thương cũng không biết qua bao lâu coi hắn mở to mắt, chợt phát hiện trước mắt một vùng tam tối. Đang muốn rời giường, trong lúc bất chợt một cái tay đặt tại mình trên ngực. Đừng nhúc nhích, bác sĩ nói ngươi mắt màng bị hao tổn nghiêm trọng, cần tu dưỡng mấy ngày, tốt nhất đừng thấy hết. Thanh âm này vừa ra tới, từ lân cũng có chút tê cả ra đầu. Tại sao là ngươi? Một cỗ thanh nhã hương thơm truyền vào hơi thở, phi thường mới tốt nghe. Chỉ nghe trước mặt truyền đến một cái mang theo một tia mỏi mệt âm thanh. Tại sao không thể là ta, ngươi tại thành phố vô thân vô cố, không có ta chiếu cố ngươi, đoán chừng ngươi bây giờ đều đã lạnh. Ngồi tại trước giường bệnh, rõ ràng là phong tình vạn trùng nhân giao. Từ lần nói, thật dễ nói chuyện, cái gì lạnh, ta vốn là không có việc gì có được hay không, chẳng qua là hơi mệt chút mà thôi. Cái kia, ta hiện tại không sao, ngươi bằng không liền đi mau lên, ta cho ta bằng hữu gọi điện thoại là được. Hắn nói lấy, liền chuẩn bị tìm điện thoại, cho Trương Triều gọi điện thoại. Dù sao bất kể nói thế nào, nữ nhân này hắn là không thể trêu vào. Nếu là dính lên điểm quan hệ nói, không chừng có thể chơi chết mình. Thế nhưng là đôi tay vừa sờ, đột nhiên liền mò tới một đôi yếu đuối không xương bóng loáng tay ngọc, dọa đến khóe miệng của hắn kéo ra, vội vàng rút tay trở về. Sao, sợ ta ăn ngươi? Nhan dao mặt đỏ lên, khoét một chút trước mặt nam nhân, khóe miệng nhếch lên, nói, ta đừng đường một cái nữ tổng giám đốc tự mình đến chiếu cố ngươi, ngươi còn chọn ba lấy bốn, có tin ta hay không cùng bác sĩ chào hỏi, cắt ngươi một cái thận. Từ lân, độc nhất là lòng dạ đàn bà, tuyệt tuyệt tử. Đi, từ mù loà, ta đến hỏi ngươi một vấn đề. Nhan giao thu hồi cho đùa thần sắc, trịnh trọng hỏi. Làm như thế, đáng ra ha. Ta nghe các ngươi cái kia hoàng chi nói, lần này vô cùng nguy hiểm, kém chút liền không về được. Từ lân nói, không nghĩ nhiều như vậy. Nhìn bị giết thi thể, còn có huynh đệ ở trước mặt ta hy sinh. Ta nếu là không đem hung thủ bắt lại, vậy ta mặc đây một bộ quần áo có ý nghĩa gì? ngươi không sợ chết. Nhan Giao trong giọng nói hơi có chút run rẩy. Sợ, ai không sợ chết. Từ lân lúc này mở miệng, nói, nhưng làm cảnh sát, luôn có mình muốn kiên trì đồ vật. Nhan Giao nói, vậy nếu như ta gặp phải nguy hiểm, ngươi sẽ tới hay không cứu ta. Từ lân, đại tỷ, êm tai nói ta am hiểu. Khẳng định sẽ cứu, dù là dùng ta mệnh đi đổi lấy ngươi bình an, ta cũng nguyện ý. Nhan Giao hai mắt ửng đỏ, trong nháy mắt cười. Tốt, Ta tưởng thật." Từ Lân nói, "Ách, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Đổi thành bất cứ người nào đều là giống nhau, chúng ta là cảnh sát. Vương Bát Đản, ta cắn chết ngươi." Trong phòng bệnh đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm. Mà lúc này đây, trên hành lang xuất hiện một đám người thân ảnh, đều nhịp tiếng bước chân, dẫn tới tất cả mọi người đều ghé mắt nhìn lại. Bạn chuẩn bị xem xuyên qua thế giới song song, ta có hệ thống, tập 59, một đoàn người đi hướng Từ Lân phòng bệnh phía trước nhất chính là hạ duy hải kiểm giờ này khác này hạ duy hải lại là biểu hiện được có chút khiêm cung không ngừng mà hướng sau lưng mấy người cười nói thứ gì còn vừa dẫn đạo đám người hướng phòng bệnh đi đến hoàng vĩ hàm đi tại phía sau cùng tựa như là một cái tiểu trong suốt đồng dạng kỳ thực hắn ước gì chính mình là cái tiểu trong suốt không thấy được đông thành phân cục quách lượng còn có thành tây phân cục đặng trí quốc hai cái đều cùng tiểu tùy tùng giống như ở một bên không ngừng cười theo à Hạ Duy Hải mới vừa tới đến cửa phòng bệnh, đột nhiên nghe được bên trong phát ra một tiếng hét thảm, cái kia thê lương trình độ đều có thể so với gia hình tra tấn. Sắc mặt hắn biến đổi, ngay cả cửa đều không có gõ, trực tiếp đẩy cửa vọt vào. Bị như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh hai vị đại lão cũng là như thế, một đám người kém chút không có giữ cửa khung cho dồn xuống đến. Kết quả chờ bọn hắn sau khi đi vào, liền thấy trên giường bệnh một thanh niên bị băng gạc được mắt. Sau đó một cái xinh đẹp đến có chút cực kỳ nữ nhân, chính cắn thanh niên tay trái cổ tay mắt to mắt nhỏ nhìn nhau tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người nhan dao đôi mắt đẹp nhìn đột nhiên xâm nhập một đám người sau một khắc cuối cùng kịp phản ứng vội vàng buông ra miệng bên trong đồ ăn gương mặt đằng một cái liền trở nên đỏ bừng cái kia hạ thúc a à. nàng muốn mở miệng nhưng lại không biết giải thích thế nào chỉ có thể hung hăng bấm một cái từ lân cánh tay kết quả phát hiện ra hỏa này cánh tay quá bền chắc sừng sốt bóp khó lường đến từ lân mặc dù bây giờ con mắt không nhìn thấy, nhưng cũng cảm nhận được rõ ràng trong phòng nhiều hơn không ít người. Lúc này hỏi, ai đến? Khụ khụ khụ. Hạ Duy Hải ho nhẹ hai tiếng. Hạ cục. Từ lân nghe được âm thanh, mở miệng hô một câu. Hạ Duy Hải cười cười, nói ra, tiểu tử ngươi, xem ra khôi phục được rất nhanh à. Mới vừa cái kia một tiếng, kêu là trung khí mười phần, ta đây an tâm. Tiếp lấy hắn không đợi từ lân nói chuyện, Quay người nhìn về phía một cái lông mày rậm úc, mặt chữ quốc, sắc mặt uy nghiêm nam nhân, nói ra, trần sảnh, đây chính là ta và ngươi nói từ lân đồng chí. Từ lân đồng chí, chào ngươi. Cái kia uy nghiêm nam nhân lúc này tiến lên, nắm chặt từ lân tay, nói ra, từ lân đồng chí, ngươi thế nhưng là cho chúng ta lập công lớn. Đại công. Từ lân ngẩn người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn chỉ là muốn cho đại lực báo thủ, cũng không nghĩ tới có thể lập đại công à. Đúng, lập công lớn trần anh hổ cười vỗ vỗ từ lân bả vai nói ngươi không biết ngươi bắt được nữ nhân kia đối với chúng ta đến nói quá trọng yếu nhất là trong tay nàng vật kia cho chúng ta chống ma túy cảnh sát nhân dân mang đến bao lớn thu hoạch có cái kia phần mạng lưới tiêu thụ lạc chúng ta liền có thể nhổ chiếm cứ tại biển nguyên bớt hơn phân nửa buôn bán cùng tiêu thụ đường phèn đội từ lân nghe vậy cũng không nhịn được vì đó động dung hắn có thể xác định kim mân côi nữ nhân kia rất có thực lực với lại đối với một số người đến nói cũng rất trọng yếu bằng không bọn hắn không sẽ phái ra như vậy nhiều lính đánh thuê đến nhập cảnh nghĩ cách cứu viện. Chỉ là không nghĩ tới, trong tay nàng thế mà nắm giữ lấy một cái khổng lồ đường phèn mạng lưới tiêu thụ lạc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói, cái kia tòa nhà số 6 trong biệt thự bị giết mấy người kia cũng cùng cái này có quan hệ. Lãnh đạo, đây là ta chức trách. Hắn mở miệng nói ra, có thể đà kích rơi buôn bán đường phèn Internet, chẳng khác nào là cứu vớt ngàn vạn cái gia đình. Đối với đà kích loại này nhất làm cho người thống hận đồ vật, hắn không thể đổ cho người khác. Cái đồ chơi này nguy hại quá lớn, nếu như mặc kệ tràn lan, thậm chí có thể dao động nền tảng lập quốc. Nằm ở ưng tương bên cạnh mặc nam ca, đó là bên trong một cái ví dụ. Cái kia tiểu quốc gia, cảnh sát cơ hồ một ngày chết một gốc dạng, đường phèn con buôn có thể đem chính thức đánh ra bay đến. Có thể tưởng tượng, thân ở như thế hoàn cảnh bên trong, dân chúng là không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn có thể nói. Tốt, tốt, Tốt. Trần Anh Hổ nói liên tục ba chữ tốt, nói tiếp, ngươi tốt nhất dưỡng thương, chờ ngươi thương lành, ta tự mình cho ngươi ban phát huân chương công lao. Vâng, tạ ơn lãnh đạo. Từ Lân vừa cười vừa nói, cái kia cái gì, lãnh đạo, ngài xem chúng ta cục thành phố kinh phí cùng cỗ xe cái gì, có phải hay không cho chúng ta đổi một nhóm. Hạ Duy Hải tận dụng mọi thứ, cười ha hả hỏi. Từ Lân lập được công, vậy bọn hắn tự nhiên là muốn được nhờ. Khác không nói trinh sát chi đội những cái kia xe cũ kỹ dù sao cũng phải đổi một gốc dạ à. Còn có, cục thành phố một nhóm súng ống cũng phải đổi một cái. Ân, bọn hắn công cụ truyền tin, tốt nhất cũng đổi một nhóm, flycam cái gì cũng phải mua sắm một chút. Hạ Duy Hải, ngươi thật là biết tìm cơ hội đưa tay. Trần Anh Hổ nhìn thấy đây bộ hạ cũ thần sắc, chỗ nào không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hạ Duy Hải sợ hắn không đáp ứng, vội vàng lại nói. Là thật, lão lãnh đạo, Ngài xem chúng ta hiện tại điều kiện này là thật gian khổ à. Các loại trước vào thiết bị như chúng ta đều không có. Đặc công bên kia đột kích xe, liền cái lốp xe dự phòng đều không có. Ngài nhìn lần này, nếu là ta có thể nhiều một cái máy bay trực thăng, tiểu tư làm sao đến mức thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương à. Không bột đố gột nên hồ, trợ giúp chậm là muốn lầm đại sự. Ta không hy vọng về sau chúng ta có đồng chí, bởi vì trợ giúp đi qua quá chậm, từ đó làm cho hy sinh. Ai? Đi! tiểu tử ngươi đừng cho ta trang, máy bay trực thăng, ngươi cũng không cần nhớ. Chúng ta tỉnh thính, cũng liền sáu chiếc máy bay trực thăng, các ngươi giang vân thành phố có ba cái cũng không tệ rồi. Xe cảnh sát ta có thể cho các ngươi phát một nhóm, còn có lại cho các ngươi phát một bút khoản, thiếu cái gì mình đi mua. Hắc hắc, được rồi, lão lãnh đạo, tạ ơn, cảm ơn. Hạ Duy Hải liếm láp mặt cười lên. Nhưng mà lúc này, một mực tại bên cạnh không có mở miệng nhan dao đột nhiên mặt mũi tràn đầy ngây thơ mà hỏi thăm hạ thúc cục thành phố nghèo như vậy sao còn có vì cái gì cục thành phố cơ sở trang bị không thể so sánh tỉnh thính tốt hạ duy hải hắn vội vàng cấp nhan dao nháy mắt cô nãi nãi đừng nói lung tung ta đây mới vừa muốn tới tay ngươi đừng cho ta đem lão lãnh đạo cho chọc giận đến lúc đó không cho ta làm sao xử lý ha ha tiểu cô nương giang vân cục thành phố nghèo bất tận ta không biết nhưng cũng không có quy định tỉnh thính trang bị nhất định phải so cục thành phố tốt Trần Anh Hổ nghe nhịn cười không được lên. Nhan Giao nghe vậy, lúc này gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Nàng nhìn về phía Hạ Duy Hải, nói, Hạ Thúc, cảnh dụng máy bay trực thăng, ta không có nhớ lầm nói hẳn là 4.000 vạn đến 5.000 vạn nhất chiếc. Còn có các loại cảnh dụng cỗ xe, ta cảm thấy coi như nó 30 vạn nhất chiếc tiêu chuẩn, hẳn là không vấn đề gì à. Dạng này, ta đại biểu tập đoàn chúng ta hướng Giang Vân Cục Thành phố Quyên tặng 10 chiếc thẳng 9 loại cảnh dụng máy bay trực thăng cộng thêm 300 chiếc các loại cảnh dụng cỗ xe, quay đầu ta sẽ để cho trợ lý cùng ngài liên hệ. Rắc, rắc, một đám người, trực tiếp trừng to mắt, chấn kinh cảm. Cái gì gọi là ngang tàng, mở miệng đó là 10 chiếc thẳng chín, ít nhất là hơn 4 ức. Lại thêm 300 chiếc xe, dựa theo 30 vạn giá cả, trực tiếp lại là tiểu 1 ức. 5 ức, quyên tặng cho cục thành phố, như vậy cục thành phố trang bị còn không phải cất cánh. Từ lân nghe, ra đầu đều có chút run lên. Phú bà, Ngươi như vậy dùng tiền, ba ngươi có thể đồng ý không? Bạn chuẩn bị xem xuyên qua thế giới song song, ta có hệ thống. Tập 60, Ách, Đại chất nữ, ngươi nghiêm túc. Hạ Duy Hải bị năm ức nện đến đầu óc choáng váng, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm nhan dao, trái tim đều bất tranh khí nhảy lên lên. Nhan giao nói, đương nhiên, thân là một cái bình thường bách tính, ta cũng hy vọng chúng ta xã hội càng ngày càng ổn định, phạm tội càng ngày càng thiếu sinh hoạt tại dạng này hoàn cảnh bên trong, chúng ta mới có cảm giác an toàn. Bất quá. Giọng nói của nàng nhất truyền, liếc nhìn ngồi tại trên giường bệnh tiểu tử kia, nói, hạ thúc, chính yếu nhất là lúc sau trợ giúp nhanh chút. Dù sao, thời gian đó là sinh mệnh. Ân. Hạ Duy Hải liếc nhìn trên giường bệnh tiểu tử, trong lòng dâng lên một tia hiểu ra. Không có vấn đề. Hắn mở miệng cười, nói, vậy ta trước hết cho chúng ta giang vân thành phố giới cảnh sát các cấp huynh đệ, cảm ơn nhan tổng đỏ mắt. Trần Anh Hổ đứng ở một bên, trong mắt đều hiện đầy màu đỏ. Vì cái gì tỉnh thành không có như vậy ngang tàng phú bà. Liên tính không có năm ức, cho dù là đến một ức, không đúng, năm nghìn vạn cũng được à. Ánh mắt từ phú bà trên thân rời, gắt gao nhìn chầm chầm hạ duy hải. Vị này giang vân thành phố giới cảnh sát lão đại bị nhìn chầm chầm trong lòng hoảng sợ, luôn cảm thấy có một số việc muốn phát sinh. Cái kia, tiểu tư cần nghỉ ngơi, chúng ta vẫn là tới trước bên ngoài nói đi. Hạ Duy Hải mở miệng nói ra. Tiếp lấy quay đầu nhìn về đằng sau hô một tiếng. Hoàng Vĩ Hàm, người đâu? Tại tại tại, hạ cục, ta tại. Hoàng Vĩ Hàm mau từ đằng sau gạt ra. Ngươi lưu lại chiếu cố từ lân. Vâng, cục trưởng. Hạ Duy Hải nhìn về phía nhan giao, nói. Nhan tổng, chúng ta đi trước ta văn phòng, thương lượng một chút cụ thể quyên tặng. Ngươi yên tâm, có Hoàng Vĩ Hàm tại, từ lân không có sự tình. Nhan giao liếc nhìn trên giường bệnh từ lân, gật đầu nói. Tốt. Đợi đến đám người rời đi, Hoàng Vĩ Hàm ngồi tại trước giường bệnh, xuất ra quả trong rổ một cây nhang tiêu, phối hợp lột ra đến cắn một cái, nói, tiểu tử ngươi đó là có phúc khí. Chật chật, thế nào liền không có phú bà tới yêu thương ta đâu. Lăn. Từ lân tức giận mắng một câu, nói tiếp, đừng loạn bố trí quan hệ, người ta là cùng hạ cục quan hệ tốt. Phi, ngươi tin không? Hoàng Vĩ Hàm hứ một ngụ. Ta tin. Từ lân gật đầu. Trang. Ha 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 ha. Hai người đồng thời cũng nhịn không được cười lên. Thẳng đến y tá tiến đến cảnh cáo hai câu, bọn hắn mới an tĩnh lại. Từ lân mở miệng hỏi, Hoàng Chi, đại lực hắn. Hoàng Vĩ Hàm có chút trầm mặc qua hơn 10 giây mới nói, ghi công trạng nhất đảng công, số 19 mở lễ truy điệu. Từ lân cũng trầm mặc gật đầu. Đại hạ cảnh sát, bình quân tuổi thọ là 48 tuổi không đến một điểm. Chống ma túy cảnh càng là chỉ có 41 tuổi khoảng chừng bọn hắn nâng lên giữ gìn xã hội ổn định an toàn đồng thời cũng tại kính dân mình tuổi trẻ sinh mệnh làm một chuyến này thời khắc đều sẽ đứng trước nguy hiểm lễ truy điệu ngày ấy ngươi đến đón ta từ lân âm thanh trầm thấp mở miệng đi hoàng vĩ hàm nhẹ gật đầu trong phòng bệnh lâm vào yên lặng chiến hữu hy sinh ai trong lòng cũng không dễ chịu dù là từ lân mới nhận thức tần đại lực không có mấy ngày thế nhưng là đối với cái này chất phác ra hỏa cũng là khắc sâu ấn tượng trong lòng vô cùng thương tiếc nhưng đây chính là cảnh sát số mệnh hắn có lẽ cũng sẽ có một ngày như vậy tựa ở đầu giường tâm tình nặng nề chậm một hồi lâu từ lân mới đen cỗ này bi thương áp chế xuống hắn kéo ra khỏi hệ thống giao diện bất luận như thế nào hắn đều muốn trở nên càng thêm cường đại đi bảo hộ bên người chiến hữu bảo hộ người nhà bảo hộ mỗi một cái thiện lương dân chúng hệ thống điểm tích lũy thanh toán chúc mừng ký chủ đánh chết lính đánh thuê thu hoạch được 329 điểm tích lũy. Chúc mừng ký chủ, đánh chết lính đánh thuê, thu hoạch được 350 điểm tích lũy. Chúc mừng ký chủ, đánh chết. Trong đầu nhắc nhở điên cuồng loạn động, trọn vẹn hơn 10 đầu nhắc nhở tới sổ, sau đó từ lân liền thấy mình điểm tích lũy trực tiếp nhảy tới 3.800 nhiều một chút. Mà lúc này đây, một đầu cuối cùng nhắc nhở cũng xuất hiện. Chúc mừng ký chủ, bắt tội phạm Kim Mân Côi, thu hoạch được điểm tích lũy 990 điểm. 990 điểm tích lũy, kém 10 phân liền phá ngàn. Đủ để thấy Kim Mân Côi sở phạm phải tội ác, đều có thể dùng tội lỗi trồng chất để hình dung. Bất quá bất kể như thế nào, mình thành công bắt lấy nàng. Nữ nhân này muốn sống rời đi đại hạ là tuyệt đối không thể nào. Hệ thống rút ra kỹ năng. Hắn ở trong lòng mặc niệm một câu, sau đó hệ thống giao diện xuất hiện một mảnh quang mang, chỉ chốc lát sau trong đầu liền xuất hiện một đầu nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thi đơn lực lượng thuộc tính tăng cường thể lực lượng thuộc tính tăng cường thể, lực lượng gia tăng ba thành. Trong đầu xuất hiện một đạo nhắc nhở, sau một khắc từ lân cũng cảm giác mình thể nội giống như tràn vào một dòng nước nóng. Toàn thân thông suốt không nói, liền ngay cả vết thương đau đớn đều bị tiêu ma mấy phần. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, cảm giác mình giống như có dùng không hết khí lực đồng dạng. Lại đến, nghiêm trọng mang theo hưng phấn quang mang, hắn lần nữa hạ lệnh. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thể năng thời gian hiệu lực thể. Sức chịu đựng thời gian hiệu lực thể, trong vòng 2 canh giờ thể năng nâng cao gấp 2. Thời gian hiệu lực kết thúc về sau, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Thời gian hiệu lực thẻ, lại là một tấm thời gian hiệu lực thẻ. Vua súng thời gian hiệu lực thẻ, hắn đã thể nghiệm qua lần một, liền hai chữ, ngưu bức. Thể năng thời gian hiệu lực thẻ, tên như ý nghĩa là nâng cao thể năng. Cái đồ chơi này hắn tạm thời không cần đến, bất quá tin tưởng sớm muộn đều có thể dùng tới. Cái gì đều đừng nói, tiếp tục. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được hoàn toàn mới kỹ năng ảnh đế. Ảnh đế, am hiểu diễn kịch, tinh thông các loại nhân vật tạo nên. Tục xưng, đóng vai cái gì giống cái đó. Cái gì đồ chơi? Từ Lân nghe được hệ thống nhắc nhở, kém chút trực tiếp từ trên giường nhảy lên. Ảnh đế, hệ thống, ngươi là muốn cho ta đi diễn kịch sao? Khóe miệng của hắn giật giật, cảm giác mình lần đầu tiên nhận thức cái này cầu hệ thống. Không đúng, hắn phải lần nữa nhận thức hệ thống, cái đồ chơi này có đôi khi cũng không đáng tin cậy. Vô lực lắc đầu, hắn tiếp tục lựa chọn rút ra kỹ năng, đây cũng là một lần cuối cùng rút ra cơ hội. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được hoàn toàn mới kỹ năng khóa thần. Khóa thần, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể cáo biệt chìa khóa, mật mã, chỉ cần một đôi tay, một bộ công cụ, liền không có ngươi mở không ra khóa. Từ Lân, ta rõ ràng là một người cảnh sát, ngươi mở cho ta khóa kỹ năng, nhớ náo loại nào. Hệ thống, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ta kỹ năng này học lên muốn hay không đi trong cục chuẩn bị cái án. Bực mình, thế nhưng là kỹ năng đều rút, có biện pháp nào. Nhìn trong đầu vô số cùng khóa có quan hệ tri thức, từ lân muốn chửi mẹ, cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn trong lòng có loại cảm giác, hệ thống đang tại mang theo tự mình đi hướng một đầu không đường về. Tại trong phòng bệnh nghỉ ngơi ba ngày, ba ngày sau từ lân cuối cùng rỡ xuống băng gạc. Khi mở mắt ra một lần nữa nhìn thấy nhiều màu nhiều sắc thế giới sau đó, trên mặt hắn lộ ra vừa lòng thỏa ý nụ cười sau đó tham gia tần đại lực lễ truy điệu hắn đem mình những năm này tất cả tích xúc đều đem ra một mạch đều cho tần đại lực thê tử hai tử còn nhỏ vô luận như thế nào anh hùng hài tử không thể thụ ủy khuất mặc kệ cái khác người thế nào dù sao hắn là kẻ lưu manh một người ăn no cả nhà không đói bụng với lại đối với tiền hắn thật không phải rất coi trọng tiếp lấy lại nghỉ ngơi hai ngày từ lân kết thúc nghỉ bệnh đi vào trinh sát tri đội hắn tổ chức quan hệ cũng chính thức bị điều đến trinh sát tri đội Chức vị là Trinh sát chi tri đội phó chi đội trưởng. 22 tuổi phó chi đội trưởng, cấp bậc là phó sử cấp. Không nói toàn bộ đại hạ, chỉ ít tại Giang Vân thành phố, hắn là từ trước tới nay đệ nhất nhân.